chương bốn trăm linh một nhìn thấy người quen con của ta liền giao cho ngươi xin nhờ hòa phượng hoàng thụ cấp tốc hóa thành cho tàn hướng bốn phía phiêu tán linh hồn càng là cấp tốc biến mất trong mơ hồ liền muốn biến mất rời đi ngủ say bên trong tiểu phượng hoàng đỗng nhiên gian đánh thức ngẩng đầu nhìn thủ hộ mình hòa phượng hoàng thụ đã là trở nên chùi lủi tùy thời đều muốn biến mất ở chỗ này lúc vội vàng liền đứng dậy bởi vì cực kỳ suy yếu nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lắc lư dưới kém chút liền ngã trên mặt đất ô ô ô nó gọi hô lên trong mắt chứa đầy nước mắt đối cái này hỏa phượng hoàng thụ tràn đầy tiếc nuối có lẽ nó sớm đã biết cái này hỏa phượng hoàng thụ chính là mình mẹ hóa thân bây giờ hỏa phượng hoàng thụ chuẩn bị muốn biến mất mang ý nghĩa thủ hộ lấy mình mẹ liền muốn ly khai hai tử tạm biệt nó lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt hoàn toàn biến mất nhìn lấy biến mất thân ảnh dịch thiên vân thật sâu thở dài hắn không biết cái này hỏa phượng hoàng đến tột cùng là thế nào chết ở chỗ này nhưng xem bộ dáng là bản thân bị trọng thương mới chọn trốn ở chỗ này dịch thiên vân ngồi xổm xuống đưa tay ôm nhưng cái này tiểu phượng hoàng bắt đầu cảnh giác lanh lảnh miệng hướng bên này mổ đi qua tràn đầy địch ý hắn hơi mỉm cười một cái vận chuyển lên thể nội bất diệt chi hỏa làm nó cảm thấy quen thuộc hỏa diễm chính là hơi bừng lên tại bàn tay hắn thượng lưu chuyển đang hấp thu cái kia phượng hoàng chi hỏa về sau hắn bất diệt chi hỏa tự nhiên nhiều hơn mấy phần khí tức quen thuộc có thể làm cho tiểu phượng hoàng yên tâm khí tức cái này nhiệt độ cao rừng rực đem chung quanh mặt đất ẩm ướt cho hoang khô đối cái này tiểu phượng hoàng một chút hiệu quả đều không có chủ yếu là hắn không có thi triển toàn bộ hiệu quả không phải vậy liền xem như phượng hoàng đều muốn bị ngọn lửa này cho nương chín bất diệt chi hỏa uy lực quá mạnh tiểu phượng hoàng tu vi quá yếu không cách nào ngăn cản mạnh như vậy hỏa diễm. Ta đối với ngươi không có địch ý, mẹ ngươi hôn đã thông báo ta, để cho ta chiếu cố thật tốt ngươi, đây là mẹ ngươi hôn lưu lại cho ta. Dịch thiên vân ôn hòa một giọng nói, cái này tiểu phượng hoàng cảm nhận được khí tức quen thuộc lúc, chính là buông xuống cảnh giác. Dịch thiên vân thừa cơ hội này, đưa tay tới ôm lấy nó, nhẹ nhàng đưa tay tại nó cái kia bóng loáng vũ mau bên trên khẽ bước, tiểu xảo phượng hoàng nhìn vẫn là xinh đẹp như vậy, là như vậy gặp may tiểu phượng hoàng hít mắt, đang hưởng thụ lấy cái này trấn an cảm giác, vừa ra đời không bao lâu, ở chỗ này chờ đợi một đoạn thời gian, thủy chung là có chút tịch mịch. Trật dịch thiên vân lấy ra chút đan dược, đây đều là một số khôi phục đan thuốc, chính là đưa cho nó phục dụng. Nó ngửi được cố này mùi thuốc lúc, liền là tinh thần tỉnh táo, như là đường đầu, không ngừng nuốt vào. Tại phục dụng về sau, lập tức liền có tinh thần. Những đan dược này cũng không phải là cái gì chân quý đan dược, một số luyện thể đan có được thuần túy linh lực đây đã là đầy đủ tiểu phượng hoàng thiếu hụt những thứ này trước mắt gian dịch thiên vân đan dược liền bị ăn hết sạch tiểu phượng hoàng vẫn là vẫn chưa thỏa mãn mà nhìn xem hắn còn hy vọng hắn có thể cho mình một số đan dược người tu vi quá thấp lần sau cho ngươi thêm luyện chế một nhóm cao cấp luyện thể đan đi cho quá cao cấp đan dược ngươi ăn ngươi sẽ không chịu nổi dịch thiên vân cười cười không hổ là thần thú nho nhỏ thân thể lại là như thế nào đều lấp không đầy, cái này điểm điểm đan dược căn bản không đủ tê răng. Chỉ là tu vi quá thấp, mới bất quá luyện thể kỳ bảy bắt tầng thủy chuẩn, vừa ra đời liền có loại tiêu chuẩn này, không hổ là thần thú. Chỉ là coi như thần thú, đều không thể thừa nhận quá cao cấp đan dược, cao phẩm cấp đan dược dễ dàng phát sinh vấn đề. Tiểu phượng hoàng phát ra ô ô một tiếng, cao hứng đỉnh đỉnh bàn tay của hắn, rất là thân mật. Hiển nhiên nó đối dịch thiên vân, đã có rất lớn hảo cảm. Đang quen thuộc hỏa diễm cùng đan dược cho ăn nuôi dưới, độ thiện cảm thẳng tắp tăng lên. Hắn ở chỗ này chờ đợi đoạn thời gian về sau, liền là hướng về phía tiểu phượng hoàng nói ra, tiểu gia hỏa, ta để ngươi đi một nơi, hảo hảo đợi. Nói liền để cái này tiểu phượng hoàng tiến nhập sùng vật của mình cột bên trong, hắn không có khả năng đem tiểu phượng hoàng đem thả ở bên ngoài, chỉ có thể đặt ở trong hòm hải thèm, nếu là ở bên ngoài tùy ý nhoáng một cái, đều không cần hôm sau, cũng ngày liền gặp được họa sát hơn. Hắn nguyên bản điểm tờ cờ liền đủ cao, kéo cừu hận tuyệt đối là cực kỳ cường hãn. Tuy nhiên hắn không sợ, nhưng chuyện bây giờ quá nhiều, vẫn là ít gây điểm phiền phức cho thỏa đáng. Tốt, là nên rời đi. Dịch thiên vân quét mắt liếc chung quanh, chung quanh cũng không có có chỗ kỳ quái gì, cũng không có bảo vật gì. Phượng Hoàng Hải Cốt, sớm đã biến thành hỏa Phượng Hoàng Thụ một bộ phận, cho nên ở chỗ này đã là không có vật gì tốt. Khi hắn vừa định chạy, bên hai truyền đến thùng thùng âm thanh, theo sát lấy hoanh một tiếng, vừa bên trên không ít hòn đá sụp đổ xuống dưới, xuất hiện cái cự đại lỗ hổng. Rốt cục phá hư đại trận này, nếu không có chút hủ hóa, vẫn là rất khó mà phá hư. Tuy nhiên thật đúng là đủ lần ấp, không biết trong này sẽ có dạng gì bảo vật. Khẳng định có bảo vật, ta ở bên ngoài tìm được phượng hoàng sen lẫn tinh, rất có thể sẽ có phượng hoàng tại cái này theo sát lấy mấy bóng người từ phía trên rơi xuống đều tràn đầy phấn khởi hướng trong này nhìn lại khi thấy dịch thiên vân đứng ở chỗ này lúc đều ngây ngẩn cả người dịch thiên vân thuận mắt nhìn đi lập tức cứ vui vẻ không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp được người quen rơi xuống mấy người bên trong một người trong đó liền là trước kia tại bàn long động bên kia từ kiếm không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy hắn là ngươi từ kiếm nhìn thấy dịch thiên vân lúc, tại chỗ liền nổi giận, bọn hắn tân tân khổ khổ đào lâu như vậy, rơi xuống lúc, chẳng những không có nhìn thấy nửa điểm bảo vật, ngược lại là nhìn thấy cái người sống ở chỗ này. Dịch thiên vân lắc lắc đầu, cũng may hắn kịp thời tới, bằng không cái này tiểu phượng hoàng tuyệt đối phải bị bắt đi, diệt đi hỏa phượng hoàng thụ quá dễ dàng, dù là không đủ, hô tới người giúp đỡ là được rồi. Xem ra bọn hắn đồng dạng tìm được phượng hoàng sen lẫn tình từ vừa rồi lời nói liền đánh giá ra cái đại khái. Xem ra bọn hắn vận khí không tệ, chỉ tiếc vận khí của hắn càng tốt hơn. Thật đúng là đã lâu không gặp, làm sao, không đi bàn lòng động rồi. Dịch thiên vân nhạt cười một tiếng. Ngoại trừ từ kiếm bên ngoài, còn có hai cái tu vi không kém cường giả, trong đó có cái tu vi đạt tới hóa đan kỳ lục tầng cường giả, trong tất cả mọi người tu vi là cao nhất. Rất hiển nhiên là bị cái này Phượng Hoàng Sen lẫn tinh cho đánh động, lập tức tới ngay tìm, có thể thu hoạch được một cái tiểu phượng hoàng. hắn khẳng định là vui lòng xuất động hỗ trợ. ai biết nơi này trống rỗng, không có cái gì. ngươi biết hắn? liêu vân quang ánh mắt trầm xuống, xoay đầu nhìn về phía từ kiếm, hỏi thăm hắn ý tứ. đương nhiên nhận biết, liền xem như hóa thành trò cốt ta đều biết. từ kiếm cắn răng nói ra, hắn liền là trước kia ta nói tới tên hôn đảng kia, đem ta cùng bằng hữu của ta đánh cho một trận liêu đại ca đệ đệ của ngươi chân, bị hắn cắt đứt. Cái gì, hắn cắt ngang đệ đệ ta chân. Liêu vân quang ánh mắt lạnh tới cực điểm, vốn là muốn làm xong sau chuyện này, lại đi tìm ngươi tính sổ sách, xem ra ngươi tự mình đưa tới cửa. Dịch thiên vân nhún vai, xem ra đều là người quen. Cầu vột đánh giá cỏ vợ ở 910. Chương 402, đừng trêu chọc ta. Chương 402, đừng trêu chọc ta. Không nghĩ tới sẽ như vậy trùng hợp, từ kiếm đến coi như xong bên cạnh cái này hóa đan kỳ cường giả còn là trước kia bị dịch thiên vân cắt ngang chân tu luyện giả đại ca thật đúng là đánh cái tiểu nhân liền đến cái lớn chỉ là bọn hắn đều không có tới tìm thủ ngược lại ngay ở chỗ này gặp nhau cắt ngang chân bọn hắn đều đạp đến đây chẳng lẽ ta còn đần độn cho các ngươi đạp hay sao dịch thiên vân lạnh nhạt nói có chút cử động là cần phải trả giá thật lớn lúc ấy nhất cước đạp tới muốn là bọn hắn tu vi yếu một điểm, cái kia chính là từ trên núi lăn đi xuống. Tại địa phương khác lăn xuống dưới không sao, nhưng ở cái này bàn long động bên này lăn xuống dưới, thủ thường coi như nghiêm trọng. Bởi vì không có cái gì nguy hiểm tính mạng, Dịch Thiên Vân ngược lại là chân phía dưới lưu tình, vẹn vẹn đạp gãy bọn hắn một chân, để bọn hắn ghi nhớ thật lâu, trở về dùng chút thuốc cao liền khôi phục lại, sẽ không vĩnh cửu tính tàn tận. Thật. thật sao? người ý nghĩ ta rất đồng ý có một số việc, đích thật là cần phải trả giá thật lớn. Liêu Vân Quang lánh lánh nhìn lấy hắn, cho ngươi một lần sống sót cơ hội, tự đoạn hai chân. Khá lắm tự đoạn hai chân, nếu là ta không nói gì. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Không, kia chính là ta tự mình phế bỏ ngươi. Liêu Vân Quang ánh mắt lạnh lẽo, hóa đan kỷ khí thế dâng lên mà ra, hướng bốn phía quét sạch mà đi, để xung quanh tiểu thảo đều bị thổi ngã, cục đá bay loạn. Liêu Đại ca, chờ khoảng dưới. Từ kiếm cười lạnh một tiếng, nghiêm nghị hỏi, nơi này bảo vật đâu, có phải hay không bị ngươi cho độc thôn? Bọn hắn rất nhanh liền đem chú ý lực chuyển rời đến trọng điểm bên trên, bọn hắn tới nơi này là tìm kiếm bảo vật, mà không phải đến đạp thanh. Thiên tân vạn khổ phá mất cái ẩn nấp đại trận, còn tưởng rằng có thể tìm tới bảo vật, không có nghĩ tới đây giống tuyết, thứ gì đều không có, ngoại trừ cái người sống sờ sờ. Bảo vật, nơi này nhưng không có bảo vật gì như là mọi người thấy nơi này hiện tại có cái gì cái kia trước đó có cái gì dịch thiên vân híp mắt nói ra nếu là không có chuyện gì vậy ta liền đi trước chính các ngươi chậm rãi tìm vừa dứt lời ba đạo nhân ảnh cấp tốc bao vây đem dịch thiên vân cho triệt để vây quanh ở chỗ này muốn đi không dễ dàng như vậy từ kiếm cười lạnh nói muốn đi là có thể phải đem bảo vật giao ra ta cũng không tin nơi này không có bảo vật nếu không tại sao có thể có cái này ẩn nấp đại trận ở chỗ này ẩn nấp đại trận là không tệ nhưng người nào nói cho ngươi nghe lối ra cũng chỉ có một ta lúc đi vào không có cái gì muốn tin hay không dịch thiên vân lời nói nửa thật nửa giả nơi này ngoại trừ cái kia tiểu phượng hoàng bên ngoài thật đúng là không có bảo vật gì từ tầm bảo góc độ đến xem tiểu phượng hoàng hoàn toàn chính xác không tính bảo vật hắn ngược lại là không có nói sai, bất quá hắn cũng không cần thiết đối bọn hắn những người này nói thật ra. Đương nhiên bọn hắn đồng dạng chưa hề nói nói thật, cái gọi là bảo vật, Phượng Hoàng, chỉ là bọn hắn không có nói ra, mà là nói thành bảo vật. Không nghĩ tới nơi đó còn có cái cửa ra vào bọn hắn lúc này mới chú ý tới bên trên thủy đàm, không hề nghi ngờ dịch thiên vân từ nơi đó tiến đến, chui cái đại không tử. Ngươi nói, chúng ta cũng không tin, cho chúng ta hảo hảo soát người, ta liền tin tưởng như lời ngươi nói. Từ kiếm nhãn bên trong lướt qua một đạo thâm độc, muốn mạng sống, liền cho ta thành thật một chút, không phải vậy đừng nói cặp chân, hôm nay nơi này chính là phần mộ của ngươi. Ba người bọn họ đối phó một người, nhất là từ kiếm cảm thấy liêu vân quang tu vi tuyệt đối năng lực ép dịch thiên vân, cho nên liền dám nói ra những lời này, bọn hắn cũng không tin dịch thiên vân sẽ không nghe theo. Dịch thiên vân hiếp mắt nhìn lấy bọn hắn, lấy bọn hắn những người này tính cách, thật nếu là cho bọn hắn soát người, vô luận là cái gì đều sẽ bị lấy đi, trắng đều sẽ bị nói thành đen. Ngươi cảm thấy ta sẽ cho các ngươi soát người. Dịch thiên vân ánh mắt lạnh lùng, âm thanh lạnh lùng nói, đừng cản ta, không có chính là không có, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nha, còn hoành đi lên, tại liêu đại ca trước mặt còn dám phách lối, muốn chết. Chế Từ kiếm cười to âm thanh, sắc mặt trở nên dữ tợn, liêu đại ca, đem hắn bắt lại cho ta, đã không muốn nói, vậy liền hảo hảo bức cung nhất hạ, thuận tiện soát người nhìn xem. Khẳng định, như vậy mà đơn giản liền chơi chết rồi, vậy coi như không có ý nghĩa. Tuy nhiên cái này tiểu nhân vật, cắt long ngươi đi đối phó hắn, luyện tay một chút, đừng đùa chết hắn. Vâng, liêu đại ca. Cắt long cười âm hiểm một tiếng nhìn lấy dịch thiên vân, để cho ta xem thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu, không biết là hóa đan kỳ nhất tầng, vẫn là hóa đan kỳ tầng hai tu vi đâu cắt long tu vi có hóa đan kỳ hai tầng tu vi tính là rất không tệ tu vi nguyên bản hai người bọn hắn trường lao cấp bậc nghe nói có phượng hoàng đản mới sẽ tới không phải vậy thật đúng là không mời nổi hai người bọn hắn hóa đan kỳ cũng không phải rau cải trắng không phải tùy ý có thể mời được đến tới thanh âm chưa dứt cắt long thủ trưởng vung lên hóa thành hổ trảo liền hướng dịch thiên vân vụ tới chân phía dưới nhẹ nhàng đập mạnh toàn bộ thân thể đều bay lên, trở ánh mắt lấm liệt, khóa chặt lại dịch thiên vân phạm vi. Sau một khắc, hắn thật biến thành một cái mánh hổ, từ không trung túi vọt xuống tới, hung hăng hướng cái kia bên cạnh ép tới, chỉ lấy dịch thiên vân đầu. Bá hổ chảo. Hóa đan kỳ khí thế đều phóng thích, áp lực cường đại cho dung ra một trận khí lãng, hướng bốn phía quét sạch mà đi, cao đến chung quanh tiểu thảo chập trờn. Dịch thiên vân vẫn là duy trì bất động, để còn lại vây xem hai người, còn tưởng rằng hắn là bị sợ choáng váng tại chỉ lấy đầu hắn dây lắt gian ánh mắt của hắn bắn ra một đạo lanh quang cực tốc để lùn người xuống quay người vung ra nhất cước vạn quân lực đánh ra cút cho ta cái này bỗng nhiên một đạp tốc độ kinh người cắt long hoàn toàn chưa kịp phản ứng lập tức đông một tiếng như là bị đạp ra ngoài bóng ra bị nhất cước cho đạp bay ra ngoài chật một thanh đâm vào tường thật dày trên vách bay một tiếng hắn lại bị bắn ngược trở về ngửa mặt lên trời nôn một ngụm máu, sau cùng ngã trên đất, thân thể hơi co rùm dưới, không còn có nhúc nhích, không biết sống chết. Nhưng nhìn tình huống này, căn bản là bất tử đều tàn phế. Miêu sát. Một chiêu liền đem cắt long cho chớp nhoáng giết chết, một cái hóa đan kỳ cường giả, cứ như vậy tại bọn họ trước mắt cho miêu sát. Vẹn vẹn nhất ước, liền đem cắt long cho đạp đến không cách nào động đậy, không rõ sống chết. Lực lượng này so với đối phó bọn hắn lúc, muốn mạnh hơn một mảng lớn. Còn có ai? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nhìn lấy bọn hắn, không có nửa điểm sắc ý, nhưng bị nhìn chằm chằm từ trong kiếm tâm run lên bần bật, một cỗ cảm giác sợ hãi từ nội tâm dâng lên. Vốn cho rằng Cắt Long có thể đánh bại Dịch Thiên Vân, hiện tại xem ra là bọn hắn nghĩ đến quá ngây thơ, đối phương so với Cắt Long muốn mạnh hơn một mảng lớn, nếu không không thể nào làm được tùy tiện miểu sát cấp độ. Từ kiếm vội vàng liền chạy tới, đỡ dậy Cắt Long lúc đối phương đã là hấp hối, bản thân bị trọng thương, chỗ ngực lom xuống dưới một đại khối, bộ mặt càng là thất khiếu chảy máu, có thể nghị thụ nội thương nặng hơn. Liêu đại ca Các đại ca hắn sắp không chịu được nữa từ kiếm vội vàng hô. Hôn trướng, tiểu tử ngươi muốn chết. Liêu Vân Quang phẫn nộ nói. Ta đã nói rồi, đừng trêu chọc ta. Dịch Thiên Vân nhún vai nói. Cầu vột đánh giá cỏ vợ ở chín mười. Chương 403, triệu hoán thần thú hít thở không khí. Chương 403, triệu hoán thần thú hít thở không khí. Tốt một cái đừng treo chọc ngươi, nhưng ngươi bây giờ treo chọc đến ta, ta muốn ngươi chết. Liêu Vân Quang triệt để tức giận, kinh mạch toàn thân bành trướng, đem lực lượng tăng lên tới đỉnh điểm. Có thể miểu sát cắt long tu vi nhất định không thấp, hắn khẳng định phải ứng phó cẩn thận, nếu không mình liền sẽ cắm cùng đầu. Muốn ta chết? Ngươi có tư cách này a? À? Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng nói, đánh cái tiểu nhân đến lớn, cho chút giao hấn, dạy bọn họ làm người là một chuyện tốt, không phải vậy ngày nào ra ngoài trêu chọc đến người khác, cũng không phải là gây chân đơn giản như vậy. Dạy cho chúng ta làm người A, vậy ta liền dạy ngươi cái gì mới gọi là an phận. Liêu Vân Quang cả giận nói, cùng tiến lên. Hắn ra hiệu từ kiếm cùng tiến lên, từ kiếm tu vì là không cao. Nhưng hai người sát nhập công kích lời nói, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút hiệu quả. Hai đối một A, cái này giống như không quá công bằng. Dịch thiên vân nhìn lấy sông hướng bên này hai người, lộ ra cười lạnh. Không có cái gì không công bằng, trên chiến trường còn có công bằng có thể nói, ấu trĩ. Liêu vân quang cười lạnh nói. Hai người bọn hắn cấp tốc lấy ra vũ khí, chuẩn bị hướng bên này trấn áp mà đến. Thật sao, vậy ta cũng mời lượng người trợ giúp tới chơi chơi. Dịch thiên vân mắt sáng lên, vung tay lên, đi ra hít thở không khí đi. Chất lượng đạo cự đại hư ảnh bị hắn triệu hoán đi ra, bá đạo khí thế từ trên trời giáng xuống, rơi ầm ầm mặt đất, đông một tiếng, nặng nghề âm thanh truyền khắp toàn bộ đạo quật. Bọn hắn sẽ bị cố khí thế này cho dọa lui mấy bước, trận to mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, hai đầu cự long. Đỏ lên tối sầm. Một đầu so một đầu tu vi mạnh, chỉ là cái kia hồng long tu vi đều là hóa đan kỳ đỉnh phong tu vi, hắc long tu vi đồng dạng không thấp, tại bồi dưỡng bên dưới đều đạt đến hóa đan kỳ bảy bắt tàng thủy chuẩn tiếp tục tiếp tục như thế liền có thể xuất hiện hư linh cấp bậc thần thú thần thần thú bọn hắn đều thấy sợ ngây người không nghĩ tới đối phương sẽ có hai đầu thần thú bình thường có người có thể có một đầu thần thú cũng đã là nằm mơ đều sẽ cười tỉnh bằng không bọn hắn liền sẽ không xuất động tìm đến phượng hoàng ai ngờ phượng hoàng không tìm được lại là tìm được hai đầu cự long nhưng cũng không phải là bọn hắn các ngươi hai đối một, vậy ta cũng hô hai đầu thần thú ra tới người giúp đỡ, dạng này hơi công bằng một điểm." Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, không có gì lý do, liền là muốn cho chúng nó đi ra hít thở không khí, hung hăng ngược bọn hắn một thanh. Liêu Vân Quang bị hắn lời nói chấn động phải bó tay rồi, cái này còn gọi hơi công bằng. Công bằng cái giám a. Hai đầu thần thú tùy tiện lôi ra một đầu, đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép bọn hắn, còn thế nào so? Đánh như thế nào? chợt bọn hắn không do dự quá lâu, quay người nhanh chân liền chạy, nhưng dịch thiên vân sao có thể có thể làm cho hắn chạy mất, chính là ra lệnh, đem bọn hắn cho ta đạp trở về. Hai đầu cự long cấp tốc bay đi, trước mắt gian liền ngăn ở lối ra bên trên, vung qua thô to long vĩ liền hướng bên này đánh tới, tốc độ chi khoái cho vung ra tăng ảnh. Hai người bọn hắn vội vàng dối ra vũ khí đi ngăn cản, đương một tiếng, hai người bọn hắn té bay ra ngoài, lan lông lốc vài vòng về sau, mới ngừng lại được vũ khí cái gì đều bị bắn ra ngoài hổ khẩu chỗ càng là máu me đầm địa cái này lực lượng bá đạo bọn hắn căn bản là không có cách gánh vác nếu không phải dịch thiên vân để hai đầu cự long thủ hạ lưu tình bọn hắn cũng sớm đã chết rồi dịch thiên vân cười đi tới nói ra muốn đi ngươi cảm thấy có thể sao liêu vân quang khó khăn từ dưới đất bỏ dậy trên cánh tay đã lo một mảnh đối mặt lực lượng kinh khủng này hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Bộ mặt hắn vặn vẹo đứng lên, hoảng sợ bò đầy mặt của hắn, run rẩy thân thể quý gối dịch thiên vân trước mặt, cầu xin tha thứ, cái này, vị đại ca kia, van cầu ngươi thả qua ta, ta, ta không phải có ý nhằm vào ngươi, đệ đệ ta gãy chân là hắn đáng đời. Chỉ, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta có thể đi trở về lại cắt ngang đệ đệ ta một cái chân khác, để hắn hảo hảo tỉnh lại nhất hạ. Hắn sợ dịch thiên vân giết chết mình, hắn còn không muốn chết tình nguyện lần nữa cắt ngang đệ đệ mình chân cũng không muốn mình chết trong lòng càng là giận mắng đệ đệ mình không biết bao nhiêu lần vậy mà trêu chọc phải một cái đồ biến thái có được hai đầu cự long biến thái cái này làm sao báo cửu cái này hoàn toàn liền là muốn chết vừa rồi luôn miệng nói để cho ta chết ngươi cảm thấy hiện tại ta sẽ bỏ qua người a dịch thiên vân hiếp mắt nhìn lấy hắn vậy ngươi liền đi chết đi cho ta đột nhiên gian liêu vân quang điên cùng giống lớn một tiếng lập tức từ dưới đất bạo khởi dùng hết toàn lực hướng bên này đánh ra mà đến tầng tầng khí lãng cuốn lên một cỗ kim quang hướng bên này xuyên qua mà đến dịch thiên vân trong lòng bàn tay dâng lên hỏa diễm nóng rực cứ như vậy vững vàng cùng hắn chạm nhau một trường bay một tiếng dịch thiên vân không nhúc nhích tí nào ngược lại liêu vân quang bị chấn bay ra ngoài so đấu lực lượng liêu vân quang cùng hắn đều không cùng một đẳng cấp a à à à bỗng nhiên gian liêu vân quang kêu thảm lên, chỉ gặp hắn trên cánh tay xoắn tới một đạo hỏa diễm, điên cuồng hướng tay hắn cánh tay chạy tới, vô luận liêu vân quang làm sao đánh ra, đều không thể đem ngọn lửa này cho đập diệt. Đây chính là bất diệt chi hỏa, tuy nói không phải chân chính bất diệt, nhưng biện pháp thông thường, căn bản không có cách nào giải quyết. chợ hắn lộn nhào hướng cái kia thủy đàm vào tới, lúc này hắn đều đã biến thành cái hỏa nhân, đi theo đông một tiếng, nhào vào trong đầm nước có thể coi là là rơi vào thủy đàm bên trong, hỏa diễm vẫn tiếp tục thiêu đốt lên, tiếng thêu thảm thiết biến thành lộc cộc lộc cộc câm thanh, từ đáy nước dâng lên. Sau một lát, tung bay nổi lên đã là một bộ thang cốc, một điểm sinh mệnh dấu hiệu cũng không có. Đốt, thành công đánh giết Liêu Vân Quang, lấy được kinh nghiệm 39 vạn, thu hoạch được điên cuồng giá trị 4.600 điểm, điểm tợ cờ 150 điểm. Thu hoạch được võ học đức gãy trưởng, quét thần thối thu hoạch được vật phẩm khôi phục đan thuốc, 100.000 điểm kinh nghiệm đan, gấp 5 lần kinh nghiệm thẻ. Bất diệt chi hỏa thăng cấp về sau, quả nhiên lợi hại dịch thiên vân đối ngọn lửa này cảm thấy phi thường hài lòng, thăng cấp về sau uy lực lớn một mảng lớn, hóa đan kỳ cường giả đều nhẹ nhõm bị thiêu chết. Còn lại phía dưới cái kia từ kiếm, hắn bị đánh bay về sau, nằm trên mặt đất run lẩy bẩy, miễn cưỡng đứng lên lúc, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Đừng, đừng giết ta, ta, ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa, ta, ta tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi từ kiếm không ngừng cầu xin tha thứ lấy, cái này hoàn khố đệ tử chắc chắn sẽ không nguyện ý chết rồi, hơn nữa còn là từ gia thiếu gia, địa vị cũng không thấp. Ngươi cảm thấy ta sẽ lưu lại ngươi. Dịch thiên vân từng bước một đi tới. Ta, ta biết cái bí mật, ta, ta ở phụ cận đây tìm tới Phượng Hoàng Sen lẫn tinh, rất có thể phụ cận có Phượng Hoàng. Hắn kêu to lên, nói ra bí mật lớn nhất. Phượng Hoàng. Dịch Thiên Vân với tay, cái kia tiểu Phượng Hoàng xuất hiện trong tay, ngươi nói là cái này một cái. Rất đáng tiếc, cái này căn bản không phải bí mật gì, ta vốn là thu được, đều không cần ngươi tới nói. Cái này, cái này từ kiếm mở to hai mắt nhìn, thật sự có Phượng Hoàng. Người trước mắt này không chỉ có hai đầu cự long, còn có một cái phượng hoàng, đây quả thực là yêu nghiệt. Cái gì ngự thú sư, cùng hắn so sánh một đống phân. Cầu vột đánh giá cỏ vợ ở 910. Chương 404, Vương Gia. Chương 404, Vương Gia. Từ kiếm đều bị một màn này cho thấy choáng. vốn cho rằng Phượng Hoàng tin tức sẽ là mình sau cùng một cọng cỏ cứu mạng, ai ngờ tiểu Phượng Hoàng đã rơi vào dịch thiên vân trong tay. Cái này, cái này Phượng Hoàng thật ở chỗ này. Từ kiếm sửng sốt sau đó, trật cầu xin tha thứ, ta, ta sẽ không nói ra đi, chỉ cầu ngươi thả qua ta về sau ta tuyệt đối sẽ không tìm làm phiền ngươi ngươi cảm thấy ta sẽ tin dịch thiên vân vung tay lên một cái hai đầu cự long nào tới nương theo lấy một tiếng hét thảm từ kiếm cùng nằm tại bên trên cắt long triệt để bị nghiền ép gây nên chết rồi biến thành không ít kinh nghiệm bắn ra ngoài chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật dịch thiên vân nhưng không muốn trêu chọc đến càng nhiều phiền phức để từ kiếm trở về khẳng định sẽ đem tất cả sự tình cho nói ra. Đã hắn ngay cả cự long những này đều phóng xuất, vậy thì mang ý nghĩa muốn sát nhân diệt khẩu, tuyệt đối sẽ không giữ lại tử kiếm. Trận dịch thiên vân đem tất cả sùng vật cho thu về, đồng thời vơ vét bọn hắn một phen về sau, dùng bất diệt chi hỏa hủy thi di tích, triệt để đem bọn hắn cho thiêu thành cho tàn. Không sai biệt lắm có thể rời đi nơi này, lần này thu hoạch cũng không nhỏ, vẫn phải một cái phượng hoàng, có thể lấy về cho cô cô nuôi. Dịch Thiên Vân cười cười, bây giờ tiểu phượng hoàng quá nhỏ, cần bồi dưỡng một đoạn thời gian mới được, không phải vậy thật sự là quá mức yếu đối điểm. Tại thu thập xong về sau, hắn cấp tốc bay ra lối đi này, ra bên ngoài bên cạnh bay ra ngoài. Từ bọn hắn tiến đến thông đạo ra ngoài, phát hiện nơi này xác thực ngọn núi kia bên trong, hơn nữa còn là mười phần nơi hẻo lánh địa phương, lại bị bọn hắn phát hiện. Vận khí này thật đúng là không kém, chỉ phải cẩn thận siêu tầm lời nói, ngược lại là có thể tìm tìm ra. Đại hắn về đế đô thời điểm, cũng chưa từng xuất hiện cái gì chiến cục biến hóa, thiên long đế đô bình thường vẫn như cũ, không có cái gì đại biến hóa. Kỳ thực hắn liền không hề rời đi quá lâu thời gian, nhiều nhất nửa ngày thời gian, chiến cục đương nhiên sẽ không có thay đổi gì. Long thể tướng muốn tiến công tới, đều muốn chuẩn bị không ít thời gian, sẽ không nói đánh là đánh, đây không thể nghi ngờ là quá mức qua loa một chút. Ca, Ngươi đã đi đâu? Ta tìm ngươi khắp nơi đều tìm không thấy. Vừa mới trở lại hoàng cung, nhâm chỉ nhu vội vã đi tới nói ra. Ta ra ngoài tìm chút bảo bối. Dịch Thiên Vân cười thần bí, đang muốn mua cái cái nút lúc, nhâm chỉ nhu một thanh ngăn chặn hắn, liền hướng chiều chính đại điện bên kia đi tới. Bây giờ không phải là nói loại chuyện như vậy thời điểm, đại ca có chuyện quan trọng tuyên bố, đã đợi ngươi rất lâu. Nhâm chỉ nhu hoàn toàn không để ý đến hắn nói cái gì bảo bối trực tiếp mang theo hắn đi ra phía ngoài chờ ta rất lâu cái này có quan hệ gì với ta trận tại nhâm chỉ nhu chỉ huy dưới bọn hắn đi ra đến bên ngoài triều chính đại điện bên ngoài đã là tụ tập đầy không ít đại thần đây đều là ủng hộ nhâm long nhất phái dịch thiên vân một chút nhìn sang đại khái bên trên có hai ba mươi người tu vi đều là không thấp đều tại hóa đan kỳ cấp bậc đây đều là đại gia tộc trưởng lão hoặc là gia chủ cấp bậc càng là làm thiên long đế quốc đại thần. Mỗi cái đại thần phía dưới, kỳ thực một cái gia tộc thế lực, mang ý nghĩa có 20-30 cái thế lực đại biểu tụ tập ở đây. Đế quốc cấp bậc chính là như vậy cường hãn, mười mấy cái hai tam phẩm thế lực tụ tập cùng một chỗ, kỳ thực liền trở thành cái tứ phẩm thế lực. Trong đó dịch thiên vân thấy được người quen, cái kia chính là hoa tích ảnh, hoa tích ảnh đi theo cùng nhau qua tới tham gia chiều này chính hội nghị. Đợi bọn hắn xuất hiện lúc, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại trên người hắn, trong mắt càng nhiều vẫn là không kiên nhẫn, không có nửa điểm hoang nên chi ý. Tiểu tử này là cái gì đến đầu, lâu như vậy đều không có đến, để cho chúng ta chờ lâu như vậy. Đúng đấy, hắn đến tuột cùng là cái gì đến đầu. Nhìn con rất trẻ, có thể đảm nhiệm A. À? Không có có bản lãnh gì, ta cũng sẽ không tán đồng. Từng cái đại thần đều biểu đạt bất mãn của mình, càng nhiều vẫn là hiếu kỳ thân phận của hắn, lớn như vậy bài để bọn hắn ở chỗ này chờ lâu như vậy. Nhậm đại ca, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Dịch thiên vân cảm thấy có chút xấu hổ, hắn coi là sẽ không thét lên mình, xem ra mình bỏ qua thứ gì. Người đã đi đâu? Nhâm Long cười cười nói. Cái này hơi ra ngoài rồi dưới, không nghĩ tới sẽ để cho ta ra tới nơi này. Dịch thiên vân cảm thấy rất bất đắc dĩ. Ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ ra ngoài ai nhâm long xoay đầu nhìn về phía mọi người nói, hắn là ta nhận huynh đệ sau này sẽ là thiên long đế quốc vương gia cái gì nhậm đại đế nhận huynh đệ bọn hắn trực tiếp liền sợ ngây người một cái vương gia nói làm liền làm lai lịch đều không rõ có thể nào để bọn hắn phục chúng đại đế ngài nhận huynh đệ hạ thần cũng không phản đối nhưng là tùy ý nhận mệnh vì vương gia đây là quan hệ đến quyền lực có thể điều động toàn bộ thiên long đế đô phần lớn lực lượng cứ như vậy tùy ý giao cho trên người hắn cái này quá mức tùy ý đi ra đại thần cũng không phải là người khác mà là hứa ra ra chủ hứa văn long dịch thiên vân từ hắn tướng mạo bên trên đều nhìn ra được hứa phi cùng hắn mấy phần rất giống rất rõ ràng cha con đúng hạ thần đồng dạng phản đối muốn không cách nào thuyết phục chúng ta cái này vương ra chúng ta là sẽ không nhận đồng lại là một cái đại thần đi ra bọn hắn đối nhâm long trung thành tuyệt đối nhưng không có nghĩa là sẽ toàn bộ ủng hộ nhâm long cách làm biến mất nhiều năm như vậy vừa vừa trở về liền muốn bổ nhiệm dịch thiên vân vì vương gia cái này quá mức qua loa dịch thiên vân ở bên cạnh đều ngây ngẩn cả người để cho mình làm vương gia cái này thật đúng là lại muốn ba cân nhắc mới được vương gia quyền lực rất lớn thậm chí so nhâm chỉ nhu địa vị cũng cao hơn trừ bọn họ bên ngoài cả đám đều biểu đạt phản đối thanh âm nhâm long mặt đối bọn hắn phản đối thanh âm cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn tùy ý bổ nhiệm cái không biết tên người làm vì vương gia, đổi lại ai cũng sẽ bất mãn. Các ngươi phản đối, vậy các ngươi muốn như thế nào, mới có thể tán đồng hắn đâu? Nhâm Long không chậm không vội nói ra. Chúng ta đối với hắn không có chút nào quen thuộc, mà lại công lao gì đều không có lập qua, cái này để cho chúng ta như thế nào phục chúng. Đúng. Còn có thực lực, không có thực lực, sao có thể ngồi lên vị trí này? Đại đế nếu là không có có lý do gì thuyết phục chúng ta, chúng ta là sẽ không nhận đồng. Bọn hắn đều biểu đạt nhất trí phản đối, không có nửa điểm sức thuyết phục, bọn hắn đương nhiên sẽ không để cho dịch thiên vân thành vì vương gia. Hắn đã cứu ta, điểm ấy đầy đủ không? Nếu không phải là hắn lời nói, ta không cách nào từ bàn bên trong cái hang rồng đi ra. Nhâm long nhàn nhạt nói. Đám người khe giật mình, chắc khiếp sợ nhìn lấy dịch thiên vân không nghĩ tới người trẻ tuổi kia còn có bực này bản sự. Thế nhưng là, thế nhưng là không có cái gì hy vọng, không cách nào phục chúng vẫn là có người không thèm chịu nể mặt mũi, cứu người là một mã sự tình, nhưng đã cứu nhâm long liền có thể trở thành vương gia. Thủ vệ còn đã cứu công chúa đâu, chẳng lẽ còn trở thành phò mã gia hay sao? Nhâm long nhăn nhăn lông mày, xem ra mấy năm không ở nơi này, hy vọng thủy trung vẫn là có chỗ giảm xuống. Nhâm chỉ nhu đôi mắt đẹp nhất chuyển, chợt sông dịch thiên vân cười nói ca thi triển ra bản lãnh của ngươi đến hù dọa phía dưới bọn hắn nhâm long tò mò nhìn muội muội mình không biết muội muội mình muốn làm những gì dịch thiên vân bất đắc dĩ nhún vai bảng, đi về phía trước một bước đi theo đưa tay một nắm nhất tầng hộ cháo dây lát gian bao phủ lại thân thể của hắn quen thuộc thiên long chi lực hướng bốn phía phóng thích mà ra đem tất cả mọi người cho khiếp sợ đến nhâm long đều bị chấn động một thanh bởi vì chuyện này nhâm chỉ nhu cũng không có nói cho nhâm long nghe nhìn thấy đám người biểu tình khiếp sợ nhâm chỉ nhu khẽ cười một tiếng kết quả này tựa hồ chính là nàng muốn nhìn thấy thực lực gì đều tốt cũng không sánh nổi cái này tới rung động phải biết có thể khống chế thiên long bí bảo đại biểu cho có thể trở thành đại đế có lẽ có thể trở thành người thừa kế kế tiếp cầu vội đánh giá cọ vợ ở chín mười chương bốn trăm linh năm đại quân đột kích chương bốn trăm linh năm đại quân đột kích dịch huynh đệ ngươi có thể khống chế thiên long bí bảo nhâm long trong mắt lộ ra ánh mắt khiếp sợ lập tức từ trên long ỉ đứng dậy tùy theo mà đến là cuồng hỉ chỉ cần là người một nhà có thể khống chế thiên long bí bảo đối bọn hắn mà nói có rất nhiều chỗ tốt dạng này mang ý nghĩa có thể phóng xuất ra lực lượng mạnh hơn toàn bộ thiên long bí bảo đều có một đầu linh mạch tại cái này bởi vậy căn bản không cần lo lắng sẽ thiếu khuyết linh lực vấn đề lớn nhất ở chỗ như thế nào đem thiên long bí bảo lực lượng cho phóng xuất ra, đây mới là vấn đề mấu chốt nhất. Đây là dịch thiên vân cười nhạt nói, trước đó từ cho các ngươi ở bên ngoài, cho nên liền không có bằng giao, ta coi là chỉ nhu sẽ nói đi ra, không nghĩ tới không nói. Tiểu muội, ngươi nhâm long chừng nàng một chút, chuyện lớn như vậy, vậy mà không có nói ra. Ta chỉ là muốn trở về sau lại nói nha, không nghĩ tới ở chỗ này liền muốn nói ra, đây chính là chúng ta đòn sát thủ ai biết những người này đều không tán đồng dịch ca thực lực đâu nhâm chỉ nhu cười nói ở phía dưới không ít người chậm rãi từ trong lúc khiếp sợ chậm tới không nghĩ tới nửa đường giết ra tới một cái có thể khống chế thiên long bí bảo quả thực làm cho người cảm thấy chấn kinh bọn họ cũng đều biết thiên long bí bảo lực lượng cho nên nếu là thêm một cái có thể lợi dụng uy lực có thể nghĩ chủ yếu nhất là cho tới nay liền có quy định có thể có được công nhận về sau đều có thể trở thành người thừa kế chi một dù là đằng sau không cách nào trở thành đại đế chí ít trở thành đại tướng loại hình không có bất cứ vấn đề gì dựa theo tình huống này đến xem dịch thiên vân thành vì vương gia tự nhiên không có vấn đề hơn nữa còn là tướng khi không có vấn đề cái này chẳng lẽ hắn đồng dạng có nhậm ra huyết mạch đúng a à, chẳng lẽ có lấy thiên long huyết mạch thật nếu là như thế cái kia lên làm vương gia ta ngược lại thật ra không có ý kiến bọn hắn đều có chút bó tay rồi không biết nói cái gì cho phải tại nội tâm suy đoán dịch thiên vân có phải hay không là nhậm ra người hoặc là con riêng cái gì lại hoặc là cùng nhậm ra có quan hệ cho tới nay cũng chỉ có nhậm ra có thể khống chế còn lại đều không cách nào khống chế cho nên bọn hắn mới có loại này phỏng đoán bất kể như thế nào bọn hắn phản đối âm thanh lập tức cơ bản cũng bị mất loại này chẳng khác nào một loại công nhận so cái gì lập công đều muốn thực sự bởi vì có thể khống chế thiên long bí bảo lo gì không thể lập công nguyên bản có thể khống chế thiên long bí bảo cũng đã là một cái công lớn lúc trước nhâm long lập phía dưới công lao cũng không tính lớn so với long tể tướng kém hơn không ít nhưng thắng ở có thể khống chế thiên long bí bảo liền thuận lợi ngồi lên đại đế chi vị sự tình chính là như vậy tùy ý như vậy cũng tốt so trước đó linh vương con đường thông qua khảo nghiệm linh vương không thông qua, thiên phú cường hắn nữa, chỉ có thể là trường lao cấp bậc thôi, mà không thể trở thành linh vương. Không biết dịch huynh đệ, ngươi nguyện ý trở thành ta thiên long đế quốc vương gia A. Nhâm long khẽ mỉm cười nói. Nhâm đại ca, cái này là vinh hạnh của ta. Dịch thiên vân tự nhiên là phi thường vui lòng, có thể trở thành thiên long đế quốc vương gia, đối với hắn có chỗ tốt rất lớn, làm sao có thể không vui đâu. Cái kia từ hôm nay trở đi, dịch huynh đệ chính là ta thiên long đế quốc vương gia, ở trên trời long đế đều mặt phía bắc phủ đệ, liền làm dịch vương gia nơi ở. Đảm nhiệm giới ủ mã bên trên tuyên bố phong thưởng, ngoại trừ cho hàm cấp bên ngoài, càng là bị cái chỗ ở. Gặp qua dịch vương gia, bọn hắn cả đám đều hô lên, tuy nhiên có mấy phần bất đắc dĩ, nhưng bây giờ chỉ có thể phục tùng, lực lượng bày ở chỗ này, quy củ bày ở chỗ này, bọn hắn chỉ có thể thừa nhận. Chuyện này tạm thời đến đoạn kết, hiện tại nhiều dịch vương gia có thể khống chế thiên long bí bảo, đến lúc đó long tể tướng coi như công tới, chúng ta đều có rất lớn phần thắng, chí ít có thể đứng ở thế bất bại. Nhân long trầm giọng nói, từng cái đại thần đều nghiêm túc lên, trong đó có mấy cái cảm thấy có mấy phần nghi hoặc, cái này long tể tướng thật sẽ tiến công tới a. hắn nhưng là đại đế thúc thúc, làm sao lại làm ra loại chuyện này đâu? Về phần cấu kết u minh đế quốc, cái này rất không có khả năng a. Long Tể Tướng nhưng là có tiếng U Minh Đế Quốc đồ sát giả, giết quá nhiều người xâm nhập. Bởi vì không có quá nhiều chứng cứ, bọn hắn đều cảm thấy rất không có khả năng, đều là nửa tin nửa ngờ. Phong Long Sáu huynh đệ, không hề nghi ngờ Long Tể Tướng người. Coi như hắn không có cấu kết U Minh Đế Quốc, chỉ là điểm này, đủ để phán hắn tội chết. Nhâm Long âm thanh lạnh lùng nói, trên danh nghĩa hắn là ta thúc thúc, nhưng không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ, coi như thật là có quan hệ máu mủ, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Đông đảo đại thần hai mặt nhìn nhau, phong long sáu huynh đệ thật đúng là lòng tể tướng đắc lực thủ hạ, dạng này đều làm ra được, vậy chỉ có thể nói không có biện pháp. Khi bọn hắn tiếp tục thảo luận tiếp lúc, một người thị vệ vội vã từ bên ngoài vọt vào, hô lớn, không xong, không xong. Long tể tướng xuất lĩnh lấy đại quân tới, trong đó, trong đó còn có ưu minh đế quốc quốc sư. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người chấn kinh. U Minh đế quốc quốc sư đều tới, ngươi xác định không có nhìn lầm. Nhâm Long dò hỏi. Tuyệt đối không có nhìn lầm, U Minh đế quốc quốc sư, còn có mấy căn kỳ sĩ ở bên cạnh hắn tung bay, cùng Long tể tướng sóng vai hướng bên này bay tới. Cơ hồ tất cả đại quân, đều hướng bên này xâm nhập đến đây, vô luận là U Minh đế quốc, vẫn là chúng ta đế quốc, đều hướng bên này tiến quân đến đây thông báo thám tử là chuyên môn thu thập tình báo cho nên quốc sư tự nhiên biết dáng dấp ra sao tên khốn này quả nhiên thật là cấu kết thú minh đế quốc an cây táo rảo cây sung nhâm long nộ chuẩn bị nên chiến vâng đông đảo đại thần cùng kêu lên hô lên trong mắt đều tràn đầy phẫn nộ trước đó suy đoán đều biến thành phẫn nộ nguyên bản còn đối long tể tướng có mấy phần hy vọng hiện tại xem ra hết thể đều là giả tượng long tể tướng căn bản tên phản đồ chúng ta ra khỏi cửa thành bên ngoài chờ đợi bọn hắn đến nhâm long cùng bọn hắn hai điểm điểm đầu chính là mang đầu hướng mặt ngoài bay ra ngoài dịch thiên vân cùng nhâm chỉ nhu đi theo cùng nhau bay ra ngoài rất nhanh bọn hắn liền bay đến đế đô cao ngất thành tường bên ngoài hướng nơi xa nhìn lại lúc lờ mờ có thể nhìn thấy có một đám điểm đen hướng bên này bay tới đánh tới cường giả số lượng đông đảo rõ ràng là toàn quân xuất động lần này nhất định là thử chiến hoặc là thiên long đế đô luân hãm, hoặc là long tể tướng bên kia triệt để bị đánh tan. Mở ra thiên long đại trận. Nhâm long bắt đầu điều động lấy thiên long bí bảo lực lượng, rất nhanh toàn bộ đế đô chấn động, từng đạo từng đạo quang mang từ lòng đất phía dưới bừng lên, rất nhanh liền đem toàn bộ đế đô cho bao phủ tại bên trong, tạo thành thật dày vòng bảo hộ, lập tức cố nhược kim thang, không gì phá nổi. Dư thừa lời nói không muốn nhiều lời, dịch huynh đệ lần này cần mượn nhờ lực lượng của ngươi, để cho chúng ta cùng một chỗ đối phó những phản quân này nhâm long nhãn bên trong tràn đầy hừng hực chiến ý đại ca ngươi quên ta rồi hả nhâm chỉ nhu sán lạn cười nói đương nhiên không có quên chỉ là dịch huynh đệ mới vừa vặn gia nhập chúng ta thiên long đế quốc liền phải đối mặt khốn cảnh như vậy thật nếu là luân hãm dịch huynh đệ ngươi liền mang theo tiểu mội trốn đi nhâm long trầm giọng nói đại ca nhâm chỉ nhu vừa muốn nói gì lúc dịch thiên vân đã chen vào nói tiến đến bây giờ nói loại lời này vì thời gian còn sớm có ba người chúng ta tại bọn hắn công không tiến vào dịch thiên vân nhìn lấy phương xa dần dần đến gần quân địch hắn nhìn thấy bất quá là một đoàn kinh nghiệm thôi cầu vuột đánh giá cọ vợ ở chín mười chương bốn trăm linh sáu gian tế chương bốn trăm linh sáu gian tế không thể phủ nhận từ quốc sư tự mình đến đây thực lực của đối phương khá kinh người có thể nói so với bọn hắn muốn mạnh hơn một mảng lớn. Bất quá bọn hắn có thiên long bí bảo, có thể chấn áp đối phương, coi như mình bên này sẽ luôn hãm, đều muốn hung hăng giết bọn hắn một đợt. Chỉ là dịch thiên vân cũng không cho là mình thất bại, nhìn thấy nhiều như vậy đại quân đến đây, vậy coi như là một đống lớn kinh nghiệm. Nếu là đều bị hắn cho giết sạch, cái kia kinh nghiệm có thể nói là thẳng tắp bao tô thăng lên, chỉ cần tu vi tiếp tục đột phá, coi như quốc sư còn không sợ. Đúng, nói những lời này vì thời gian còn sớm, để bọn hắn biết nói chúng ta thiên long đế quốc, coi như lại thế nào xuống dốc, đều không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Nhâm long tu vi trên diện rộng hạ xuống, coi như dịch thiên vân cho huyết ngọc thạch cho hắn bổ sung huyết khí, cũng không kịp đem tu vi tăng lên. Đây là nhiều năm qua vấn đề, mới có thể để hắn tu vi hạ xuống, muốn khôi phục như cũ đỉnh phong tu vi, chí ít cần tu luyện cái mấy năm thời gian, mới có thể triệt để khôi phục lại trước mắt xem ra bọn hắn tổng hợp chiến đấu lực tương đối có thể nói một cái hư linh kỳ cường giả đều không có thật sự là quá thảm hóa đan kỳ tám chín tầng trở lên tu vi ngược lại là có không ít hóa đan kỳ số lượng nhiều hư linh kỳ cũng quá khó đột phá đây cũng không phải là rau cải trắng liền ngay cả cực kỳ cường thịnh ưu minh đế quốc mới bất qua mấy cái mà thôi bọn hắn hư linh kỳ cường giả ít như vậy chủ yếu là đều tại long tể tướng bên kia cái này không thể không nói mười phần trăm trọng long tể tướng là một cái bộ phía dưới long thiên thần tướng là một cái hai cái đều tại đối diện vô luận là cường giả số lượng vẫn là tống hợp thực lực long tể tướng muốn mạnh hơn một đoạn hiện tại tăng thêm quốc sư đến hết thể có ba cái hư linh kỳ cường giả như thế hào hoa đội hình thật sự là làm cho người cảm thấy sợ hãi rất nhanh long tể tướng bọn hắn cấp tốc bay tới cầm đầu ba người chính là long tể tướng Quốc sư cùng Long Thiên Thần tướng, Tam Đại Hư Linh kỳ cường giả. Dịch Thiên Vân liếc mắt tới, bọn hắn kỹ càng số liệu đều hiện lên hiện tại trước mắt. Long Tể tướng, Hư Linh kỳ bốn tầng tu vi, người mặc thượng phẩm thánh khí chiến giáp, tổng hợp chiến đấu lực 2.100 vạn, bình thường trạng thái, nhược điểm, không. Sở hội võ học có Thiên Long chiến giống, Thiên Long chiến quyết, U Minh thần trưởng, U Minh thần quyết các loại. Đánh giết nhưng rơi xuống Thiên Long chiến giống thiên long chiến quyết, long thần huyết mạch, ba kinh nghiệm ít 10 thẻ các loại. Quốc sư, hư linh kỳ lục tầng tu vi, người mặc thượng phẩm thánh khí chiến giáp, bên người còn cuốn thượng phẩm thánh khí bảo vật hàng long cờ, tổng hợp chiến đấu lực 3,200 vạn, bình thường trạng thái, nhược điểm, không. Chỗ hội võ học phá thần quyết, u minh thần trưởng các loại. Đánh giết nhưng rơi xuống u minh thần trưởng, phá thần quyết, bá văn giấy các loại. Long thiên thần tướng, hư linh kỳ tầng 2 tu vi, người mặc thượng phẩm thánh khí chiến giáp, cầm trong tay thượng phẩm thánh khí thần kiếm, tổng hợp chiến đấu lực 180 vạn, bình thường trạng thái, nhược điểm, không. Chỗ hội võ học hàng ma kiếm quyết, bách kiếm thiên diện các loại. Đánh giết nhưng rơi xuống hàng ma kiếm quyết, long thần huyết mạch, long thần kiếm các loại. Từng cái tu vi đều cực mạnh, nhất là quốc sư tu vi càng là kinh người, chỉ là hiện tại không có thi triển bất kỳ lực lượng nào tình huống dưới, quốc sư chiến đấu lực liền cao tới 3,200 vạn, đơn giản nghịch tiên. Những này thượng phẩm thánh khí tăng thêm nhiều lắm, Tòng Long Thiên Thần chấp nhận đã nhìn ra. Tu vi so Long Tể tướng yếu hơn hai tầng, nhưng chiến đấu lực trên lệch không lớn, chủ yếu là hắn nhiều vũ khí nơi tay, dây lát gian liền nhiều hơn mấy trăm vạn chiến đấu lực. Thánh khí tăng lên uy lực quá mạnh, hơn nữa còn là thượng phẩm, nếu là thần khí cấp bậc, đoán chừng một kiện thần khí đều có thể điệp ra ngàn vạn cấp bậc chiến đấu lực trừ bọn họ ba người bên ngoài đằng sau đều đi theo một đám đại tướng cùng đại thần tu vi đều là tại hóa đan kỳ cấp bậc sau đó liền là linh đan cấp bậc dạng này thuận đi xuống sau cùng tối hạ đảng binh sĩ nhưng tu vì cả đám đều không yếu đều có luyện linh kỳ đến ngưng đan kỳ tu vi những binh lính này tu vi tuy nhiên rất thấp nhưng là thắng ở số lượng nhiều từ bốn phương tám hướng vây công đi vào đồng dạng chiếm được rất lớn tính quyết định tác dụng Dịch thiên vân bên này đồng dạng đại thần đều nhao nhao xuất lĩnh lấy quân đội lên thành tường, hoặc là đã là đứng ngoài cửa thành bên cạnh trông coi, chuẩn bị tiến hành một trận đế quốc chi chiến. Long thể tướng bọn hắn tại khoảng cách còn có ngàn mét có hơn lúc, liền trên không trung ngừng lại, sau lưng tất cả mọi người nhao nhao ngừng lại. Cháu của ta, thật sự là đã lâu không gặp, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết đâu. Long thể tướng tướng Mạo Anh Tuấn, vương giả khí thế bộc lộ mà ra, hiển nhiên một cái đế vương chi tướng, rất đáng tiếc hắn không chiếm được thiên long bí bảo tán thành, nếu không cái này thiên long đế quốc hắn trưởng khống. Yên tâm, liền xem như ngươi chết, ta cũng sẽ không chết. Nhâm long âm thanh lạnh lùng nói, ngươi làm thiên long đế quốc tể tướng, vậy mà cùng u minh đế quốc cấu kết, ngoại trừ có thừa hại ta chi tâm bên ngoài, vẫn là cái đại phản đồ, ngươi xứng đáng thiên long đế quốc à. Ta. ta có lỗi với thiên long đế quốc. Long thể tướng lớn cười vài tiếng, Trận giận tái mặt đến, là thiên long đế quốc có lỗi với ta đi. Ta cái gì không mạnh bằng ngươi? So thiên phú, ta so với ngươi còn mạnh hơn, so với triều chính năng lực, ta đồng dạng so với ngươi còn mạnh hơn. Nhưng cũng là bởi vì một cái chỉ là huyết mạch vấn đề, không cách nào đạt được thiên long bí bảo thừa nhận, liền để ta không cách nào trở thành đại đế, thật sự là buồn cười. Long tể tướng lời nói này mười phần châm trọng, vô luận như thế nào ưu tú lại như thế nào, chỉ cần huyết mạch không thích hợp, như cũ đến xéo đi. Cái này đích xác là không quá công bằng, nhưng để ngươi trở thành tể tướng, đã là tương đương một loại đền bù, đại bộ phận đại quyền đều trong tay ngươi. Nhâm Long trầm giọng nói, nhưng ngươi vẫn là tuyển phản bội, còn vọng đồ giết ta đến rút ra tinh huyết, để cho mình đạt được thiên long bí bảo tán thành, thật sự là cực đoan đến cực điểm. Nếu là phụ hoàng cùng mẫu hậu tại, nhất định sẽ không tha cho ngươi. Ha ha, như thế nào đi nữa đền bù, đều không phải là đế vương long thể tướng cười lạnh nói cái gọi là có thể khống chế thiên long bí bảo đơn giản là hấp thụ nhiều điểm thiên long tinh huyết thôi ta không có hấp thu quá nhiều liền dẫn đến loại kết quả này nếu là cho thêm ta hấp thu một điểm ta như cũ có thể được đến tán thành chớ suy nghĩ quá nhiều dịch thiên vân lúc này chen vào nói tiến đến đồng thời đưa tay chỉ trên ngực của chính mình lạnh nhạt nói dù là máu tươi của ngươi thuần nữa túy thiên long bí bảo cũng sẽ không tán thành ngươi làm thần khí thiên long bí bảo là có nhất định linh trí không đồng ý ngươi cũng không phải là ngươi thiên long huyết mạch không đủ mạnh hung hãn mà là tâm của ngươi qua tối muốn là trước kia ngươi trở thành đại đế về sau ta nghĩ ngươi tất nhiên sẽ để thiên long đế quốc trở thành ưu minh đế quốc chi vật ta không có đoán sai à đột nhiên chen một câu lời nói tiến đến để không ít người đều ngây ngẩn cả người dựa theo dịch thiên vân lời này đến xem mang ý nghĩa cái này lòng tể tướng vẫn luôn là u minh người đế quốc là u minh đế quốc phái tới gian tế cái này cũng có chút để bọn hắn cải biến chút ý nghĩ từ vừa mới bắt đầu đều cảm thấy long tể tướng sẽ làm phản hoàn toàn là mình đã bị vắng vẻ bố trí muốn là dựa theo lời này đến xem cái kia chính là sớm u minh đế quốc người trên ý nghĩa liền không đồng dạng hậu kỳ phản bội cùng một mực là gian tế hoàn toàn là hai cái ý tứ nhận không công bằng đối đãi phản bội ngược lại là tình có thể hiểu, nhưng gian tế liền không đồng dạng, một mặt giả vô tội, vụ trộm đã sớm có kế hoạch. Cầu vột đánh giá cỏ vợ ở 90. Chương 407, người sông nhập chết. Chương 407, người sông nhập chết. Dịch thiên vân thanh âm không lớn, nhưng lại có thể chuyển khắp cả cái khu vực, làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe được, đều nhau nhau nhìn về phía hắn, càng là nhìn về phía long tể tướng. Nói chuyện như thế thô bạo, nói còn không phải huyết mạch, mà là nói thiên long bí bảo có thể biết chia ra long tể tướng là tên phản đồ. Thật muốn là nếu như vậy, vậy thật đúng là đủ thần kỳ, thiên long bí bảo có cái gì thần kỳ a à? Đây coi như là dịch thiên vân nói vậy bởi vì hắn thấy được long tể tướng sẽ u minh thần trưởng cùng u minh thần quyết, cái này lượng đại tuyệt học đều là u minh đại đế. Nếu như không phải làm thân tín chi một, làm sao có thể tu luyện được đến cái này võ học đâu? Long Thiên Thần Tướng Tổng không thấy học xong. Còn có phong tướng quân bọn hắn, Tổng không gặp bọn họ tu luyện. Chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là Long Tể Tướng vẫn luôn là ưu minh đế quốc người, hơn nữa còn là phi thường hôn loại hình, nếu không tuyệt đối không thể có thể tu luyện biết cái này lượng đại tuyệt học. Tiểu tử ngươi là ai? Long Tể Tướng lánh lánh nhìn lấy hắn. Ta là ai rất trọng yếu? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, ngươi bất quá là ưu minh đế quốc phái tới gian tế thôi, từ lúc đầu chính là, làm gì biểu hiện ra một bộ thiên long đế quốc thiếu bộ dáng của ngươi. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi đợi tại thiên long đế quốc một sai lầm. Long thể tướng ánh mắt co co rụt lại, tựa hồ bị nói chúng thứ gì. Tại trong đế đô, không ít người đều ở mỹ đều căm tức nhìn Long tể tướng. Cả hai ý nghĩa cũng không đồng dạng, dạng này sẽ khiến toàn thể sự phẫn nộ của dân chúng, coi như đến lúc đó công chiếm nơi này, bọn hắn tất nhiên sẽ phản kháng nói bậy nói bạn. Nếu không phải là các ngươi bức bách ta, ta làm sao lại làm loại chuyện này? Long tể tướng cười lạnh nói, nhậm ra hết thể đái ngộ không công bằng, ta cũng sớm đã chịu đủ. Ta muốn triệt để lật đổ nhậm ra ngoan cô phái, tương lai kiến tạo một cái công bằng công chính thiên long đế quốc, chỉ cần có năng lực liền có thể đảm nhiệm thiên long đế quốc. Mà không là bởi vì cái gì cầu thí huyết mạch mới có thể ngồi lên vị trí hắn lời nói để sau lưng không thiếu tướng lĩnh hai mắt lóe ánh sáng thậm chí ngay cả trong đế đô tu luyện giả đều là hai mắt tỏa sáng cái này đích thật là một mực cấu nguyên nhân của bệnh chỉ có nhậm ra mới có thể có được tán thành dựa vào cái gì lập công nhiều như vậy lại là không địch lại một cái huyết mạch chi lực không thể không nói cái này lòng tể tướng vũ công phu vẫn là rất mạnh có thể có nhiều cường giả như vậy lựa chọn đứng tại cái kia một bên cũng không phải không có lý do. Khẳng định là cho cho càng nhiều lợi ích, hoặc là càng nhiều hứa hẹn, bằng không bọn hắn làm sao lại đứng tại Long tể tướng bên này đâu. Ngươi đây mới là nói bậy nói bạn. Nhâm Long âm thanh lạnh lùng nói, ta thừa nhận các phương diện năng lực kém ngươi, nhưng đó là ngươi lớn tuổi ta một số, mới có trinh lệnh. Chân chính có thể khống chế ngày này Long bí bảo, thiên phú sẽ kém. Mà lại chúng ta nhậm ra cho tới bây giờ dùng người không bám vào một khuôn mẫu, chỉ cần mức độ đầy đủ, liền sẽ trọng dụng. Thử hỏi chúng ta bên này lại thần, chúng ta nhậm ra bạc đãi các ngươi rồi hả? Hoa ra bên này ra chủ đều điểm một cái đầu, nhậm ra hoàn toàn chính xác không có bạc đãi bọn hắn, thậm chí đối bọn hắn còn rất tốt, thưởng phạt phân minh, tuyệt đối sẽ không làm loạn. Về phần đại đế chi vị, đây là thiên long đế quốc cho tới nay quy củ, đừng quên thiên long đế quốc là thế nào lên. Liên là dựa vào cái này huyết mạch chi lực của khởi mà lại thật để cho người khác làm đại đế chi vị tiền nhiệm đại đế mỗi ngày lòng bí bảo lại không phải mình có thể khống chế mình sẽ an tâm nhâm long trầm giọng nói điểm ấy chúng ta sớm đã có suy nghĩ qua không phải chúng ta ngoan cố mà là thiên long bí bảo mà là thiên long đế quốc lựa chọn chúng ta tiên hoàng trước đó liền có chỗ nói qua chuyện này nếu là ta là tầm thường cái gì cũng đều không hiểu đại đế vị trí này tuyệt đối sẽ không đến lượt ta đến ngồi mà là khiến người khác tới làm, thì như ngươi tới làm. Sau cùng nhìn như ta lấy huyết mạch chi lực chiến thắng, nhưng chúng ta thật bạc đãi ngươi a. À. Ngươi chính là dã tâm quá lớn. Tiên hoàng có chỗ để cập qua, ngươi dã tâm quá lớn, hy vọng hết thể đều là ảo giác của hắn. Vô luận là chúng ta bức bách ngươi cũng tốt, vẫn là chính ngươi là gian tế đều tốt. Bây giờ ngươi dẫn theo U minh đế quốc người đến đây vây công đế đô, để thiên long đế quốc lâm vào chiến hỏa bên trong, đơn giản đại nghịch bất đạo nhâm long đem nội tâm phẫn nộ đều phát tiết ra ngoài hoàn toàn là chỉ tiết rèn sắc không thành thép dáng vẻ thật sự là đối với cái này cảm thấy mười phần phẫn nộ vô luận đến tột cùng là tình huống như thế nào đều đã tìm u minh đế quốc quốc sư tới vô luận lý do gì đều đã là thuộc về phản quốc nói nhiều như vậy cầu thí bị buộc bị bức bách liền có thể mang u minh đế quốc đến tấn công thiên long đế quốc nếu như không làm như vậy ngươi sẽ đem đại đế chi vị nhường cho ta a à? long tể tướng cười lạnh nói sẽ ta tình nguyện không làm cái này đại đế chi vị đều không muốn để cho thiên long đế quốc lâm vào chiến hỏa bên trong càng không muốn nhìn thấy lẫn nhau gian tướng lĩnh tàn sát lẫn nhau nhâm long chém đinh chặt sắt nói càng không muốn để u minh đế quốc ngư ông đắc lợi nhâm long lời nói này để không ít người đều kinh hãi thật chịu nguyện ý đem đại đế chi vị nhường ra đi thậm chí ngay cả long tể tướng bên kia tướng lĩnh, đều bị rung động thật sâu một thanh. Long tể tướng sầm mặt lại, vốn chỉ muốn đem dư luận đè tới, để cho bên kia quân tâm hỗn loạn, không nghĩ tới đảo mắt gian liền bị đối phương hung hăng vịn trả lời một câu. Vô luận có phải hay không bị buộc, hắn đều đã làm sai, mà lại lầm to. Như vậy cũng tốt so với người nghèo quá, liền có thể đi tùy ý tranh đoạt. Long ca, làm gì cùng bọn hắn rông dài nhiều như vậy? ngươi đơn giản là muốn muốn giảm bất áp lực nén, tại đoạt lấy phía dưới cái này thiên long đế quốc về sau, tốt có thể tốt hơn quản lý thôi. Bên cạnh quốc sư trong mắt lóe ra máu tanh quan mang, được làm vua thua làm giặc, người phản kháng giết chính là, ngươi ở chỗ này đợi quá lâu, tâm đều mềm rồi hả. Long thể tướng ánh mắt phức tạp, chật cấp tốc sau khi ổn định tâm thần, đi theo trầm giọng nói, xem ra ở chỗ này đợi quá lâu, ta đích xác mềm lòng không ít. Đã như vậy, đều giết cho ta, người phản kháng chết. Để cho chúng ta triệt để đem nhậm ra thiên long đế quốc cho lật đổ, để cho ta tới trở thành thiên long đế quốc lớn. Hưu. Một đạo cực hạn linh quang xuyên qua mà đến, tốc độ thật sự là quá nhanh, long thể tướng cái này mới vừa vặn kịp phản ứng, liền đã giết tới trước mặt bọn hắn. Tu là mạnh nhất quốc sư, lập tức liền kịp phản ứng, vung lên trôi nổi ở bên cạnh kỳ sĩ hướng mặt trước ngăn cản mà đi, dây lát gian liền trên không trung xây lên cái đại trợ, ngăn cản đạo này lênh quang. Và anh, nương theo lấy nổ vang rung trời, một trận cực hạn băng lãnh hàn khí hướng bên này cuốn tới, đem bọn hắn cho bao khỏa ở bên trong. Trung quanh bên trên tướng lĩnh đều chưa kịp phản ứng, liền bị hàn khí này cho đóng băng, có một hai cái hóa đan kỳ cường giả chưa kịp phản ứng, không kịp ngăn cản liền bị đông lạnh thành băng điêu. Đi theo từ không trung rơi xuống, bành một tiếng, bị nện vỡ thành một phấn, triệt để chết hết. Các ngươi dông dài đủ không, nhậm đại ca vừa rồi ta mới nói, bọn hắn đều mang đại quân đi vào trước mặt, cũng đừng cùng bọn hắn dài dòng. Chỉ là ngoài miệng nói chuyện, bọn hắn sẽ rời đi. Dịch thiên vân cười lạnh nói, vô luận nói như thế nào, bọn hắn đều đánh một trận, trừ phi chúng ta chắp tay tương lượng. Chúng ta sẽ không chắp tay nhường cho, bọn hắn càng sẽ không rời đi, vậy cũng chớ quản lý do gì. Bọn hắn là người phản kháng chết, chúng ta là người xâm nhập chết. Cầu vột đánh giá cỏ vợ ở 910. Chương 408, Hàng Long Kỳ. Chương 408, Hàng Long Kỳ. Tại mọi người đều đắm chìm trong một đống giải thích bên trong lúc, dịch thiên vân đã là công kích, mà lại bá đạo công kích lập tức chấp nhoáng giết chết hai cái hóa đan kỳ cường giả, lực lượng bá đạo để không ít người đều tỉnh táo lại. Suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là không sai, người cũng đã đến trước mặt, nói cái gì đều vô dụng. U minh đế quốc quốc sư đều ở bên cạnh, chẳng lẽ tới uống chén trà liền rời đi hay sao đương nhiên là không thể nào hoàn toàn tới công hãm thiên long đế quốc bọn hắn không nguyện ý từ bỏ đối phương càng không nguyện ý đi như vậy thì đừng nói nhảm nhiều như vậy mở đánh nhau tiểu tử này cái gì đến đầu quốc sư nhăn nhăn lông mày một cỗ bất an từ nội tâm dâng lên không biết bao lâu thiên long đế quốc có thể có như thế cường giả hắn thả ra ngoài mấy căn kỳ xí là không có chuyện gì Bọn hắn đồng dạng không có chuyện gì, nhưng vừa rồi phòng ngự rõ ràng lắc lư dưới, nếu là mạnh hơn một điểm liền có thể phá phòng ngự của bọn hắn. Thậm chí tại ngăn cản về sau, còn có một cỗ lực lượng hướng bốn phía tác động đến mà đi, Hóa Đan kỳ cường giả lập tức bị đánh chết hai cái, còn lại Linh Đan kỳ cường giả lại càng không cần phải nói. Lực lượng này quả thực làm cho người cảm thấy rung động, không biết bao lâu Thiên Long Đế quốc sẽ có như thế cường giả. Không rõ ràng tiểu tử này ta nhìn không đơn giản có thể giải quyết hắn trước hết giải quyết hắn long thể tướng mặt lộ vẻ hung quang tốt một cái người xâm nhập chết nhìn xem các ngươi có thể hay không ngăn cản thế công của chúng ta đều lên cho ta giống đám người hét lớn một tiếng chính là hướng thiên long đế đô giết đi lên tuy nhiên nhâm long nói nhiều như vậy nhưng bọn hắn muốn tấn công thiên long đế quốc tâm cũng không có dao động nhất là ưu minh đế quốc người càng là không có nửa điểm lưu tình. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói mới quốc thổ, lập công thời cơ đã đến, có thể hay không nằm chắc liền nhìn biểu hiện của mình. Tại dịch thiên vân một căn mũi tên phía dưới, đại chiến lập tức bạo phát, không còn rằng co lấy. Trong thành đông đảo tướng lĩnh, sớm đã chiến y dâng trào, đối mặt U minh đế quốc người hết sức đỏ mắt. Nguyên bản ta liền không muốn cùng bọn hắn nói cái gì, muốn động dao động quân ta tâm, tự nhiên muốn phản bác mấy câu. Nhâm Long cười lạnh nói, nếu không phải sợ dao động quân ta tâm, đã sớm xông đi lên. Một đám phản đồ một đám địch nhân, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị ngăn cản thế công của bọn hắn. Chúng ta không cần vội vã như vậy xuất động. Nhâm Long trầm giọng nói, Cung Tiễn đội chuẩn bị sẵn sàng, trước đem bọn hắn cho ta hung hăng bắn xuống tới. Vâng. Từng bầy Cung Tiễn đội lập tức đứng tại thành tường bên ngoài, cầm trong tay hạ phẩm hồn khí chế tạo thành trường cung nhắm ngay xông lên quân đội kéo căng dây cung, chuẩn bị tiến hành công kích. Phát xạ. Hiu hiu hiu. Hơn 10.000 mũi tên nhọn tiêu xạ mà ra, trên không trung tạo thành dày đặc mưa tên, hướng bọn hắn bên kia xuyên qua mà xuống, tránh cũng không thể tránh. Mang đầu xung phong đại tướng cấp tốc vung lên mãnh liệt thế công, hướng bên này ngăn cản mà đến, vô số mưa tên đều bị ngăn cản không ít, nhưng bắt đầu vẫn còn là có không ít mũi tên rơi xuống, đem sông lên binh lính cho quán xuyên. Đại địa lập tức bị mảng lớn vết máu cho nhuộm đỏ, mùi máu tươi cấp tốc tràn ngập phía khu vực này. Cái này cũng không có dọa lùi cước bộ của bọn hắn, ngược lại khơi dậy trong bọn họ tâm chiến ý. Tiểu muội, chúng ta lên trước. Nhâm Long mắt sáng lên, nắm chắc quả đấm, toàn bộ Thiên Long Đế quốc lực lượng rung động động, đi theo Đại địa cuốn lên một cỗ lực lượng kinh khủng. Một đạo quang trụ từ trong lòng đất xung ra, đi theo một đầu dài đến hai ba mươi mét Thiên Long tử quang trụ từ ngưng tụ mà thành không chút do dự liền hướng sông tới đại quân đánh giết đi lên. Đây chính là thiên long bí bảo hiệu quả, có thể đủ để gọi cự đại thiên long đến đối địch. Mặc dù là linh lực ngưng tụ, nhưng nhìn phía trên màu vàng nhạt vảy rồng từng mảnh đều là như vậy rất thật, trên không trung gào thét một tiếng, liền hướng hóa đan kỳ cường giả đánh tới. Cái này con thiên long uy lực cũng không yếu, chí ít đều có hóa đan kỳ thất tầng tu vi, tuy nhiên đánh không lại hư linh kỳ, nhưng trọng điểm ở chỗ bất tử. Chỉ cần thiên long bí bảo năng lượng không hao hết sạch, đại trận không bị phá, như vậy đầu này thiên long vĩnh viễn bất tử, làm sao công kích còn không sợ. Đây chính là thiên long bí bảo chỗ đáng sợ, có thể một mực tồn tại, cái gì công kích cũng vô hiệu, điều này có thể không làm cho người hoảng sợ. Giống. Theo sát lấy lại lại là một con thiên long từ trong cột ánh sáng vọt ra, đầu này thiên long hiển nhiên liền nhỏ không ít, vẹn vẹn hơn 20 mét, so phía trước cái kia một đầu nhỏ hơn một vòng lớn. Đây cũng không phải là nhâm long triệu hoán đi ra, mà là nhâm chỉ nhu triệu hoán đi ra, khác biệt thực lực triệu hoán đi ra thiên long, tu vi cùng đại tiểu đều có chỗ khác biệt. Mỗi người chỉ có thể triệu hoán một con thiên long, cho nên mới sẽ nói có thể khống chế thiên long bí bảo người càng nhiều càng tốt. Hai đầu cự long một thanh giết vào trong quân địch, vung lên cự đại long trảo hùng hăng đánh ra, một đám quân đội tránh đều tránh không xong, liền bị cái này lòng chảo cho một bàn tay chụp chết không ít. Chỉ là cái này lượng con thiên long, liền đủ để ngăn chặn không ít binh lính. Trời, thiên long! Nhanh, mau trốn! Công kích một chút hiệu quả đều không có, đã đâm thân thể của nó, một điểm thương tổn đều không có. Cứu, cứu mạng A! Những binh lính này kêu thảm không thôi, doa đến bọn hắn đánh tơi bởi, nơi nào còn dám tiếp tục tiến lên. Lập tức lượng khu vực binh sĩ liên tục bại lui, căn bản không dám tới gần. Chỉ là hai đầu tiểu trùng, cũng dám làm càn. Quốc sư cười lạnh một tiếng, vờn quanh ở bên cạnh kỳ sĩ cấp tốc bay ra ngoài, tạo thành từng vòng từng vòng quang hoàn bao phủ tới, dây lát gian liền đem trong đó một con thiên long cho khống trụ, vô luận ngày này long như thế nào trùng kích, đều không thể xông ra vầng sáng này lồng giam, thậm chí bị vầng sáng này càng khóa càng chặt, dây rùa phạm vi càng ngày càng nhỏ chỉ có thể không ngừng ở bên trong phát ra gào thét tâm thanh đi theo lại là mặt khác hai chi kỳ xí hướng bên cạnh bay đi đem mặt khác một con thiên long cho khấu trụ căn bản là không có cách dãy rủa ra ngoài không đến một hồi công phu lượng ngày hôm trước long liền bị khốn trụ không cách nào đi ra cái này lượng con thiên long là sẽ không chết nhưng không có nghĩa là sẽ không bị vây khốn chỉ cần ngày này long không triệt để hỏng mất như vậy bọn hắn tiểu vô pháp tiếp tục triệu hồi ra mặt khác thiên long tới hoàn toàn là chế trụ lượng con thiên long để lượng con thiên long không cách nào ngăn địch trong đế đô không ít người sau khi thấy đều bị một màn này cho sợ ngây người danh xưng bất tử thiên long cứ như vậy bị bắt lại tiếp tục tiếp tục như thế còn lại phía dưới sông phá cái này hộ cháo một khi sông phá cái này hộ cháo gặp phải tiến nhanh quân hai cái tiểu ra hỏa ngươi nghĩ rằng chúng ta giống như là cái làm càn làm bậy giống như đơn thuần hướng bên này giết tới liền xong việc long thể tướng cười lạnh nói ta sẽ hảo hảo quan thương các ngươi lực lượng này sẽ không lại thuộc cho các ngươi mà là thuộc về ta đây là hàng long cờ đặc địa chế tắc đến hàng long quốc sư quả nhiên đến có chuẩn bị nhâm long sầm mặt lại bọn hắn triệu hoán thiên long lập tức bị áp chế lại nguyên bản bên này sĩ khí tăng nhiều đảo mắt gian liền bị đẻ chết nguyên lai bên người hàng long cờ sẽ có mạnh như vậy hiệu quả đại khái bên trên ta hiểu được dịch thiên vân cười nhạt nói vậy ta đến muốn nhìn một chút, hắn đánh bại bao nhiêu đầu rồng. Đi theo hắn mắt sáng lên, toàn bộ thiên long đế đô rung động kịch liệt, một đạo quang trụ phóng lên tận trời, theo sát lấy một đầu dài đến 5-60 mét thiên long từ quang trụ gào thét mà đến, bá đạo thiên long chi lực hướng bốn phía ép xuống, hư linh kỳ nhất tầng tu vi. Thoáng chốc gian, tất cả mọi người nhìn ngây người. Còn có thiên long. Cầu vột đánh giá cọ vợ ở chín Chương 409, thứ một người canh giữ cửa ngõ vạn người không thể khai thông. Chương 409, thứ nhất người canh giữ cửa ngõ vạn người không thể khai thông. Tất cả mọi người coi là chỉ có thể triệu hoán hai đầu lòng, khi điều thứ ba thiên long xuất hiện lúc, đem quân địch cùng phe mình người cho hung hăng chấn kinh một thanh, làm sao còn có thể triệu hoán. Không phải mỗi người chỉ có thể triệu hoán một đầu mà thôi à, tại sao có thể có ba con thiên long đi ra. Giống to lớn thiên long vô luận là chiều dài vẫn là lực lượng, đều vượt xa nhâm long bọn hắn triệu hoán thiên long, hướng đại quân bên kia nhào tới, mở ra miệng lớn phun ra một đạo kinh khủng quang trụ hoanh kích xuống dưới, cho đến đều biến thành một vùng phê tích, không ít quân địch đều bị đánh bay ra ngoài, tiêu thảm không thôi. Đốt, thành công đánh giết linh đàn kỳ tướng lĩnh, lấy được kinh nghiệm 2,3 triệu điểm kinh nghiệm, thu hoạch được điên cuồng giá trị 9.300 điểm, điểm tờ cờ 150 điểm thu hoạch được võ học manh long trảm, phi thiên chân. Thu hoạch được vật phẩm khôi phục đan thuốc, phá linh đan. Đốt, thành công đánh giết hóa đan kỳ tướng lĩnh, lấy được kinh nghiệm 310 vạn điểm kinh nghiệm, thu hoạch được điền cuồng giá trị 10.000-2.000 điểm, điểm tờ cờ 450 điểm. Thu hoạch được võ học bá hổ trảo, long hồn quyết. Thu hoạch được vật phẩm long ngọc giáp, thiên Vực kiếm. Đốt, thành công đánh giết linh đan kỳ tướng lĩnh, lấy được kinh nghiệm 200-400.000 điểm, thu hoạch được điên cuồng giá trị 9.400 điểm, điểm tờ cờ 200 điểm. Kinh khủng thiên long điên cuồng hướng bốn phía cuồng loạn đi lên, so với bọn hắn, dịch thiên vân càng giống là cái kinh khủng sát lục giả, đến bao nhiêu liền giết bao nhiêu, đem bọn hắn cho giết tới hoảng sợ mới thôi. Tại mở giết trước đó, hắn một hơi mở ra sở hữu kinh nghiệm thẻ, không có ngay tại trong thương thành mua. Ba kinh nghiệm ít 10 thẻ, hai kinh nghiệm ít 10 thẻ, kinh nghiệm ít 10 thẻ cùng gấp 5 lần kinh nghiệm thẻ trông cộng lại liền có 60 gấp 5 lần. 60 gấp 5 lần phía dưới, lại thêm tự thân điên cuồng kinh nghiệm hình thức, trọn vẹn điệp ra đến 7 thập tam lần trình độ kinh khủng, lập tức để cái nho nhỏ linh đan kỳ tu luyện giả, liền có thể mang đến cho hắn 200 vạn nhiều kinh nghiệm. Điên cuồng giá trị cũng là như thế, dùng tới gấp 3 kinh nghiệm thẻ. Điểm tờ cờ cũng là như thế, dùng tới gấp 2 tội ác thẻ. Lập tức sở hữu kinh nghiệm đều nổ, đối mặt nhiều như vậy quân địch, nếu là hắn không cần lời nói, cái kia chính là ngu ngốc. Điên cuồng giá trị vô luận bao nhiêu, hắn đều muốn hoa đến mua. Bởi vì tuyệt đối rất nhanh liền có thể thu hồi thành bản, trừ phi hắn chết. Sao, chuyện gì xảy ra, còn có một con thiên long. Quốc sư bọn hắn sắc mặt cũng thay đổi, hơn nữa còn là hung mãnh như vậy một con thiên long. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua khổng lồ như vậy thiên long. Cái này bá khí trình độ đơn giản tuyệt thế vô song mấu chốt nhất gọi về cũng không phải là nhâm long cũng không phải nhâm chỉ nhu mà là cái kia không rõ lai lịch tiểu tử nhâm long bên này đều nhìn ngây người như thế ba khi thiên long bọn họ đều là lần thứ nhất gặp triệu hoán đi ra thiên long hội kinh người như thế lao thiên đây là dịch vương gia triệu hoán đi ra lực lượng của hắn mạnh như vậy có thể triệu hồi ra khổng lồ như thế thiên long cái này dịch vương gia thật sự là thâm bất khả chắc không biết sao có thể khống chế thiên long bí bảo. Tuy nhiên có dịch vương gia tại, chúng ta sẽ có rất lớn ưu thế. Bên này sĩ khí lập tức liền bạo tăng lên, thiên long chính là bọn hắn thủ hộ thần, có thể nhìn thấy thiên long ở chỗ này bay lên, nội tâm tự nhiên bành trướng không thôi. Hiu hiu hiu. Cung tiễn đội lần nữa kéo căng trường cung tiêu xạ mà ra, thiên long lực lượng là không yếu, nhưng vây công tới cũng không phải là một phần nhỏ binh lính, chung quanh khắp nơi đều là binh lính, hướng bên này cường công mà đến. Đương đương đương. Đợi quân địch tiếp cận, chính là cấp tốc nhắm ngay hộ cháo điên cuồng tấn công mạnh, nhưng đều không thể công phá cái này hộ cháo, bất luận cái gì công kích đều bị ngăn cản bên ngoài. Ngược lại tại nội bộ binh sĩ có thể công kích ra ngoài, đây chính là trên lệnh. Hộ cháo bên trong có thể tùy ý công kích, phía ngoài chỉ có thể công kích tại hộ cháo bên trên, không cách nào giết đi vào. Muốn giết đi vào, đầu tiên liền muốn công phá cái này hộ cháo. Tuy nhiên tại điên cuồng như vậy công kích giới, hộ cháo đồng dạng là không cách nào kiên trì quá lâu, bởi vậy đã có không ít binh lính, đã là giết ra ngoài, cùng phía ngoài binh lính chém giết cùng một chỗ. Chế độ chờ đả thương, hoặc là kiệt lực, chính là cấp tốc lui về đến nghỉ ngơi. Bực này pháo đài, treo lên tiêu hao chiến đến tuyệt đối là hoàn mỹ. Chết đi cho ta. Lúc này Long Thiên thần tướng nổi giận gầm lên một tiếng, vung lên trường kiếm trong tay mãnh liệt chạm mà xuống, ngay cả hư không đều muốn bị chém thành hai khúc. Nương theo lấy một đạo hào quang trói sáng chạm xuống tới, bốn phía công kích thiên long thân thể bị chém ngang lưng thành hai đoạn, lực lượng cùng bạo đánh thẳng vào thiên long thân thể. Tuy nhiên thiên long bị chém thành hai đoạn về sau, biến thành vô số ánh sáng bay lên, rất nhanh một lần nữa ngưng tụ, lần nữa tạo thành một đầu to lớn thiên long, không hề có một chút vấn đề. Vô luận là đại tiểu, vẫn là tu vi đều không có bất kỳ biến hóa nào. Giống. Thiên Long nổi giận gầm lên một tiếng, há miệng liền hướng tu vi thấp nào tới, một đạo kim sắc quang trụ từ miệng bên trong phát ra, oanh kích tới, một đoàn binh lính bị oanh chết rồi. Bất tử. Quả nhiên Thiên Long hoàn toàn là sẽ không chết, trừ phi giống quốc sư như thế vây khôn chúng nó, nếu không vô luận như thế nào chặt đều vô dụng, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lại, một lần nữa đang bay lên. Vây khốn, chẳng khác nào đem cố lực lượng này cho khóa lại, mà không thể một lần nữa ngưng tụ trở về. Quốc sư Long thiên thần tướng sầm mặt lại, muốn cho quốc sư tới áp chế ở đầu này thiên long. Quốc sư sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn, hắn mang tới kỳ sĩ chỉ có thể ngăn chặn lượng ngày hôm trước long, nhưng nếu là áp chế dịch thiên vân đầu này, còn lại hai đầu đều muốn thả đi ra ngoài. Bởi vì dịch thiên vân đầu này quá ba khí, lượng ba cái kỳ sĩ căn bản là không có cách áp chế trước áp chế đầu này quốc sư cắn răng một cái cấp tốc thu hồi cái kia hàng long cờ cũng dặn dò các ngươi để cho người ta đi cản lại cái kia lượng con thiên long đầu này giao cho ta là được rồi quốc sư vung tay lên vây khốn còn lại lượng con thiên long hàng long cờ lập tức bay tới cũng cấp tốc hướng dịch thiên vân cái kia một con thiên long bao hơi đi tới cơ hồ là chớp mắt gian liền vây lại nó vô số vòng sáng lập tức liền vòng đi qua đem nó cho trói gắt gao cả hai chênh lệch quá lớn, nghiên ép ngày này lòng không hề có một chút vấn đề, vấn đề ở chỗ những ngày này lòng đều không chết, cho nên bọn hắn tu vi cường hãn nữa đều vô dụng, giết không chết có ý nghĩa. Vô số đau vô tới, sau đó vô số lần khôi phục lại, cho nên ý nghĩa không lớn. Tại cái khác lượng con thiên long tránh thoát chỉ riêng vòng mấy lúc sau, cấp tốc hướng bên cạnh công kích mà đi, nhưng rất nhanh liền bị còn lại tu luyện giả cho không trụ, không ngừng mà bị công kích lấy, chỉ có thể làm phạm vi nhỏ phá hư mà đã xong. Dịch vương gia, xem ra chuẩn bị đến lượt chúng ta tự mình xuất động nhâm long biểu lậu nghiêm túc, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, thiên long chỉ là có tăng cường khí thế tác dụng, muốn đem những này người cho đuổi đi là không quá thực tế. Ừm, bất quá ta còn có chút lễ gặp mặt cho bọn hắn. Dịch thiên vân bay ra ngoài, nhìn lấy bọn hắn cười nhạt nói, xem ra cái này hàng long cờ còn thật lợi hại, nhưng ta nhìn ngươi có thể ngăn chặn bao nhiêu đầu đâu sau một khắc dịch thiên vân vung tay lên một cái mấy mười đầu địa long xuất hiện tại trên đất trống ngửa mặt lên trời gầm hét lên đi theo còn có hai đầu to lớn cự long xuất hiện ở mặt đất đỏ lên tối đen một đoàn long hắn là ngự thú sư bọn hắn sầm mặt lại nhìn lấy một đoàn long sắc mặt càng phát ra càng khó nhìn. nhiều như vậy long sông giết đi lên cho bọn hắn tạo thành thương tổn là kinh khủng nhất là cái kia hai cái cự đại lòng, hóa đan kỳ điền phong cấp bậc khí tức, đủ để vượt trên trừ bọn họ bên ngoài, còn lại sở hữu tu luyện giả. Cái này thật đúng là một người canh giữ cửa ngõ vạn người không thể khai thông. Cầu vột đánh giá cỏ vợ ở 910. Chương 410, tay không tiếp một kiếm. Chương 410, tay không tiếp một kiếm. Giống. Một đám địa long cùng hai đầu hồng hắc cự long xuất hiện về sau, lập tức liền hướng mặt trước giết đi lên, nhất là cái này một nhóm địa long, có được mấy mười đầu, như là mấy chục tòa núi giống như, hướng mặt trước đè lên. Lực lượng bá đạo trừ phi là hóa đan kỳ cường giả, nếu không căn bản không đánh nổi. Nhìn thấy này một đám địa long, quốc sư sắc mặt càng thêm khó coi, long tướng quân địa long quân đoàn, đều bị hắn cho hàng phục. Đây là cái gì ngự thú sư, có thể duy nhất một lần khống chế nhiều như vậy địa long. Cuộc gặp mặt này lễ vẫn là đủ lớn, hơn nữa còn đều là cự long, binh lính sau lưng đều bị kinh hãi. Nhâm long bọn hắn đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy đầu lòng, có thể nhất hạ lần khống chế nhiều như vậy, đơn giản liền là quay thai. Tại như vậy nhiều địa long dưới, giết tới phía trước tới quân đội đều bị một bàn tay trục chết, hoặc là bị địa long đụng bay ra ngoài, chết thì chết, thương thì thương. Đốt, thành công đánh giết luyện linh kỳ binh lính, lấy được kinh nghiệm 93,000 điểm, thu hoạch được điên cuồng giá trị 650 điểm, điểm tờ cờ 50 điểm. Thu hoạch được võ học. Đốt, thành công đánh giết luyện linh kỳ binh lính, lấy được kinh nghiệm. Một đống lớn pháo hôi bị tùy tiện đánh giết, giết tới phía trước nhất, thường thường đều là tu vi tương đối thấp, cũng là số lượng nhiều nhất. Tu vi cao sớm liền xoay người liền hướng sau chạy trốn, nơi nào còn dám tới gần nơi này một nhóm địa long. giấy ca, ngươi vẫn là ngự thú sư. Nhâm chỉ nhu nội tâm rung động không thôi. Ừm, Xem như thế đi, tuy nhiên cái này cũng không có thể ngăn cản quá lâu, chúng ta chuẩn bị xuất động cản lại bọn hắn. Dịch Thiên Vân cũng không cảm thấy những này Địa Long cùng hai đầu Cự Long có thể ngăn cản được bọn hắn, trừ phi đem quốc sư bọn hắn giết đi, nếu không những này Địa Long đối với quốc sư bọn hắn mà nói, chém dưa thái rau nhẹ nhõm. Những người khác nhìn lấy Dịch Thiên Vân, nội tâm càng là như sóng to gió lớn, không biết nói cái gì mới tốt nữa. Trước đó phản đối Dịch Thiên Vân thành vì vương gia, hiện tại nội tâm đều run rẩy dưới coi như lúc ấy không cách nào làm vì vương gia tại sao trận chiến này nhất định có thể ngồi lên vương gia chi vị chỉ là lực lượng này còn có cái này chiến tích đủ để thắng nhâm vương gia chi vị không riêng gì ngự thú sư khống chế nhiều như vậy cự lòng, còn có thể khống chế thiên long bí bảo ngươi đến tột cùng là ai nhậm ra tại sao có thể có mạnh như thế người chẳng lẽ là nhậm ra che giấu sao long thể tướng không để ý đến phía dưới này một đám địa long bọn hắn càng để ý vẫn là dịch thiên vân thân phận có thể khống chế thiên long bí bảo liền không đơn giản cái này liền mặc cho chính các ngươi tưởng tượng đi dịch thiên vân một thanh kéo căng trong tay hàn băng thần cung đối cho phép bọn họ dừng lại cùng xạ chỗ đến một mảng lớn quân địch bị nghiền ép nhao nhao bị bức lui không ít vẹn vẹn hắn sức lực của một người liền đem đại bộ phận quân đội đánh cho trì trệ không tiến căn bản không dám hướng phía trước tới gần. Giết! Lúc này bọn hắn hét lớn một tiếng, thừa dịp sĩ khí phóng đại, sở hữu gia chủ đều liền xông ra ngoài, một nhóm lớn hóa đan kỳ cường giả đầu nhập vào giữa chém giết. Lúc này mới là chính thức tiến nhập chiến đấu bên trong, chiến hỏa triệt để bị nhen lửa. Bọn hắn cũng sẽ không tránh ở bên trong đần độn nhìn lấy, mà là đi ra anh dũng giết địch, đem những quân địch này cho triệt để đuổi đi. Không nói đúng không, cái kia vô luận ngươi là ai hôm nay là tử kỳ của ngươi long thể tướng ánh mắt lạnh lẽo thiên long chi lực buộc phát ra một con thiên long hư ảnh từ phía sau lưng nổi lên đi theo hắn hung hăng đánh ra ra nhất trưởng thiên long chiến giống một con thiên long từ đầu trong tay gào thét mà ra hướng hắn bên này điên cuồng đánh tới đại địa đều vì này rung động mà lên vẹn vẹn bị cái này ngày hôm trước long thổi qua địa phương đều bị chấn động đến địa liệt thành mấy khối thậm chí thật sâu long luôn xuống dưới, giống là thật bị một đầu cự long thân thể ma sát đi qua giống như, lưu lại một đầu danh sâu hoắm. Một chiêu này uy lực cao tới hơn 4000 vạn chiến đấu lực, có thể nói là bạo phát ra tương đương mạnh lực lượng. Trong nháy mắt này, không biết bao lâu Long Thiên Thần Tướng giết tới sau lưng của hắn, trường kiếm trong tay hướng bên này xuyên qua mà đến, lấp lóe kiếm mang tại thân kiếm ra phóng xuất ra, không chút do dự liền nhắm ngay Dịch Thiên Vân chỗ ngực đâm tới hai người đối một người bọn hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết hết dịch thiên vân ai cũng nhìn ra dịch thiên vân là kẻ gây họa muốn công hãm cái này thiên long đế quốc chủ yếu trước giết chết dịch thiên vân huống hồ dịch thiên vân còn vọt ra còn lại còn tại hộ cháo bên trong cũng không thể đủ đối phó nhâm long bọn hắn muốn trợ giúp cũng không kịp đây hết thể quá đột nhiên nhanh đến bọn hắn đều theo không kịp bọn hắn tu vi so với long thiên thần tướng phải kém hơn một đoạn nhâm long vốn là so long thiên thần tướng mạnh hơn nhưng đó là trước kia bây giờ căn bản không bằng Long thiên thần tướng chết đi Long thiên thần tướng trong mắt lóe ra lanh quang trong tay lực đạo phóng thích đến lớn nhất muốn một chiêu chớp nhoáng giết chết dịch thiên vân tại không ít người dịch thiên vân chết chắc lúc bỗng nhiên gian hắn đưa tay một thanh bộ tới hoàn toàn tay không trộm tới mà không phải dùng vũ khí ngăn cản đang thanh âm thanh thúy vang lên đợi mọi người thấy đi qua lúc phát hiện công kích này cũng không có đem tay của hắn cho chặt đứt, mà là bị hắn nắm trong tay, bá đạo một kiếm đúng là chạm không tiến mảy may. Hoàn toàn bị dịch thiên vân cho nắm trong tay. Ngươi tài nghệ này quá kém điểm, ngay cả phong tướng quân đều không gây thương tổn ta, ngươi còn kém một đoạn. Dịch thiên vân cười lạnh một tiếng, một thanh kéo đi qua, long thiên thần tướng ngạnh sinh sinh bị kéo tới. Đợi long thiên thần tướng kịp phản ứng, muốn phải nhanh buông tay ra lúc, hết thể đều đã quá muộn dịch thiên vân một phát bắt được bờ vai của hắn cấp tốc hướng mặt trước chuyển động đi qua đi theo ngày đó long chiến giống gặm đi qua hắn đem long thiên thần tướng hướng phía trước đưa tới coi như thuẫn bại ngăn cản đi lên và anh long thiên thần tướng bị công kích này chính giữa phía sau lưng kịch liệt trùng kích để hắn há miệng liền phun máu đi ra dịch thiên vân đem đầu hơi ốn éo chính là tránh qua tránh né cái này phun máu tuy nhiên tiếp xuống đón lấy hắn là trùng điệp một kiếm đâm xuyên nơi ngực của hắn, đem hắn trọn tại trong giữa không trung. Thanh trường kiếm này chính là Long Thiên Thần Tướng Bội Kiếm, đã bị Dịch Thiên Vân cho cầm trong tay. Lực đạo quá kém, kiếp sau lại luyện nhiều một chút đi, mà lại không cần làm phản đồ. Gấu! Đi theo bất diệt chi hỏa bốc cháy lên, đem Long Thiên Thần Tướng lồng chụp vào trong, ngọn lửa cuồng bạo cấp tốc đem Long Thiên Thần Tướng cho đốt thành cho bụi, đi theo bị hắn hướng bên cạnh hất lên. Long Thiên Thần Tướng thi thể từ không trung rơi xuống, tại ngã trên đất lúc, chính là nện thành mấy khối, đều bị đốt thành than cốc, tự nhiên sẽ bị nện chia năm xẻ bảy. Đốt, thành công đánh giết Long Thiên Thần Tướng, lấy được kinh nghiệm 36 triệu điểm, thu hoạch được điên cuồng giá trị 15000 điểm, điểm tờ cờ 1000 điểm. Thu hoạch được võ học hàng ma kiếm quyết. Thu hoạch được vật phẩm Long Thần huyết mạch, tứ phẩm, Long Thần kiếm. Bạo tạc tính kinh nghiệm dâng lên, tại kinh khủng kinh nghiệm điệp ra phía dưới, lập tức liền nổ ra 30 triệu kinh nghiệm, thật sự là làm cho người cảm thấy sảng khoái không. Giết nhiều mấy cái, dễ dàng liền có thể thăng cấp. Tuy nhiên hư linh kỳ đều không phải là rau cải trắng, trước mắt liền ba cái hư linh kỳ cứng giả, bất quá bây giờ bị hắn giết một cái, còn lại phía dưới hai cái. Hai đối một, không quá công bằng A. Dịch thiên vân lạnh nhạt nhìn lấy bọn hắn nói. Cầu vột đánh giá cỏ vợ ở 9-10 chương 411, đối chiến. Chương 411, đối chiến. Hai đối một. Cái này xác thực không phải quá công bằng, nhưng ở phía trên chiến trường này ai sẽ nói công bằng. Được làm vua thua làm giặc, người nào thắng mới là vương giả. Chỉ là lời này từ dịch thiên vân trong miệng nói ra, tràn đầy là châm trọng, hai đối một đều giết không chết hắn, thật sự là quá kém. Không ít người vẫn bị một màn này cho rung động đến, một cái hư linh kỳ cường giả công kích, vậy mà đối với hắn không có tạo thành nửa điểm thương tổn đây có phải hay không là quá nghịch thiên rồi ngăn cản được công kích này cũng đã là tương đương cường hãn tay không tiếp kiếm ý nghĩa hoàn toàn không giống cái kia đến mạnh bao nhiêu lực phòng ngự dịch thiên vân lực phòng ngự đương nhiên không yếu hắn đã sớm đổi lại tà long sáo trang gấp hai mươi lần lực phòng ngự tăng thêm cộng thêm long thần huyết mạch tăng lên các phương diện tăng lên phía dưới lực phòng ngự trực tiếp nổ tung phải biết trước đó hắn tu vi tương đối yếu lúc, liền có thể chịu đựng lấy phong tướng quân công kích. Bây giờ Long Thiên thần tướng so phong tướng quân phải yếu hơn một đoạn, vũ khí hơi tốt một chút, nhưng vũ khí này cũng không thể đền bù cả hai ở giữa chênh lệch. bị dịch thiên vân nhẹ nhõm miểu sát. Không chỉ dùng Long Thiên thần tướng coi như nhục thuẫn ngăn cản công kích, còn nhẹ tung miểu sát Long Thiên thần tướng, tựa như một cái chiến thần. Một trận chiến này rất kinh người, nhưng còn lại chiến đấu vẫn kéo dài, không có bởi vì nơi này xuất hiện tình huống, đạo đưa bọn họ đều dừng lại. Vẫn còn đang điên cuồng giữa chém giết, chiến đấu đã sớm bị đẩy vào gây cấn trạng thái. Trong đó dịch thiên vân cự long càng là không ngừng chém giết lấy, trổ đến một mảnh thi thể, giết đến bọn hắn quỷ khóc lang hảo, đánh tơi bởi chạy trốn. Sĩ khí trên diện rộng hạ xuống, bây giờ long thiên thần tướng tức thì bị miểu sát, những binh lính kia sau khi thấy, tức thì bị sợ vỡ mật vốn cho là có nhiều cường giả như vậy hỗ trợ nhất định có thể thắng hiện tại xem ra hoàn toàn là đơn phương bị áp đảo tiếp tục tiếp tục như thế bọn hắn đều phải chết ở chỗ này có thể nào sẽ không sinh ra khiếp đảm tâm trừ cái đó ra kinh nghiệm điên cuồng tràn vào tiền đến còn có điểm tợ cờ những này tại hắn rằng có thời điểm đều một mực đang không ngừng tăng trưởng nhiều như vậy địa long cùng cự long mỗi thời mỗi khắc đều đang chém giết lẫn nhau lấy địch nhân thoạt nhìn là giữ như vậy hung ác. Chỉ cần dịch thiên vân không để cho chúng nó dừng lại, chúng nó liền sẽ không ngừng dưới. Tiếp tục tiếp tục như thế, coi như không giết cấp bậc cao cường giả, chỉ riêng là linh đan kỳ những này cũng đủ để cho hắn thăng cấp. Bảy thập tam lần kinh nghiệm điệp ra, cũng không phải đùa giỡn. Tại cực ít trình độ phía dưới, thăng cấp cũng không khó. Nhâm long đồng dạng xuất động, tại bên cạnh chém giết lấy hóa đan kỳ tướng lĩnh, hắn không cách nào cùng lòng tể tướng bọn hắn chống lại, nhưng đánh giết những cái kia sông tới hóa đan kỳ cường giả cũng không phải là vấn đề gì nguyên bản nhân vật mấu chốt là nhâm long bây giờ quốc sư cùng long tể tướng đều chuyển di tại trên người hắn hắn mới thật sự là nhân vật mấu chốt cái gì đại đế đều đứng sang bên cạnh không giết chết hắn thiên long đế quốc không cách nào công hãm há ta nói hai đối một không quá công bằng cũng không đúng đối với ta tới nói mà là đối với các ngươi tới nói số người này có phải hay không quá ít điểm, đối với các ngươi không quá công bằng. Dịch Thiên Vân cầm trong tay Long Thần Kiếm, lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn. Long Thể Tướng sắc mặt tái xanh, không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, Long Thiên Thần Tướng cứ như vậy bị nhẹ nhõm đánh giết. Đây chính là một cái hư linh cấp bậc cường giả, cứ như vậy bị giết. Đây chính là hắn tay trái tay phải, đắc lực thủ hạ, cứ thế mà chết đi. Chớ có phép lối. Lúc này quốc sư giết tới đây, mấy cái thần văn ra hiện trong tay hắn đi theo cấp tốc ném ra ngoài trên không trung xuất hiện một cái to lớn đại trận cấp tốc ngưng tụ ra một đầu lôi quang từ không trung hung hăng bổ xuống hướng hắn bên này xuyên qua mà đến trước mắt gian liền có thể bố trí ra một cái đại trận đến không hổ là quốc sư một cái thần văn tông sư quốc sư mạnh nhất không ở chỗ công kích mà là ở bảy trận hắn nhưng là có thần văn tông sư hàng cấp hôm nay tới đây đến phá trận coi như thiên long bí bảo chủ yếu cho đầy đủ thời gian, như cũ có thể phá mất đại trận này. Đáng tiếc hắn gặp dịch thiên vân, căn bản là công không xuống, còn nói thế nào phá trận. Lôi quang. Dịch thiên vân trong tay bỗng nhiên xuất hiện một khỏa bảo châu, nương theo lấy một cỗ kinh khủng hấp lực quét sạch mà đi, cái này liên tục không ngừng hoành kích tới lôi quang, cứ như vậy tràn vào đạo thiên lôi này thần châu bên trong. Đợi ném ra ngoài thần văn biến mất về sau, dịch thiên vân bình yên vô sự phi trên không trung, một chút sự tình đều không có, ngược lại trong tay thiên lôi thần châu đều hút đã no đầy đủ. Cái này thiên lôi uy lực công kích hoàn toàn chính xác không yếu, lập tức liền đánh ra hơn 50 triệu chiến đấu lực, nhưng có tuyệt đối áp chế tính thiên lôi thần châu, hoàn toàn đem lực lượng này cho hấp thu tiến đến. Còn muốn cái này thiên lôi còn trong phạm vi chịu được, không phải vậy thiên lôi thần châu đều muốn phát nổ. Đây là quốc sư đồng tử ngưng tụ, mình đắc ý đại trận, cứ như vậy bị hấp thu rơi mất cái này thiên lôi không tệ nhưng vẫn là trả lại cho các ngươi đi dịch thiên vân đưa tay hất lên một đạo kinh khủng lôi quang từ thiên lôi thần châu đánh ra một đạo thô to thiên lôi đánh về phía long tể tướng uy lực này cùng quốc sư vừa rồi thả ra không sai biệt lắm đều là kinh người như vậy bọn hắn không nghĩ tới dịch thiên vân sẽ còn một chiêu này có thể đem công kích này một lần nữa thả ra ngoài công kích vẫn là tu vi hơi thấp điểm long tể tướng dạng này liền sẽ đối long tể tướng tạo thành một chút áp lực long tể tướng không có đần độn đứng đấy toàn thân đã sớm bị vảy rồng chỗ bố trí đầy trong cơ thể hắn thiên long huyết mạch cũng không kém như cũ có thể buộc phát ra cực mạnh thiên long chi lực thiên long chiến quyết long tể tướng ngửa mặt lên trời thét dài lực lượng lập tức nổ tung mà ra mãnh liệt giơ tay vung ra nhất trưởng bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống hung hăng hướng cái này lôi quang đè ép xuống không ít người nhìn thấy một trưởng này lúc sắc mặt đột biến bởi vì đây chính là u minh thần trưởng u minh đại đế tuyệt học thành danh cứ như vậy bị long tể tướng cho phong xuất ra mang ý nghĩa long tể tướng cùng u minh đại đế quan hệ mười phần mật thiết nếu không không có khả năng tu luyện tới cái này u minh thần trưởng bá đạo nhất trưởng so với cái kia u minh đại đế hư ảnh thả ra muốn mạnh hơn nhiều lắm đây mới thật sự là u minh thần trưởng có lẽ so với u minh đại đế yếu nhược một điểm nhưng hiệu quả hẳn là sẽ không kém hơn quá nhiều. Cự đại nhất trưởng bao phủ mà xuống, bên trên nổi trôi một tầng u minh khí tức, phảng phất tới từ địa ngục, đem chỗ có sinh vật đều lôi nhập u minh địa ngục bên trong. Và anh, cả hai đụng vào nhau, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, cỗ này trói mắt năng lượng trên không trung nổ tung, cuốn lên một cỗ khí lạng hương bốn phía đánh tới. Không ít người tu vi thấp binh sĩ đều bị ép tới nằm trên đất không cách nào động đậy. U Minh Thần Trưởng, ngươi quả nhiên là ưu minh đế quốc gian tế. Nhâm Long nhìn thấy về sau, nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Để Long tể tướng ở chỗ này chờ đợi nhiều năm như vậy, cũng không có bạc đại hắn, càng là bị lấy trách nhiệm, không nghĩ tới thật là gian tế. Hắn một mực không có hướng bên kia nghĩ, nhiều nhất phản đồ mà thôi, ai ngờ là gian tế, một cái nuôi nhiều năm gian tế. Những người khác lộ ra ánh mắt phẫn nộ, tuy nhiên trước đó có suy đoán qua, nhưng chân chính biết nói ra chân tướng lúc, nội tâm càng là vô cùng phẫn nộ. Cầu vột đánh giá cỏ vợ ở 90. Chương 412, quân tâm động động giao động. Long thể tướng một chiêu này triệt để bại lộ thân phận của mình. Dịch thiên vân muốn cái này một loại hiệu quả. Tuy nhiên tất cả mọi người biết Long thể tướng có khả năng cùng U Minh đế quốc có quan hệ, nhưng đến tột cùng quan hệ bao sâu cũng không rõ ràng. Từ hiện tại xem ra, quan hệ tương đương sâu, tuyệt đối là gian tế cấp bậc cái kia một loại. Biết thân phận này nhìn như không có ý nghĩa gì, chí ít biết Long Tể Tướng không phải cái gì bị bức bách, mà là cái đại gian mảnh. Không phải thiên long đế quốc không công bằng, hoàn toàn là cái này gian tế tới châm ngòi cách gian. Cái này khiến long tể tướng bên kia tướng lĩnh giao động phía dưới nội tâm, có chút lựa chọn cùng long tể tướng, rất lớn nguyên nhân ở chỗ bất mãn nhậm ra hiện trạng, muốn cho long tể tướng đến cải biến đây hết thảy không nghĩ tới lại là cái gian tế, mang ý nghĩa bọn hắn chân chính vì U Minh Đế Quốc bán mạng, mà không phải vì Thiên Long Đế Quốc bán mạng. Cả hai ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, bọn hắn có thể tiếp nhận cùng U Minh Đế Quốc hợp tác, nhưng cũng không tiếp thụ bị U Minh Đế Quốc thống lĩnh. Nguyên bản bọn hắn tưởng tượng là mời đến U Minh Đế Quốc hỗ trợ, đến lúc đó cho điểm thù lao cho U Minh Đế Quốc, dạng này Thiên Long Đế Quốc vẫn là bọn hắn mình. Bây giờ xem ra là quá ngây thơ rồi, hậu thiên long liền muốn cải thành ưu minh lập tức không thiếu tướng lĩnh đều ngừng lại cũng không có chủ động công kích long tể tướng ngươi lấn gạt chúng ta ngươi ngươi căn bản chính là ưu minh đế quốc người nói xong một lần nữa kiến tạo một cái thiên long đế quốc đâu không sai ngươi vậy mà lấn gạt chúng ta thiệt thòi chúng ta còn tin tưởng ngươi như vậy tin tưởng ngươi làm thiên long đế quốc người muốn cải biến hiện trạng hiện tại xem ra đều là cầu thí Ngươi chính là ưu minh đế quốc gian tế. Ta, ta không đánh, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Vẹn vẹn một cái bại lộ, lập tức xuất hiện không ít đầu hàng tướng lĩnh, nhưng nên đón bọn hắn chính là một cái cự đại ưu minh thần trưởng, lấy xét đánh không kịp bưng thai hung hăng ép đi qua, đánh vào mình tướng lĩnh trên thân. Và anh, lựa chọn đầu hàng tướng lĩnh bị nổ bay ra ngoài, công kích chính là long làm thịt, hắn biểu lộ lạnh lùng nhìn về bọn hắn đảo mắt gian liền thanh lý mất những này muốn đầu hàng phản đồ một bộ phận. Long thể tướng đều không nghĩ tới, mình ngay lập tức sẽ bị buộc đi xứ ra một chiêu này, ban này thiên lôi lực lượng quá mạnh, để hắn cảm nhận được một cố cảm giác nguy cơ. Nếu là không lựa chọn tối cường công kích, vậy hắn căn bản là không có cách ngăn cản một chiêu này. Ai ngờ một chiêu này bại lộ mình, để bên này người biết mình là gian thế. Tất cả mọi người tại cùng trên một con thuyền, người đầu hàng chết các ngươi cảm thấy đầu hàng bọn hắn vẫn sẽ chọn chọn thu lưu các ngươi trở về long tể tướng phi qua một bên điều chỉnh khí tức trong người đồng thời lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn long tể tướng lời nói một câu đánh trúng nội tâm của bọn hắn liền xem như đầu hàng lại như thế nào có có thể được trọng dụng điểm ấy đương nhiên là không thể nào bọn hắn vĩnh viễn sẽ không nhận trọng dụng thậm chí còn nhận giám thị làm phản qua là không thể nào lại lại nhận trọng dụng càng sẽ không đạt được tín nhiệm. Nói trắng ra là, hết thể đều đã xong, lần này có thể làm phản, như vậy lần sau vẫn là có khả năng làm phản, bởi vậy không có khả năng trọng dụng. Lời nói này liền như là một chậu nước lạnh tưới nước mà xuống, để bọn hắn xuyên tim, xem ra đầu hàng không có ý nghĩa gì. Bỏ vũ khí xuống, lựa chọn đầu hàng, ta sẽ không truy cứu nửa phần. Nhâm Long âm thanh vang vọng cả cái khu vực, dùng hữu lực âm thanh nói ra, các ngươi bất quá là bị người cho mê hoặc ta biết trong lòng các ngươi hay là vì thiên long đế quốc cho nên chỉ muốn lựa chọn đầu hàng ta sẽ không truy cứu các ngươi bất cứ chuyện gì thành tâm tiếp nhận các ngươi trở về nhâm long đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này có thể lập tức liền suy yếu bọn hắn không ít binh lực điểm ấy làm sao có thể không vui nội tâm của hắn đích thật là nguyện ý tiếp nhận bọn hắn đầu hàng chỉ là sau này muốn trọng dụng bọn hắn là không thể nào nhưng vẫn là sẽ dành cho quyền lực nhất định, sẽ không triệt để đẩy vào lãnh cung. Dạng này có thể không kích thích sự phản bội của bọn họ chi tâm A, vẫn là muốn có chút thủ đoạn mới được. Nhâm Long lời nói để không ít đầu hàng tướng lĩnh trong lòng vui vẻ, Nhâm Long lời nói vẫn là rất có thể tin, trong mắt lập tức lóe lên hy vọng ánh mắt, bọn hắn còn thì nguyện ý đầu hàng. Nếu ai đầu hàng, ta người thứ nhất giết hắn. Long thể tướng băng lanh âm thanh vang vọng toàn trường, để những cái kia muốn đầu hàng, nội tâm đi theo lệnh lẽo, không dám lên tiếng nửa câu. Yên tâm đi, trước hết nhất sẽ chết là ngươi. Dịch Thiên Vân đã kéo căng dây cùng, nhắm ngay Long Tể tướng phóng xuất ra hàn băng chi nộ, thâu to hàn băng mũi tên xuyên qua mà ra, lập tức oanh kích đi lên. Lực lượng cuồng bạo không có chút nào ẩn tàng, cao tới 6000 vạn chiến đấu lực, nhất cử xuyên qua mà đi, cả thanh hàn băng thần cung đều ông ông tác hưởng, đã là đạt đến cực hạn hiệu quả. Tại cái này hàn băng thần cung bên trên, sinh ra thật nhỏ dạng nước, tiếp tục như thế dùng đi xuống lời nói, tất nhiên sẽ triệt để hư hao rơi. Bởi vì 6.000 vạn chiến đấu lực, đã là thuộc về cực hạn hiệu quả, tiếp tục đi lên vũ khí này liền không chịu nổi, cần cao hơn nữa phẩm cấp hàn băng thần cung mới được. Tuy nhiên 6.000 vạn chiến đấu lực, đã là tương đương nghịch thiên. Long thể tướng biến sắc, lần nữa vung ra tấn mánh nhất trưởng, lực lượng bạo phát đến cực hạn, đã vận hành lên U Minh Thần Quyết cùng U Minh Thần Trưởng, hung hăng hướng bên này hợp đến. Chiến đấu lực trực tiếp bạo đến hơn 57 triệu uy lực, đây coi như là hắn điên phong lực lượng. Hưu một tiếng, lập tức liền xuyên qua mà đến, đem cái này bàn tay khổng lồ cho quán xuyên, dây lát gian liền xuyên qua cái này bàn tay khổng lồ, đánh vào lòng tể tướng trên thân. Và anh, Long tể tướng thấp hừ một tiếng, người đều bị nổ bay ra ngoài, thân thể bị đông cứng một mảng lớn, nhưng bá đạo thiên long chi lực cấp tốc phóng xuất ra, muốn đem cái này hàn băng cho chấn vỡ rơi chỉ là lúc này hắn biến sắc sắc mặt đi theo đen xuống dưới thí long độc long tể tướng sắc mặt đại biến hắn không nghĩ tới đối phương sẽ có thí long độc dịch thiên vân biết công kích này không thể miễu sắt long tể tướng nếu là long tể tướng dễ dàng như vậy bị giết chết vậy thì không phải là long tể tướng bởi vậy hắn liền dùng tới thí long độc trước đó bạo không ít thí long độc lập tức liền dung nhập tại hàn băng mũi tên bên trong tại đánh chúng về sau, loại kịch độc này lập tức liền thấm vào, bắt đầu đối long tể tướng lực lượng tiến hành điên cuồng áp chế. Vào lúc này, một đạo quang trụ ẩm vang từ sau lưng của hắn đánh thẳng tới, hướng hắn bên này bao khỏa mà đến, hết thể đều quá đột nhiên, cũng không biết phát sinh thứ gì. Không biết bao lâu, quốc sư đã xuất hiện tại dịch thiên vân phía sau, tiến hành hoàn mị đánh lén. Tại cách đó không xa trôi lơ lửng trên không trung quốc sư biểu lộ băng lãnh nhìn lấy bên này, lại có hai cái quốc sư. Tuy nhiên dịch thiên vân biến mất tại chỗ, sau một khắc liền xuất hiện ở quốc sư phía sau, hồng long thần thương xuất hiện ở trên tay của hắn, nhắm ngay quốc sư bỗng nhiên xuyên qua mà đến. Phốc thử! Hồng long thần thương quán xuyên quốc sư thân thể, bắt hắn cho trọn tại trong giữa không trung. Các ngươi những người này, đậu một chút lại làm đánh lén, ta còn kém chút chúng chiêu. Dịch thiên vân lạnh lùng nhìn lấy bị mình nhấc lên giữa không trung quốc sư, cái này thật đúng là có chút đột nhiên, nếu không phải hắn có thuấn di đều bị công kích chúng. Chương 413, Quốc sư bạo phát. Quốc sư đánh lén, ngược lại mình bị công kích, cái này đột nhiên tình huống để không ít người đều không kịp phản ứng. Bọn hắn trước đó đều cảm thấy dịch thiên vân sẽ bị công kích chúng, ai biết sau một khắc liền đi tới quốc sư phía sau phản kích, đều không biết phải làm sao đến. Sao, làm sao có thể quốc sư trong mắt tràn đầy ánh mắt bất khả tư nghị, hết thể đánh lén đều thuận lợi như vậy, mà lại phi thường ẩn ngốc, ai biết vẫn là thất bại, hết thể đều quá quỷ dị. Đảo mắt gian người liền giết tới phía sau, còn cần hồng long thương quán xuyên thân thể của hắn, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Chết! Dịch thiên vân bỗng nhiên bốn éo động, trong tay hồng long thương cực tốc thay đổi, một cố cuồng bạ bá, phách, hồn hướng bốn phía khuyết tán mà đi, đem người quốc sư này cho chấn vỡ thành mấy khối. Tuy nhiên tại rơi trên mặt đất lúc, phát hiện một điểm vết máu đều không có, nhìn thấy vẹn vẹn mấy khối một đầu, con rối, khôi lối thuật. Nhưng thắng ở tùy tâm sở dục không chế, mà lại không có bất kỳ cái gì khí tức, rất khó phát hiện nó tồn tại. Nói trắng ra là, chân chính quốc sư còn ở phía xa, dịch thiên vân giết chết bất quá là cái con rối, Khôi lỗi thuật à, khó trách ta không có cách nào phát giác được nửa điểm khí tức, kém chút liền bị đánh lén thành công. Dịch thiên vân sầm mặt lại, mình tại cùng long tể tướng so đấu lúc, không có chút nào phát giác được cái này khôi lỗi tới gần, chỉ có tại công kích dây lát gian mới biết được. Khi đó cái này khôi lỗi đã bố trí tốt đại trận, hung hăng đánh lén hắn một thanh, cũng may hắn có thuần gì, không phải vậy thật đúng là bị đánh trúng. Lúc này phun ra cổ sáng kia hướng mặt trước bao phủ tới, cho đến tất cả mọi người biến thành cho tàn, mấu chốt còn có giam cầm lực lượng ở bên trong, nếu như bị trúng đích, Thật sự chính là sẽ bị khốn trụ đều nói không chính xác. Lực lượng này, chẳng lẽ là Nazi? Xa xa quốc sư nội tâm nhấc lên như sóng to gió lớn, chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn, mình tỉ mỉ bày kế mưu kế, cứ như vậy bị phá hết. Tuy nhiên mình tỉ mỉ chế tắc con dối, cứ như vậy bị phá hư hết, nội tâm càng là tương đương tích huyết. Trong đầu truyền đến như tê liệt cảm giác, để sắc mặt hắn càng thêm tái nhận con dối cũng không phải là dễ dàng như vậy chế ra, cần các loại chân quý tài liệu, cộng thêm linh hồn của mình, mới có thể chế tạo ra. Nếu là con dối chết rồi, cái kia một điểm linh hồn bị phá hư về sau, hắn đồng dạng nhận nhất định trên linh hồn trọng thương, thương tổn còn là rất lớn. Chỉ là so với thương hại kia, hắn càng để ý cái này na gì, dây lắc gian liền biến mất ngay tại chỗ, để hắn thấy rất rõ ràng. Cái này, cái này sao có thể? Thất bại ngã trên mặt đất long tể tướng trong mắt đồng dạng tràn ngập không thể tin được vốn cho là hết thể đều thuận lợi như vậy chỉ cần nhẹ nhõm đánh chết dịch thiên vân như vậy hết thể đều không có vấn đề ai biết vẫn là thất bại triệt để thất bại xem ra là nên lúc kết thúc đến dịch thiên vân ánh mắt lạnh lẽo một cỗ hắc khí từ thể nội phóng thích mà ra sau một khắc hắn liền biến thành một đầu dài đến trăm mét tà long hướng mặt trước gào thét mà đi đột nhiên xuất hiện biến hóa càng là rung động tất cả mọi người một đầu càng thêm cự đại tà long xuất hiện lúc tại trong tầm mắt của mọi người tựa như là bầu trời bị che lại để một khu vực đại địa một mảnh đen kịt trước mắt ngoại trừ nhâm long bên ngoài những người khác chưa từng gặp qua hắn biến thành cái này cự đại tà long vì thế nhâm chỉ nhu nhìn thấy dịch thiên vân biến thân làm cái này một đầu tà long lúc đều thật sâu vì thế cảm thấy chấn kinh đôi mắt đẹp trợn tròn lên công kích đều hơi dừng lại dưới nhưng rất nhanh lại tiếp tục công kích, ngăn cản tuân gia địch nhân đi lên. Giống. Dịch thiên vân phát ra đình thai nhức góc tiếng long ngầm, một thanh liền nhào về phía ngã trên mặt đất chúng độc long Thể tướng, long chảo lật một cái, liền hướng long tể tướng bên này để ép xuống. To lớn long chảo tựa như là một khỏa dáng xuống thiên thạch, bốn phía đều cuốn lên từng đợt khí lãng, bắt hắn cho triệt để khóa chặt lại, không thể trốn đi đâu được. Long thể tướng sắc mặt tái nhợt, vội vàng đứng lên chạy trốn, chúng thi long độc về sau, lực lượng của hắn trên diện rộng hạ xuống, còn chính giữa dịch thiên vân công kích, không cách nào cấp tốc thoát đi mà đi. Quốc sư, cứu ta! Long thể tướng hoảng sợ quát to lên, trước đó huy nghiêm không còn sót lại chút gì, mặt đối tử vong sợ hãi, long thể tướng chỉ có thể vùng mặt mũi đến kêu cứu. Sau một khắc, quốc sư cấp tốc bay tới, hướng vượt trên tới long chảo ném ra mấy trường thần văn, cấp tốc trên không trung xuất hiện một cái đại trận, chớp mắt gian liền tạo thành một cái cự đại hộ cháo, hướng bên cạnh bao phủ tới. Bành! Dịch thiên vân long chảo che xuống lúc, hơi bị ngăn cản dưới, hắn cự đại mắt rồng bên trong lóe ra lênh quang, phá cho ta. Bành! Long chảo ép xuống, bên chắc không thể phá được hộ cháo ngạnh sinh sinh bị đẻ nát, đi theo tiếp tục hạ thấp xuống đi, căn bản không có kéo tới một giây đồng hồ thời gian, cái này nhìn rất kiên cố hộ cháo, cứ như vậy bị đẻ nát. Không phải cái này hộ cháo quá yếu, mà là dịch thiên vân quá mạnh. Tại toàn diện bạo phát phía dưới, chiến đấu lực cao tới bảy ngàn tám triệu chiến đấu lực. Đây là trước mắt hắn không có thiêu đốt tinh huyết tình huống dưới, có khả năng bạo phát đi ra cực hạn thủy chuẩn. Lực lượng này đủ để nghiền ép hết thảy, bao quát quốc sư. Hắn không muốn tiếp tục kéo kéo xuống, tại do xét phía dưới hư thực về sau, chính là lấy trạng thái mạnh nhất chấn áp mà xuống, chính thức kết thúc cuộc chiến đấu này. Quốc sư biến sắc mình ném ra ngoài thần văn thậm chí ngay cả một cái hô hấp thời gian đều kiên trì không đến lực lượng này nằm ngoài dự đoán của hắn bất quá hắn đã đi tới long tể tướng bên người ôm chặt lấy hắn liền nhanh chóng hướng bên cạnh bay thật nhanh mà đi chỉ là cái này lòng trảo đã che xuống tại thời khắc này không cách nào chạy ra cái này phạm vi công kích mở cho ta quốc sư nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân buộc phát ra kim sắc con mang nguyên bản toàn thân bao trùm lấy y hề phục lập tức biến thành cho tản, đi theo vô số thần văn ra trên người bây giờ. Mỗi cái thần văn đều lập lòe ra kim sắc quan mang, dây lát gian liền khởi động cái này một cỗ lực lượng, tại kích phát chỗ có thần văn tiềm năng về sau, lực lượng cấp tốc tăng lên, lực lượng lập tức liền nổ tung. Toàn thân nâng lên đến một đại khối, cả người biến lớn một hai lần, từ nguyên bản một thước tám mươi mấy thân cao, lập tức biến thành cao hơn ba mét, tựa như là cái tiểu cự nhân. Bành trướng bắp thịt, nhìn mười phần khủng bố, nhưng nhìn mười phần hữu lực nói. Trong tay nhiều hơn một thanh trường đao, dài đến hơn 3 mét, thô to trên thân đao đồng dạng khắc đầy thần văn, thượng phẩm thánh khí cấp bậc trường đao, cứ như vậy ra hiện trong tay hắn. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn tới, trong hai con ngươi đồng dạng in dấu lấy kim sắc thần văn, chợt nắm chặt trường đao đi lên vung đi lên. Phá thần. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, sau lưng xuất hiện một cái vũ thần hư ảnh, trong tay đồng dạng nắm lấy bá đạo trường đao, cùng nhau vung lên trường đao trong tay. Ông! Một đạo dài đến rộng vài chục thức đao mang quét tới, tựa như một vầng minh nguyện. Bá đạo đao mang, bắn ra tới năng lượng, có thể chạm phá hư không. Một đao này lực lượng, nghiễm nhưng đã đạt đến hơn 84 triệu chiến đấu lực, có thể nói đem một cái hư linh kỷ lục tầng tu vi phát vung tới cực hạn, càng là đem trên người thần văn thả bỏ vào cực hạn. Dây lát gian chiến đấu lực, vượt qua dịch thiên vân chương bốn trăm mười bốn không đầu hàng người giết bá đạo đao mang như là vũ thần chém ra tới nhất đao chạm phá thương khung cái này có thể nói quốc sư đem hết toàn lực lực lượng tầng tầng điệp ra phía dưới cao tới tám mươi triệu chiến đấu lực thật sự là kinh người toàn thân thanh khí cộng thêm toàn thân thần văn dẫn bạo đi ra làm sao lại kém cỏi phệ thiên dịch thiên vân hoàn toàn không có tránh thoát ý tứ tiếp tục dùng long trào ép xuống, trên bàn tay xuất hiện cái cự đại lỗ đen, hướng mặt trước thôn phệ mà đi, nhưng quốc sư sức mạnh bùng lên quá mạnh, căn bản là không có cách thôn phệ hết, chỉ có thể thôn phệ hết một chút xíu năng lượng, còn lại phía dưới tiếp tục đi lên chém tới. Rốt cục cả hai chính thức nên kích ở cùng nhau, bá đạo đao mang đánh thẳng tới, đem hắn đè xuống long trào cho đụng vào, phát ra cả cả tiếng vang, giống như là kim loại cùng kim loại gian và chạm phát ra tiếng vang, Nghe tới 10 phần trói thai, Dịch Thiên Vân cảm nhận được trong tay truyền đến một trận nhói nhói, đao mang này đã muốn phá vỡ phòng ngự của hắn, nhưng hắn vẫn là gắt gao đè xuống, muốn đem đao mang này đè bạo. Chỉ là lực lượng này so với hắn hiện tại muốn mạnh hơn một đoạn, coi như lực phòng ngự kinh người, đều không cách nào nhẹ nhõm đè xuống. Đợi hắn muốn thiêu đốt tinh huyết lúc, một tiếng thanh âm thanh thúy tại vang lên bên thai. Đốt, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân thành công đột phá đến hóa đan kỳ đỉnh Phong Tu Vi. Trong nháy mắt này, chiến đấu lực lập tức liền tăng vọt đi lên, từ 7.800 triệu chiến đấu lực, tiêu thăng đến 8.500 triệu chiến đấu lực. Vẹn vẹn một cái cấp độ, liền tăng lên 600 vạn chiến đấu lực. Từ hóa đan kỳ cựu tăng đột phá đến hóa đan kỳ đỉnh Phong Tu Vi, tăng lên 7150 000 chiến đấu lực, sau đó tại 8 lần điền cuồng hình thức phía dưới, dây lát gian biến thành 600 vạn. Điệp ra tại nguyên có sức chiến đấu vậy thì biến thành 800 năm trăm ngàn chiến đấu lực, triệt để lấn át quốc sư công kích. Bạo cho ta. Và vâng. anh. Dịch thiên vân long chảo hung hăng bóp, đao mang này ngạnh sinh sinh bị hắn cho bốc nát, biến thành điểm điểm tinh quang. Tuy nhiên bởi vì cái này giảm sóc lực lượng, quốc sư đã mang theo long tể tướng chạy trốn tới bên cạnh đi, thấy cảnh này lúc đều nội tâm đều run rẩy dưới. Bá đạo như vậy một chiều, cứ như vậy bị bốc nát, khoảng chừng long chảo bên trên lưu lại một đạo hơi sâu chút vết thương, cũng không có đem toàn bộ long chảo chém thành hai đoạn, cường hãn lực phòng ngự có thể thấy được lồn đốm. Ta long sáo trang gấp 20 lần lực phòng ngự hiệu quả, cũng không phải là đùa giỡn, nhất là hắn tu vi tăng lên phía dưới, hiệu quả càng thêm rõ ràng. Nếu là hắn tu vi không tăng lên, long thần huyết mạch những này không có cường hóa, vậy cái này gấp 20 lần hiệu quả không có quá nhiều ý nghĩa như vậy cũng tốt so lực phòng ngự chỉ có một điểm, gấp 20 lần liền 20 điểm, căn bản cũng không có ý nghĩa. Cho nên hắn có thể ngăn cản công kích này, rất lớn trình độ ở chỗ dịch thiên vân tu vi tăng lên, đổi lại trước đó tu vi thấp một chút, thật đúng là bị chém thành hai đoạn. Không hổ là quốc sư, lực lượng này bạo phát đi ra về sau, sợ là đều có thể sánh ngang phổ thông hư linh kỳ 78 tầng trở lên thủy chuẩn. Dịch thiên vân xoay đầu nhìn về phía bên trên quốc sư, nội tâm nhiều hơn mấy phần rung động. Vượt cấp chiến đấu ý tứ là thủ đoạn phong phú, không ngừng trồng cộng vào, lực lượng liền sẽ có tăng lên trên diện rộng. Bởi vậy lúc đầu phán đoán là nhất không chuẩn, không phải chỉ có hơn 1.000 vạn chiến đấu lực, cũng chỉ có thể tuân ra 2-3.000 vạn mà thôi, toàn bộ bạo phát đi ra, thậm chí khả năng đạt tới 5-6.000 vạn trở lên. Tỷ như một đống lớn thánh khí vung ra đến, chiến đấu lực có thể không nổ tung. Dịch thiên vân nội tâm rung động, đối phương làm sao nội tâm không phải tràn đầy rung động đánh giáp lá cả phía dưới lực lượng của hai người lập tức hiện ra đi ra lẫn nhau gian lực lượng đều là bá đạo như vậy lực lượng này quá cường hãn đến tột cùng là từ đâu xuất hiện quái thai quốc sư ánh mắt lạnh lẽo chật nghĩ đến một việc nhiều như vậy điệu long chẳng lẽ trước đó long tướng quân thậm chí phong tướng quân bọn họ đều là hắn giết chết bên trên long tể tướng sắc mặt chìm đến thung lũng chuyện này hắn đương nhiên biết nhiều như vậy hư linh kỳ cường giả bị giết, rất có thể đúng vậy trước mắt cường giả gây nên. Bây giờ cường giả này lại là đứng tại thiên long đế quốc bên kia, rất có thể đúng vậy thiên long đế quốc phái đi ra hỗ trợ. Không nghĩ tới các ngươi thiên long đế quốc, còn có như thế át chủ bài, đây là chúng ta sai lầm. Quốc sư ánh mắt băng lãnh, toàn thể rút lui. Quốc sư không có lựa chọn được. Chỉ có thể lựa chọn rút lui, long thể tướng thân chúng kịch độc, sức chiến đấu cùng quốc sư đánh cái thế hòa không phân thắng bại cái này đã đợi tại bọn hắn thua thế hòa không phân thắng bại chẳng khác nào thua nhất là đối với phe tấn công mà nói đối phương có cự long có thiên long bí bảo cái này còn thế nào chơi ngoại trừ rút lui bên ngoài bọn hắn không có lựa chọn nào khác tại một tiếng lệnh dưới sở hữu binh lính đều cấp tốc rút lui trở về quay người liền hướng sau bỏ chạy hận không thể mình nhiều sinh một cái chân có thể nói có thể chạy bao nhanh liền chạy bao nhanh giết ra tới những binh lính kia có thể nói là giết đỏ cả mắt tiếp tục truy kích mà lên vứt bỏ vũ khí ngồi chồm hổm trên mặt đất không giết không đầu hàng người giết dịch thiên vân hô to một tiếng ra hiệu bọn hắn không muốn chạy trốn có thể đầu hàng vậy thì đầu hàng không đầu hàng cái kia chính là giết tại cái này long ngâm phía dưới không ít binh lính chân phía dưới mềm lún đều nhao nhao quỳ dạp xuống đất đem vũ khi ném về phía một bên cũng không dám lại chạy trốn bọn hắn cũng không muốn chết ở chỗ này đầu hàng chí ít còn có một cái mạng có thể sống nếu là không đầu hàng cái kia thật là một con đường chết lập tức số lớn binh lính nhao nhao quỳ dạm xuống đất trốn đều không trốn đây quả thật là binh bại như núi đổ nhất là từ dịch thiên vân trong miệng nói ra được lời nói có tuyệt đối uy nghiêm để không ít người đều kinh hồn táng đảm dịch thiên vân lực lượng bọn hắn đều được chứng kiến, cho nên hắn mở miệng nói chuyện, khẳng định là đều e sợ, nhất là đằng sau câu nói kia, không ai sẽ hoài nghi hắn làm không được. Đang giống ra lời này về sau, dịch thiên vân thân thể vốn éo, cấp tốc liền đuổi theo, âm thanh lạnh lùng nói, ta để cho các ngươi đi rồi hả? Bỏ mặc hai người chạy trốn, chẳng khác nào phóng hổ quy sơn, làm sao có thể để bọn hắn chạy trốn đâu? Thân thể vốn éo nhất hạ, dây lắt gian liền đuổi theo, phương diện tốc độ so với quốc sư đều muốn mau hơn một chút, chủ yếu là hắn có được phượng hoàng chi dực, tốc độ tăng lên gấp 2 trở lên, tự nhiên năng đủ đổi kịp. Cho dù là hóa thành tà long, như cũ có thể có phượng hoàng chi dực tăng thêm, cái này không có nửa điểm xung đột. Cơ hồ là dây lắc gian, liền đuổi tới bọn hắn phía sau, mở ra miệng lớn đúng vậy phun ra màu đen quang trụ, hướng mặt trước xuyên qua mà đi. Đáng chết! Quốc sư sắc mặt khó coi, trở tay đúng vậy bỗng nhiên đánh ra nhất trưởng, U Minh thần trưởng bị hắn thi triển mà ra, uy lực bên trên so với Long Tể tướng lực lượng muốn mạnh hơn một mảng lớn, nhưng đối mặt Dịch Thiên Vân công kích, vẫn như cũ là lộ ra yếu ớt như vậy, bàn tay khổng lồ bị nhẹ nhõm xuyên qua, một thanh đánh vào hai người bọn hắn trên thân. Vâng. Hai người bọn hắn từ không trung rơi xuống, bay một tiếng, cho ném ra cái hố to. Đi theo một bóng người từ trong hố lớn bắn lên, chính là người quốc sư kia trên người hắn bị tà long chi khí ăn mòn đi vào, lộ ra toàn thân một mảnh đen kịt, thân thể kim mang lấp lóe, bọc lại toàn thân hắn, tựa hồ đốt lên một tấm thần phủ, bao phủ lại mình. Sau một khắc tốc độ tăng vọt mấy lần, dây lát gian liền biến mất tại trước mắt, hướng chân trời bỏ chạy, ném hạ long tể tướng quản đều mặc kệ. Quả nhiên đại nạn lâm đầu riêng phần mình phi, quốc sư mang không đi long tể tướng. Chỉ có thể lựa chọn mình trước chạy trốn. Chương 415, khen thưởng gấp bội. Thiên tốc thần phù. Dịch thiên vân nhìn thấy cái kia thoát đi đi ra quốc sư, sầm mặt lại, không có nghĩ tới tên này còn có thiên tốc thần phù. Đây chính là thần văn tông sư mới có thể khắc đồ chơi. Có thể dây lát gian gia tăng mấy lần tốc độ, tuy nhiên chỉ có thể tiếp tục một lát thời gian, nhưng đầy đủ chạy trốn. Chỉ là cái đồ chơi này có rất lớn khuyết điểm, cái kia chính là dẫn người chạy trốn, tốc độ sẽ hạ xuống hơn phân nửa, hiệu quả không thể nghi ngờ là giảm bớt đi nhiều nếu không quốc sư liền sẽ không ném hạ long tể tướng mặc kệ, tiếp tục đợi ở chỗ này, mình tính mạng còn không giữ nổi, còn thế nào quản người quốc sư này. Long ca, ta sẽ báo thủ cho ngươi. Quốc sư hô to một tiếng, cấp tốc biến mất tại chân trời. Tại chạy trốn trước, vẫn không quên ném câu nói tiếp theo, xem ra bọn hắn cảm tình cũng không tệ lắm. Chỉ là tại thời khắc nguy cấp này, không làm như vậy, hai cái cũng đừng hòng đi. Giờ này khắc này, Long tể tướng nằm tại trong hồ lớn, toàn thân đều bị tà long lực lượng ăn mòn nhập thể nội, càng là có thí long độc không ngừng ăn mòn, hắn căn bản không có cách nào chạy trốn. Khu 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 long tể tướng kịch liệt ho khan, nhìn lên trời không rơi xuống dịch thiên vân, trong mắt một mảnh tuyệt vọng, là ta thua, là ta thua. Hắn thua mười phần triệt để, mang theo nhiều như vậy trợ thủ tới, đại bộ phận đều chết tại nơi này. Bây giờ hắn càng không cách nào chạy trốn, nội tâm đã triệt để tuyệt vọng. Dịch Thiên Vân rơi xuống, từng bước một đi đến Long Tể Tướng bên người, lánh lánh nhìn lấy hắn nói ra, vốn là muốn giết người, bất quá vẫn là đem ngươi giao cho nhậm đại ca đến xử lý đi. Lúc này nhâm Long cùng nhâm chỉ nhu bọn hắn đều bay tới, toàn thân vết máu, không phân biệt được những cái kia là chính bọn hắn, những cái kia là địch nhân tướng lĩnh. Bọn hắn chém giết tướng lĩnh cũng không ít, cũng không có đần độn ở bên cạnh nhìn. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này sát chết khắp nơi, huyết dịch đều nhuộm đỏ phiến đại điệu này chiến đấu là chiến thắng nhưng không có quá nhiều vui sướng có chính là trầm thống dù sao đại bộ phận đều là nguyên bản thiên long đế quốc người tuy nhiên đáng hận nhưng ở cái này giật dây phía dưới bọn họ đều là phá hôi thôi long hồn thiên uổng chúng ta đợi ngươi như hôn thúc không nghĩ tới lại là cái gian thế cho chúng ta thiên long đế quốc tạo thành lớn như vậy thương tổn nhâm long lạnh lùng nói hôm nay là tử kỳ của ngươi ta muốn bắt ngươi đến tế thiên, nếu không có lỗi với thiên long đế quốc sở hữu hoan hồn. Ha ha ha, là các ngươi quá ngu. Khu khu khu, giết ta đi, lần này là ta thua. Tuy nhiên lũ minh sẽ không bỏ qua các ngươi. Long thể tướng ho khan không thôi, huyết dịch đều bị ho ra không ít, nhưng hắn vẫn là duy trì mỉm cười, ta lớn nhất sai lầm. Vẫn là tại tại phán đoán sai lầm thực lực của các ngươi, không nghĩ tới sẽ có mạnh như vậy ngoại viên khu khu cụ thua không cam lòng nói đến phần sau hắn lớn giống lên u minh đế quốc nhiều như vậy lực lượng cường hãn vẹn vẹn mang một cái quốc sư tới lại là gặp phải toàn diện tình huống bình thường dưới đối phó bọn hắn mang quốc sư tới liền đã để mắt bọn hắn ai ngờ có thêm một cái dịch thiên vân chi bị chi kỷ mới có thể bách chiến bách thắng nhưng long tể tướng đối dịch thiên vân sự tình hoàn toàn không biết gì cả ai có thể nghĩ tới sẽ có như thế nghịch thiên tồn tại nghiên tính và tính vẫn là tính sai một chỗ, vẹn vẹn chỗ này liền trở nên cả bàn đều thua. Yên tâm, coi như U Minh Đại Đế không buông tha chúng ta, ta đồng dạng sẽ không bỏ qua hắn. Nhâm Long âm thanh lạnh lùng nói, ta Nhâm Long thể với trời, nhìn thấy U Minh Đế quốc người, nhất định giết không tha, đến bao nhiêu liền giết bao nhiêu, không tiếp thụ bất luận cái gì đầu hàng, toàn bộ phải chết. Nhâm Long triệt để nổi giận, U Minh Đế quốc bá đạo để bọn hắn nội tâm sợ hãi, còn phái ra trong đó gian tới, lừa bị bọn hắn. Đi qua tỉ mỉ sách lược về sau, chết để lừa gạt tín nhiệm của bọn hắn, đưa đến kết cục đúng vậy như thế, để thiên long đế quốc lâm vào trong nguy cơ, càng trở nên sung dốc. Chính như long tể tương nói, chỉ có thể nói bọn hắn ngu. Điểm ấy nhâm long nhận, nhưng từ hôm nay trở đi, hắn sẽ càng cường lực lượng, đối phó u minh đế quốc. Ha ha ha. Tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, thật sự là khẩu khí thật là lớn. Khu khu cụ. U minh đế quốc lực lượng, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Long thể tướng nết miệng cười ha hả, đứng trước sắp đến chết đi, hắn tựa hồ triệt để bùng ra, không thèm để ý sinh tử của mình. Phốc thử. Một đạo kiếm quang đâm xuống dưới. Đâm vào trên người hắn, chính là nhâm long xuất thủ. Yên tâm, lại thế nào vượt qua tưởng tượng, ta đánh bạc cái mạng này, đều muốn cùng U minh đế quốc là địch giết tới sau cùng một binh một tốt, đều muốn chống cự các người U Minh đế quốc. Nhâm Long ánh mắt băng lãnh, đại đế uy nghiêm phóng thích mà ra. Đi theo hắn hướng bên cạnh vạch một cái, phốc phốc một tiếng, Long thể tướng đầu triệt để tách ra, mở to hai mắt nhìn chết không nhắm mắt. Đốt, thành công đánh giết Long thể tướng, lấy được kinh nghiệm 64 triệu điểm, thu hoạch được điên cuồng giá trị 50.000 điểm, điểm tờ cờ 5.000 điểm. Thu hoạch được võ học U Minh thần quyết, U Minh thần trưởng thu hoạch được vật phẩm long thần huyết mạch, tứ phẩm, thiên long chiến Giác, thượng phẩm thanh khí, thiên long thần kiếm, thượng phẩm thanh khí, thiên long chiến hoa, thượng phẩm thanh khí, u minh thiên sách, hi hữu, u minh thông đạo đồ, hi hữu. Lập tức tuôn ra không ít thứ, điểm kinh nghiệm càng là điệp ra đến bạo, chỉ là không có vượt cấp chiến đấu khen thưởng. Rõ ràng hệ thống cảm thấy long tể tướng tu vi không đủ mạnh hung hãn, mới không có cái này vượt cấp khen thưởng lúc này chung quanh đều là vô cùng an tĩnh mảng lớn binh lính đều nhìn về bên này tới hết thể đều nghe theo chỉ thị của bọn hắn đem ưu minh binh lính của đế quốc đều cho thanh lý mất nhâm long lạnh lùng nói trốn a à. lúc này u minh binh lính của đế quốc nhanh chân liền chạy đầu hàng không giết đối bọn hắn mà nói vô hiệu bọn hắn đều bị hận đến thực chất bên trong cho dù là bọn họ không phải chủ mưu chỉ là con pháo thí đều muốn bị triệt để thanh trừ hết dị tộc tất chu, nhất là đối phương xác thực giết mình bên này không ít người, còn rất ác. Nhất thời gian tiếng kêu thảm thiết không ngừng, đại quy mô giết chóc tiếp tục tiếp tục bên trong. Tuy nhiên không có tiếp tục quá lâu thời gian, sở hữu u minh binh lính của đế quốc đều bị thanh lý đi, lưu lại đúng vậy vô số cỗ thi thể, mười phần thê thảm. Đốt, thành công hoàn thành trợ giúp đế quốc thần nữ ngăn cản long tể tướng xâm lấn nhiệm vụ 2, đánh lui khen thưởng thu hoạch được 5.000 vạn điểm kinh nghiệm, trăm 000 điểm điền cùng giá trị đế Quốc độ Thiện cảm gia tăng 50 bởi vì thành công đánh giết long Tể tướng khen thưởng gấp bội đốt thu hoạch được 100 triệu điểm kinh nghiệm 200.000 điểm điền cùng giá trị đế quốc độ Thiện cảm gia tăng 100 lập tức sở hữu số liệu gấp bội xếp 100 triệu kinh nghiệm dây lát gian liền còn lại phía dưới mấy ngàn vạn liền có thể thăng cấp cái này thăng cấp tốc độ chi khoái làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tiếp tục tiếp tục như thế đột phá đến hư linh cấp bậc cũng không phải là việc khó gì. Bây giờ đều đã đủ nghịch thiên, nếu là đột phá đến hư linh kỳ đâu. Chương 416, Thỉnh Cầu Cái này chiến cục rốt cục lắng xuống, thiên long đế quốc bên này đại hoạch toàn thắng, tin tức này dây lát gian tại toàn bộ thiên long đại lục truyền ra, càng là truyền vào thiên cảnh đại lục, còn có u minh đại lục, đều đối với cái này cảm thấy mười phần chấn kinh. Nhất là tại quốc sư chỉ huy dưới, còn bị đánh cho chạy chối chết, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Quốc sư thế nhưng là U minh đế quốc đệ nhị người cường hãn, cứ như vậy bị đánh đến chạy chối chết, không biết thiên long đế quốc sẽ có dạng gì lực lượng. Bất quá vẫn là có rất kình bạo tin tức hướng bốn phía truyền ra, tỉ như có ba người có thể khống chế thiên long bí bảo, trong đó còn có một người có thể biến thành cự long, chuyện này vẫn là bị truyền ra. Truyền ra ngược lại là không có gì, thậm chí càng chuyển càng khen trương, đến đằng sau bị nói thành có mấy chục người có thể khống chế thiên long bí bảo còn có long tộc làm chỗ dựa triệt để đem thiên long đế quốc cho thần thoại nói đến phi thường khoa trường đem thiên long đế quốc đều nói so u minh đế quốc muốn mạnh hơn một mảng lớn thủ tiêu u minh đế quốc không có bất kỳ cái gì áp lực lời này liền nói đầy đủ khoa trương tuyệt đối có thể đem u minh đế quốc cho tức nổ tung trên thực tế đích thật là bị không gờ tờ sai tiểu thuyết tức nổ tung tại quốc sư sau khi trở về, U Minh Đại Đế triệt để nổi giận, so di vãng đều muốn phẫn nộ mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần. Long đệ hắn chết. U Minh Đại Đế tức giận không thôi, song quyền nắm chặt, nội tâm có thể nói là phẫn nộ tới cực điểm. Toàn thân phóng xuất ra lực lượng kinh khủng, đúng vậy chứng minh tốt nhất, có thể nói kiểm chế tới cực điểm, còn có một chút toát ra đến. chung quanh mặt đất đều bị cái này cố lực lượng kinh khủng chấn động phải xuất hiện ra nước, khối vụn bay thẳng còn muốn đè nén không ít, không phải vậy chung quanh phiến khu vực này đều bị khí thế kia đè phát nổ, người phía dưới mặt lộ vẻ hoảng sợ, bọn hắn rất lâu chưa từng gặp qua U Minh Đại Đế tức giận như thế. Đúng, là thuộc hạ bất lực, đối phương lực lượng quá mạnh, hoàn toàn ép không qua, coi như bạo phát ra tất cả lực lượng, đều không thể ngăn cản công kích của đối phương. Quốc sư sắc mặt tái nhợt, nhìn so với trước đó càng thêm không có huyết sắc, nhất là từ khí tức lên cảm ứng, rõ ràng cảm giác so trước đó phải yếu hơn một mảng lớn. Người đem hết toàn lực, đều không thể đối kháng hắn. U Minh Đại Đế trong mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc, quốc sư thực lực mạnh cỡ nào, hắn vẫn là vô cùng rõ ràng, dạng này đều không có cách nào đối phó, cái kia mang ý nghĩa đối phương mạnh lên rất nhiều. Đúng, tuy nhiên rất lớn trình độ ở chỗ ta chuẩn bị không đủ, càng là lơ là sơ suất, bị hắn cho trong công kích, linh hồn có chỗ bị thương. Quốc sư hổ thẹn nói, bằng không, ta đều có thể mang theo Long Ca trở về. Hắn thật sâu thở dài, trong mắt tràn đầy hổ thẹn, nhưng thật sự là hắn là tận lực. Ta đã biết, xem ra lần này đến tự mình xuất động U Minh Đại Đế đứng dậy, trong mắt tràn đầy lửa giận. Đại Đế, cái này, cái này tuyệt đối không được a. À? Nếu là ngài xuất động, chúng ta nơi này coi như loạn. Quốc sư biên sắc, vội vàng khuyên can nói. Nhưng là như thế này, ai có thể vì Long Đệ báo thủ? U Minh Đại Đế trong mắt tràn đầy sắc ý, hắn nhưng là đệ đệ của ta, đệ đệ ta chết rồi, ta ngồi ở chỗ này không đi giúp hắn báo thủ, xứng đáng hắn a. À. Long Tể Tướng là U Minh Đại Đế thân đệ đệ, lời này truyền đi tuyệt đối nhất lên sóng to gió lớn, phái ra cái gian tế ra ngoài, lại là U Minh Đại Đế đệ tử đệ, cái này thủ bút không thể bảo là không lớn. Ngàn vạn muốn ngăn chặn, ngài còn kém một bước cuối cùng, liền có thể thu hoạch được lực lượng của Minh Long, chỉ cần có thể thu hoạch được cố lực lượng này, thiên long đế quốc còn không phải dễ như trở bàn tay. Quốc sư khuyên can nói, còn kém một chút là có thể, đại đế không nên vọng động. Đúng vậy à, đại đế không nên vọng động, chỉ cần đột phá đến lực lượng của Minh Long, mảnh này thiên hạ chính là chúng ta U Minh đế quốc. Từng cái đại thần bắt đầu khuyên nói đến, ra hiệu U Minh đại đế không nên vọng động. Đáng chết, Long đệ U Minh đại đế lắc lắc đầu, trầm giọng nói, nếu không phải long đệ nói muốn hoàn hảo không chút tổn hại mang tới thiên long đế quốc ta đã sớm tự mình xuất lĩnh lấy u minh đại quân giết đi qua liền xem như thiên long đế quốc đều không thể ngăn cản ta u minh đại quân cái này bọn hắn đều trầm mặc lúc trước long tể tướng chui vào chính là vì hoàn hảo không chút tổn hại lấy phía dưới thiên long đế quốc u minh đế quốc là rất cường hãn nhưng cầm hạ thiên long đế quốc giống như mình sẽ trở nên nửa tàn đối với u minh đế quốc rất bất lợi bởi vậy mới có kế hoạch này ai ngờ xuất hiện điểm biến cố dẫn đến đại bộ phận đều chết tại cái kia thật sự là làm cho người chấn kinh ai có thể nghĩ tới đâu từng cái đều coi là kế hoạch chu toàn đều cảm thấy thiên long đế quốc không có lực lượng cường hãn tùy thời đều có thể công hãm trên thực tế lại là ngoài tất cả mọi người dự liệu nửa đường giết ra cái siêu cấp cường giả hơn nữa còn là một người có thể địch tất cả mọi người siêu cấp cường giả điểm ấy là chúng ta sơ sót, nhưng lần này tuyệt đối sẽ không sơ sẩy, chỉ cần đại đế thu hoạch được lực lượng của Minh Long, hết thảy đều không là vấn đề. Đừng nói thiên long đế quốc, coi như xung quanh đế quốc, đều sẽ trở thành ngài vật trong bàn tay, đến lúc đó trở thành ngũ phẩm thế lực thần quốc, không có bất kỳ cái gì áp lực. Quốc sư ánh mắt lấp loài dưới, tràn ngập hương phấn cùng chờ mong. Thần quốc A U Minh Đại Đế trong mắt tràn đầy hướng tới, đạt tới thần quốc tầng lần về sau, sẽ tiến vào một cái toàn lĩnh vực mới nhưng lĩnh vực này bọn hắn vẹn vẹn có nghe thấy cũng không phải là đặc biệt thanh sở bởi vì thần quốc chỗ khu vực cũng không phải là tại phiến khu vực này mà là tại trên trời vậy thì tốt chờ chúng ta chuẩn bị sung túc đợi ta thu hoạch được lực lượng của minh long một hơi liền chiếm đoạt thiên cảnh đại lục cùng thiên long đế quốc u minh đại đế ánh mắt sáng rực đã là không thể chờ đợi ở chỗ này đã kế hoạch tốt hết thảy lúc dịch thiên vân bên này đem sự tình đều cho thu thập xong phía ngoài thi thể càng là một mỗi lần bị thanh lý mất nơi này nhiệm vụ đã hoàn thành không có những nhiệm vụ khác không có liên hoàn nhiệm vụ a cái này đáng tiếc chỉ nhu đều không có trở thành thần nữ dịch thiên vân nhăn nhăn lông mày chỉ có thể coi là cái công chúa tuy nhiên không có cái gì nhiệm vụ vô luận có phải hay không thần nữ đều đã không quá quan trọng rất có thể là nói về sau sẽ trở thành thần nữ nhâm long rất có thể về sau đem vị trí truyền cho nàng dịch huynh đệ ngươi ở chỗ này làm cái gì nhâm long từ trong đại điện đi ra nhìn thấy dịch thiên vân đứng tại cung điện bên ngoài chính là đi tới hỏi thăm không có việc gì ta ngay ở chỗ này nhìn xem cuối cùng hết thể khôi phục bình tĩnh dịch thiên vân mỉm cười đúng vậy à hết thể đều khôi phục lại bình tĩnh không biết u minh đại đế sẽ sẽ không đích thân xuất lĩnh quân đội tới không đến bao nhiêu chúng ta đều tiếp xuống. Nhâm Long cười cười, trong mắt tràn đầy cảm kích nói, nếu không phải ngươi, chúng ta thật đúng là luân hãm, ngươi còn thật là chúng ta thiên long đế quốc cứu tinh. Ta cảm giác coi như không có ta, thiên long đế quốc vẫn có thể kiên trì a. À? Dịch thiên vân mắt sáng lên. Cái này vẫn có thể chống đỡ, chỉ là muốn trả giá một chút, tỉ như tính mạng của ta. Nhâm Long thoải mái cười nói, nếu là ngày nào ta không coi ở đây, ngươi có thể trở thành thiên long đế quốc đại đế à? Nhậm đại ca, cái này không thể nói lung tung được, ngươi làm sao lại xảy ra vấn đề gì đâu. Dịch thiên vân lắc đầu nói. Hết thể cũng không tốt nói, ta chỉ là sớm nói nhất hạ, thực lực của ngươi càng thêm đảm nhiệm trở thành đại đế. Ta kỳ thực không có có trở thành đại đế dạ tâm, càng ưa thích không buồn không lo bốn phía đi thăm dò. Nhâm Long ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn, ngự khí kiên định nói, dịch huynh đệ, ngươi có thể đáp ứng ta điều thỉnh cầu này a à? lúc này nhâm long chân tình bộc lộ đó cũng không phải nói láo mà là thật không thế nào nguyện ý làm đại đế có người ưa thích nắm giữ một phương quyền lực có người lại là chỉ thích bốn phía du đãng nhâm long liền không thích bị vây ở chỗ này chương bốn trăm mười bảy náo nhiệt nhâm long thỉnh cầu dịch thiên vân ngây ngẩn cả người không nghĩ tới nhâm long sẽ như thế không thích làm đại đế có rất nhiều người ước gì muốn ngồi lên vị trí này hắn ngược lại không muốn tiếp tục ngồi ở vị trí này muốn chu du thế giới không thể không nói thế giới bên ngoài thăm dò sẽ càng làm cho người ta hưng phấn ở chỗ này không có cái gì tự do một mực quản lý nơi này nơi nào sẽ có cái gì tự do cái này sợ ta tha thứ khó tòng mệnh kỳ thực ta bản thân đồng dạng không quá nóng lòng những thứ này cái này còn không bằng để chỉ nhu tới làm nàng làm thần nữ có thể đem thiên long đế quốc cho quản lý thỏa thỏa thiết thiếp dịch thiên vân đem cái này hố giao cho nhâm chỉ nhu a à, ta kèm chút quên đi còn có tiểu muội nhâm long hai mắt tỏa sáng nói vậy được ta đi nói với nàng dưới lấy nàng hiện tại hy vọng trở thành thần nữ không có bất cứ vấn đề gì trước hết để cho nàng trở thành thần nữ thành công sau khi lên ngôi chậm rãi quản lý nơi này mấy người hết thể đều bình ổn lại về sau ta liền có thể rời đi nơi này, bốn phía chu du. Nhậm ra đánh xuống Giang Sơn, cứ như vậy bị hắn cho đưa ra ngoài, thật đúng là đủ phá sản. Nhậm đại ca, dạng này thật được chứ. Dịch Thiên Vân cảm thấy rất bất đắc dĩ. Không có gì không tốt, ta từ trước đến nay đều là ưa thích chu du thế giới, tham dò bên ngoài tràn ngập mạo hiểm địa phương, dạng này mới có thể làm cho mình mạnh lên. Nhâm Long trầm giọng nói, ta theo đuổi là vĩnh vô chỉ cảnh võ đạo thế giới, mà không phải quyền lực này thế giới. Tựa như là dịch huynh đệ, lực lượng cường hãn, cái gì quyền lực ở trước mặt ngươi đều là cầu thí. Hắn hướng tới đúng vậy cái này một loại cảm giác, âm như quỷ kế gì ở trước mặt mình đều là phi công, ngăn cản ở trước mặt mình một quyền liền đánh chết. Nếu là một quyền không cách nào giải quyết lời nói, cái kia chính là hai quyền. Cái này, cái kia chỉ ủy khuất chỉ nhu dịch thiên vân cảm thấy bất đắc dĩ, tuy nhiên càng là nghĩ đến thi tuyết vân, cô cô của mình nội tâm ấm áp nàng không phải là không vì mình càng thêm an ổn mà bồi dưỡng lấy thế lực đâu cái này hoàn toàn chính xác ủy khuất nàng nàng nếu là không muốn làm vậy thì không làm đại đế chi vị mà thôi có gì đặc biệt hơn người nhâm long núi vai thoải mái đến không được nếu là cha mẹ của hắn ở chỗ này khẳng định một bàn tay phiến đến đây thuốc đa dịch thiên vân chỉ có thể dạng này đáp lại được rồi ta đi trước cùng tiểu mội nói dưới nhâm long cười nói quay người muốn đi tìm nhâm chỉ nhu lúc chợt nhớ tới thứ gì xoay đầu nói với hắn nói đúng rồi kém chút quên nói cho ngươi trước đó đi cùng với ngươi hứa phi có vẻ như phóng đi tần ra người tuổi trẻ bây giờ à thật sự là đủ nhiệt huyết trên chiến trường hắn thật đúng là đủ dũng mãnh đại chiến song sau liền đi ngay cả chào hỏi đều không đánh cảm giác là thành tâm tránh đi ngươi dịch thiên vân hít mắt trầm ngâm sẽ tại đại chiến thời điểm Hứa Phi cũng không có nuốt ở chỗ nào bế quan, mà là anh Dũng giết địch, mà lại giết tại rất phía trước, tương đương anh Dũng. Hắn ở phía xa đều có thể quan sát được hứa Phi tình huống, chỉ là hứa Phi tại sau đại chiến, cấp tốc liền đi, đều không có đi tìm hắn. Chính như cùng Nhâm Long nói tới, rất có thể thành tâm tránh đi mình. Tiểu tử này, có chút suy nghĩ nhiều quá. Dịch Thiên Vân bỗng nhiên cười một tiếng, giống như Hồ đã hiểu. Không phải nghĩ quá nhiều mà là địa vị cách xa lực lượng trên lệnh quá lớn dưới hắn cảm giác mình không cách nào trợ giúp cho ngươi chính là không dám tiếp tục tới gần ngươi đây chính là lòng kính sợ nhâm long vô vô bờ vai của hắn cười nói hắn thật là không tệ xuất lính lấy nhất tiểu đội quân đội anh dũng giết địch dịch huynh để ánh mắt của ngươi không tệ nói xong nhâm long liền đi không có tiếp tục ở chỗ này dừng lại dịch thiên vân mắt sáng lên không sai biệt lắm là có thể hồi thiên vân phủ một chuyến chỉ là trước lúc này phải đi tìm hứa phi cùng đi mới được thần gia a xem ra náo nhiệt ta phải đi xem một chút mới được dịch thiên vân cười một tiếng biến mất tại đại điện này bên ngoài đại chiến qua đi thiên long đế quốc tổn thất cũng không nhiều cho nên hết thệ cùng dĩ vãng không hề khác gì nhau nên qua vẫn là qua thậm chí cử quốc chúc mừng tần gia tình huống cũng là như thế hết thệ đều cùng bình thường không khác tuy nhiên lúc này một bóng người đi tới tần ra cửa chính bên ngoài thủ vệ đều không kịp phản ứng một người há miệng liền hướng về phía tần ra hô lớn tần tuyết ta tới đón ngươi hắn kêu phi thường lớn âm thanh ngay cả toàn bộ tần ra đều nghe được không ít người nhao nhao từ bên trong bừng lên nhìn thấy hứa phi ở bên ngoài lúc cả đám đều mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ ngươi tiểu tử này còn không hết hy vọng trước đó lao ra chúng ta đều nói qua Đại tiểu thư không có khả năng gả cho ngươi, đã quyết định muốn gả cho phó gia thiếu chủ. Tần gia trưởng lão đi ra, căm tức nhìn hắn, nên đi nơi nào liền đi nơi đó. Nếu không phải niệm tình ngươi là hứa gia thiếu chủ phân thượng, ngươi sớm chỉ chúng ta hoanh đi. Tần Tuyết, ta tới đón ngươi. Hứa Phi không để ý đến bọn hắn, tiếp tục lớn tiếng hô một câu. Ngươi tiểu tử này, xem ra rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, không đem ngươi đánh một trận, cũng không biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Tần gia trưởng lão nổi giận đùng đùng từ trong cửa lớn đi tới, đang muốn chuẩn bị đánh hắn một trận lúc, một tiếng tiếng hét thất thanh từ bên trong truyền đến. Nhị trưởng lão, xin dừng tay. Lúc này một cái cô gái xinh đẹp từ bên trong đi ra, có lẽ chưa nói tới tuyệt sắc, nhưng nhìn phi thường thanh tú, thuộc về càng xem càng dễ nhìn loại hình. Tiểu thuyết. Hứa phi nhìn thấy nữ tử này đi tới lúc, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Hứa ca. Tần Tuyết trong đôi mắt đẹp lệ quang lấp lóe, nhưng càng nhiều vẫn là lo lắng. Sao ngươi lại tới đây? Tiểu Tuyết, ta không chờ được nữa. Nếu là Tần gia đem ngươi gả cho Phó gia, ta liền thật không còn kịp rồi. Hứa Phi trầm giọng nói, lần này ta có nắm chắc, có thể cưới ngươi về nhà chồng. Thật sao? Tần Tuyết trong đôi mắt đẹp lộ ra ánh mắt vui mừng. Phương Tâm cũng nhịn không được ra tốc mấy phần. Cho cười, ngươi có cái gì nắm chắc cưới chúng ta đại tiểu thư? nhị trưởng lao rêu cực nói, muốn thiên phú không có thiên phú, muốn địa vị không có địa vị, liền xem như hứa ra, địa vị của ngươi đều cực thấp. Hiện tại ta liền hỏi ngươi, có tư cách gì? Ta nguyện ý dùng món này bảo vật đem đổi lấy. Lúc này hứa phi lấy ra một khỏa bảo châu, đợi đám người sau khi nhìn thấy, lập tức ngây ngẩn cả người, đây là hạ phẩm thanh khí, xem như cực kỳ tốt bảo vật. Cái này hạ phẩm thánh khí thiên linh bảo châu, cầm tới tu luyện lời nói, có thể gia tăng gấp 2 tu luyện tốc độ. Nguyên bản ta dự định lưu đến chính mình dùng, chờ ngày nào ta tu vi không thấp lúc, lại đến cưới. Hiện tại ta nguyện ý dùng món này bảo vật làm xính lễ, cưới tiểu tuyết. Gia tăng gấp 2 tu luyện tốc độ, cái này còn thực là không tồi thanh khí, đại bộ phận đều là không có. Đây chính là hư linh kỳ mới có thể có bảo vật, không ít người đều tâm động không ngừng. Có chút ý tứ, tiểu tử này lấy được tạo hóa không tệ, thu được món này bảo vật một bóng người xuất hiện ở xó sỉnh bên trong ở bên này nhìn toàn trường quá trình hắn cũng không có lập tức xuất hiện muốn nhìn một chút hứa phi như thế nào cầm phía dưới cái này tật tuyết nhìn ra được hai người bọn hắn là lưỡng tình tương duyệt dạng này mới có trợ giúp giá trị nếu là ép buộc tính coi như hắn lại nhìn tốt hứa phi đều sẽ không lựa chọn hỗ trợ bây giờ hứa phi thế nhưng là hắn xem trọng đại tướng khi tất yếu khẳng định phải trợ giúp một thanh mới được lấy dịch vương ra thân phận. Cái gì phó ra đến lúc đó đều đứng sang bên cạnh, bất quá hắn hiện tại càng muốn nhìn hơn nhìn, hứa phi năng lực như thế nào. Chương 418, Bi Kịch Thiên Linh Bảo Châu lấy ra làm xính lễ, hoàn toàn có thể đem ra được, phải nói coi như không tệ xính lễ, đổi lại bình thường gia tộc, tuyệt đối là vô pháp cự tuyệt. Thánh khí tương đương hy hữu, căn bản là hư linh cấp bậc trang bị đại bộ phận gia tộc ngay cả hư linh kỳ cường giả đều không có có thể nghĩ cái đồ chơi này làm xính lễ tuyệt đối đủ tư cách nhất là bảo vật cấp bậc so với bình thường vũ khí thanh khí đều chân quý hơn không ít khó trách hứa phi sẽ nói có năm chắc đem ngày này linh bảo châu làm xính lễ thật đúng là có thể làm được chỉ là cái đồ chơi này hiệu quả kinh người dạng này đều bỏ được đưa ra ngoài có thể nghĩ hắn nhiều yêu tần tuyết đây chính là thánh khí bảo bối nhị trưởng lao sắc mặt đột biến không nghĩ tới hứa phi sẽ xuất ra bực này xính lệ đến phải biết đây chính là ngay cả hứa gia gia chủ đều không cách nào lấy ra bảo vật cũng là bị hứa phi lấy ra thật đúng là làm cho người cảm thấy rung động không tệ đây là thánh khí cấp bậc bảo vật nếu là ta dùng đến cái này thiên linh bảo châu như vậy đột phá tốc độ sẽ so với thường nhân phải nhanh hơn rất nhiều đột phá đến hóa đan kỳ cấp bậc trở lên cũng không phải là việc khó gì. Hứa Phi nâng trong tay Thiên Linh Bảo Châu, nhìn lấy Tần Tuyết nói ra, nhưng gần nhất ta nghe nói, các ngươi dự định lập tức đem Tiểu Tuyết gả cho Phó gia, đơn giản là Phó gia lần này lập công không ít, liền muốn lập tức để Tiểu Tuyết gả cho Phó gia, tốt có thể thu được lợi ích. Nhưng Tiểu Tuyết không phải hàng hóa, càng không phải là các ngươi quan hệ thông gia công cụ. Nếu như các ngươi thật muốn muốn chút gì đến bồi thường lời nói, ta liền dùng ngày này Linh Bảo Châu để đền bù tổn thất của các ngươi hắn lại nói âm vang hữu lực trong mắt tràn đầy thần quang tình nguyện không cần ngày này linh bảo châu đều muốn tần tuyết hầu ở bên cạnh mình tần tuyết che miệng nước mắt bà xa nàng không muốn làm quan hệ thông gia công cụ chỉ muốn cùng hứa phi cùng một chỗ thế nhưng là nàng thân bất do kỷ không cách nào quyết định hôn nhân của mình chỉ là điểm ấy còn không được lúc này một vị anh tuấn nam tử trung niên đi ra tần tuyết tướng mạo cùng hắn có mấy phần rất giống rất rõ ràng hắn đúng vậy tần ra ra chủ tần lũng cha tần tuyết nhìn thấy tần lũng đi ra lúc có chút sợ đứng ở bên cạnh tần lũng nhìn cũng không nhìn nàng một chút ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hứa phi trầm giọng nói thiên linh bảo châu cũng không tệ lắm nhưng ngươi cảm thấy có thể làm cho một cái gia tộc hưng thịnh nhân tố chủ yếu là cái gì bảo vật là một điểm chủ yếu hơn chính là chỗ dựa ngươi có lẽ có thể cho chúng ta bảo vật So phó ra cho sính lễ đều chân quý hơn, nhưng ngươi không thể bảo hộ chúng ta, tu vi quá thấp, trừ phi ngươi tu vi thập phần cường đại, ít nhất phải hóa đan kỳ cấp bậc. Nếu là hứa ra toàn lực ủng hộ ngươi coi như xong, bây giờ hứa ra đều vứt bỏ ngươi, ngươi cảm thấy mình còn có tư cách cưới ta con gái. Tần lũng lời nói như là một căn gai sắc, hung hăng đâm vào nơi ngực của hắn, thiên linh bảo châu là không tệ, nhưng tần lũng càng cần hơn nhân mạch quan hệ. Thiên linh bảo châu rất không tệ, nếu là thực lực chưa đủ lời nói, tựa như là khoai lang bỏng tay giống như, rất có thể dẫn tới họa sát hơn. Lấy tần gia thực lực là có thể bảo trụ, nhưng bọn hắn cần càng nhiều vẫn là nhân mạch. Tần tuyết gả cho phó gia, địa vị sẽ không rất thấp, cho nên có thể trợ giúp cho tần gia, đây chính là khe nhỏ sung dài. Mới là tần lũng cần. Nói cho cùng, chỉ có bảo vật còn không được, không có địa vị. Đây là cỡ nào tàn khốc trả lời, để hứa phi như bị xét đánh, đây mới là tần gia chân chính ý nghĩ. Hứa phi trầm mặc, song mắt đỏ bừng, cắn chặt hàm răng, nguyên lai tưởng rằng dựa vào ngày này Linh Bảo Châu liền có thể cưới tân tuyết, hiện tại xem ra vẫn là quá ngây thơ rồi. Cho ta một điểm thời gian, ta tuyệt đối có thể có bảo hộ tần gia lực lượng. Hứa phi cắn chặt hàm răng nói ra. Cho một điểm thời gian. Bao nhiêu năm? 5 năm, vẫn là 10 năm. Tần lũng rêu cực nói, thời gian quá lâu, ta đem tần tuyết gả đi, lập tức liền có thể nhìn thấy hiệu quả. Trừ phi ngươi thuyết phục hứa ra toàn lực ủng hộ ngươi, trong gia tộc có địa vị của ngươi, ta liền để tần tuyết gả cho ngươi. Thế nhưng là ngươi bây giờ có địa vị A. Cái nào người ca ca không mạnh bằng ngươi? Ngươi một điểm quyền nói chuyện đều không có, nếu không liền sẽ không đào hôn đi ra, đơn giản nó tứ không được. Tần lũng lắc lắc đầu, Nhìn Hứa Phi tựa như là đang nhìn cái tựa như rắc rưởi. "Cha, đủ. Nếu không phải Hứa đại ca cứu ta, ta sớm đã chết ở bên ngoài." Thần Tuyết căm tức nhìn mình cha, điên cuồng mà hô, "Trước ngươi đều đã đáp ứng ta, cho Hứa đại ca một điểm thời gian, không nghĩ tới ngươi lật lọng. Ngươi câm miệng cho ta." Thần Lũng hừ lạnh nói, "Hắn cứu ngươi là một chuyện, cùng lắm thì ta cho điểm thù lao chính là, nhưng ta không cho phép ngươi gả cho một cái phế vật." một cái không thể cho tần gia mang đến chỗ tốt gì phế phẩm. Hắn từng câu phế phẩm nói ra, thật sự là quá vũ nhục hứa phi. Hứa phi, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Lúc này một đám người từ đằng xa đi tới, cầm đầu chính là hứa gia gia chủ hứa trí, sau lưng còn đi theo hứa phi huynh đệ. Bọn hắn nhìn thấy hứa phi cầm trong tay thiên linh bảo châu lúc, đầu tiên là sửng xuất dưới, chợt lộ ra ánh mắt tham lam. Đây là thanh khí. Hứa trí kinh hỉ nói, ngươi bao lâu đạt được cái này thánh khí cha đây là ta cho tần gia xính lễ hứa phi trầm giọng nói cha còn xin ngươi ủng hộ ta để cho ta cưới tần gia đại tiểu thư ngươi có phải hay không ngu ngốc đây chính là thánh khí cho đại ca ngươi bọn hắn dùng về sau ngươi muốn cưới cái gì nữ nhân không có hứa trí âm thanh lạnh lùng nói tranh thủ thời gian cùng ta trở về dùng cái này thánh khí đến đổi nữ nhân không đáng hứa gia chủ ngươi nói ta con gái không đáng một kiện thanh khí tần lũng lập tức liền nổi giận ừ đây không phải là khẳng định a có bản lĩnh ngươi bây giờ xuất ra một kiện thanh khí ra đến xem hứa trí cười lạnh một tiếng đem tần lũng lời nói cho chặn lại trở về tần lũng hoàn toàn chính xác không bỏ ra nổi một kiện thanh khí đến tần ra căn bản là không có thanh khí muốn thanh khí nhưng càng muốn hơn phó gia ủng hộ hai nhà gia chủ cãi vã nhưng hứa phi trong mắt vẫn tràn đầy bi ai cùng phẫn nộ không nghĩ tới mình cha thủy trung vẫn là không giúp đỡ chính mình còn muốn lấy đi mình thánh khí cho đại ca bọn hắn dùng phải biết cái này thánh khí thế nhưng là hắn liều mạng mới cầm về lại là muốn chắp tay tặng người tuy nhiên không là người ngoài nhưng nói ra lời này thật sự là làm cho người phẫn nộ quả nhiên hứa ra không có hắn chỗ dung thân nhiều như vậy cái huynh đệ liền hắn kém cỏi nhất bị vắng vẻ vứt bỏ là chuyện đương nhiên Đứng ngốc đứng đấy, cùng ta trở về, đem cái này thánh khí cho ta lấy ra. Hứa chí một thanh đoạt mất, nhưng hứa phi cấp tốc né tránh, không để cho mình tra cướp đến tay. Ngươi lại còn dám tránh, có tin ta hay không đánh chết ngươi. Hứa chí âm thanh lạnh lùng nói. Đây chính là chính ta đoạt được, dựa vào cái gì nhường ra đi. Hứa phi căm tức nhìn bọn họ nói, từ nay về sau, ta cũng không tiếp tục là hứa ra người. Nói xong hắn quay người liền muốn trốn, nhưng rất nhanh hứa ra người đều xông tới, ngăn chặn hắn chạy trốn đường. Coi như ngươi không phải hứa ra người, cũng phải đem cái này thánh khí cho giao ra. Hứa chi vươn tay ra, lạnh lùng nhìn lấy hắn. Hứa phi trong mắt tràn đầy bi ai, không nghĩ tới sau cùng bức tử mình, lại là nhà mình người. Ta nhìn ai dám động đến tay. Lúc này một bóng người từ trong đám người đi ra, lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn. Chương 419, địa vị chỗ tốt một bóng người đi tới lúc, đem không ít ánh mắt đều hấp dẫn tới, lời nói này khí cũng không nghiêm khắc, nhưng nội dung ngược lại là mười phần ba khí. Không ít người đều nhao nhao xoay đầu nhìn lại, hứa chí bọn hắn càng là nhìn hầm hầm nhìn lại, nhìn xem đến tột cùng là ai kiêu ngạo như vậy. Khi tần lũng bọn hắn nhìn sang về sau, lập tức liền ngây ngẩn cả người, không dám tin vào hai mắt của mình, mãnh liệt chớp lượng sau đó, lộ ra ánh mắt kinh hãi. Dịch, dịch vương gia bọn hắn nhìn thấy dịch thiên vân đi tới lúc đều nghẹn ngào hô lên dịch thiên vân thân phận không ai không biết người nào không biết đánh lui u minh đế quốc người đúng vậy dịch thiên vân nếu không phải là hắn lời nói toàn bộ thiên long đế quốc đều muốn luân hãm cái gì phó gia lập công ở trước mặt hắn đúng vậy một đống phân hứa phi nhìn thấy dịch thiên vân lúc đầu tiên là xương sở chật thấp đầu không dám nhìn hắn cũng không có lập tức mở miệng thỉnh cầu hỗ trợ cái gì dịch đại ca ta cùng ngươi tranh lệch quá lớn, nguyên bản cảm thấy có thể trợ giúp đến ngươi, đằng sau ta phát hiện mình căn bản không xứng. Hứa phi thấp đầu không dám nhìn hắn. Không có cái gì xứng hay không, ta cảm thấy ngươi đi đúng vậy đi. Nếu là ngươi cảm thấy mình rất kém cỏi, vậy thì sẽ thật rất kém cỏi. Nếu là điểm tự tin đều không có, nói thế nào thành công? Dịch Thiên Vân cười nói. Ta thật có thể đến giúp dịch đại ca A. Hứa phi ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy kinh hỉ đương nhiên có thể, không phải vậy ta cho ngươi cái tạo hóa làm cái gì. Dịch Thiên Vân cười nói, hôm nay tới đây, đúng vậy muốn mang đi ngươi, không nghĩ tới phát sinh loại chuyện này. Có đôi khi hoàn toàn chính xác cảm thấy rất bất lực, không có có sức mạnh bất lực, không có bối cảnh cảm giác bất lực. Đúng hứa phi thật sâu thở dài, chuyện này với hắn đã kích quá lớn. Cho nên cố gắng gấp bội tu luyện, không ngừng để cho mình mạnh lên, hết thể mới có thể thay đổi biến. Dịch Thiên Vân vô vô bờ vai của hắn, cười nói, có đôi khi nhân mạch hoàn toàn chính xác rất mấu chốt, thần gia chủ thuyết ngược lại là không sai, bất quá bây giờ ngươi có nhân mạch quan hệ, sợ cái gì? Hai người bọn hắn đối thoại, làm cho tất cả mọi người đều mộng. Hứa phi vậy mà nhận biết dịch vương gia, mà lại quan hệ còn rất không tệ, đạt được dịch vương gia thưởng thức. Dịch thiên vân ngước mắt nhìn tần lũng bên kia, lạnh nhạt nói, ngươi không phải nói hứa phi không có bối cảnh a? À? ta hiện tại đúng vậy núi rửa của hắn, đầy đủ không? Đủ, đủ tần lung cảm giác chân phía dưới mềm lún, vội vàng quỳ một chân trên đất, nói ra, cung nên vương ra. Cung, cung nên vương ra. Lúc này chung quanh tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng quỳ xuống, kinh sợ, nhất là hứa ra người, nội tâm đều là lộ bộp nhất hạ. Không nghĩ tới hứa phi sẽ nhận biết vương ra, quan hệ còn rất không tệ. Dịch thiên vân tình huống bọn họ cũng đều biết, một người đối địch toàn bộ đế quốc, ai cũng rất e ngại hắn. Hơi tức giận nhất hạ, một cái gia tộc nhẹ nhõm có thể bị săn bằng. Không cần quỳ dưới, đều đứng lên đi. Dịch thiên vân đối tần tuyết phất phất tay, cười nhạt nói, ngươi còn không qua đây. Tần tuyết sửng sốt dưới, nhìn một chút bên cạnh hứa phi lúc, cắn chặt môi, cấp tốc nhỏ chạy ra ngoài, một thanh liền nhào vào trong ngực hắn. Tần lũng cản cũng không dám cản nhất hạ, đây chính là địa vị tranh lệch, đây chính là chỗ dựa. Hứa phi thật sâu thấy được, đây chính là lực lượng trinh lệnh, nội tâm càng là kiên định muốn trở nên mạnh hơn, không trở nên mạnh mẽ, một điểm quyền nói chuyện đều không có. Ta sau khi trở về, sẽ cùng đại đế nói tình hình bên dưới huống, sẽ hảo hảo chiếu cố các ngươi tần ra tình huống. Dịch thiên vân lệnh nhạt nói, các ngươi đơn giản lúc cảm thấy mình bảo trì trung lập, sợ là trêu chọc phải đại đế, điểm ấy ngược lại là không sai. Muốn thông qua gả cho phó gia, muốn để đại đế bất giận, không cần diệt trừ các ngươi. Điểm này xác thực đoán không sai, trên thực tế không sai biệt lắm như thế, coi như gả cho phó gia, ngươi xác định phó gia thật sự có quyền lực làm đến bước này. Cái này tần lũng mặt mũi tràn đầy xấu hổ, dịch thiên vân một câu đánh trúng. Tần lũng không nói ra đúng vậy điểm này, bảo vật thật là không tệ, nhưng bọn hắn phạm vào tối kỵ. Muốn ở chỗ này chờ đợi, nhất định phải tẩy thoát phía dưới tội danh, bảo trì trung lập nhìn như không tệ, nhưng cùng lúc đắc tội người của hai bên, điểm ấy thảm hại hơn. Bởi vậy bọn hắn liền muốn thông qua phó gia đi cầu tình, rất hiển nhiên là không có ý nghĩa, nhưng lòng căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Phó gia lần này là lập công, nhưng vẹn vẹn một phần nhỏ thôi. Chân chính lập công chính là Dịch Thiên Vân, không phải phó gia. Ta sẽ cùng đại đế bên kia nói phía dưới, các ngươi an tâm. Sau này tần gia chỉ cần không phản loạn, không làm xảy ra chuyện gì đều có thể tại thiên long đế quốc bình an tiếp tục chờ đợi dịch thiên vân lạnh nhạt nói ta hiện tại có thể dẫn người đi không có nhưng có thể phi thường có thể tần lũng đang nghe mình cần kết quả về sau lập tức mặt mày hớn hở con gái nói đưa liền đưa mấu chốt là gả cho hứa phi hứa phi xem bộ dáng là muốn cùng dịch thiên vân dạng này bọn hắn tần ra còn không vui mở hoa hai người các ngươi cùng ta cùng đi đi không cần lưu tại nơi này Dịch Thiên Vân cùng Hứa Phi bọn hắn nói ra. Vâng, Dịch đại ca. Hứa Phi ánh mắt sáng rực, nhìn lấy Dịch Thiên Vân bóng lưng, ánh mắt mười phần kiên định, tựa hồ quyết định thứ gì. Đợi bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, Hứa Chí vội vàng hô, Hứa Phi, ta, chúng ta hứa ra Vinh Viễn vì ngươi rộng mở đại môn, chờ đợi ngươi trở về. Không cần, ta sẽ không lại trở về. Hứa Phi lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, liền xem như mình cha như cũ sẽ không cho nửa chút mặt mũi. Hứa chi sắc mặt rất là khó coi, ruột càng là hối hận thanh, ai có thể nghĩ tới còn sẽ xuất hiện loại tình huống này. Mình kém cỏi nhất con trai, sẽ cùng vương gia nhận biết. Càng nghĩ càng giận phía dưới, hắn buồn bực đều muốn thổ huyết. Ngươi xác định không trở về. Dịch thiên vân dò hỏi. Không trở về, từ khi hắn hại chết ta mẹ về sau, ta đã sớm hận chết hắn. Hứa phi âm thanh lạnh lùng nói, ta tình nguyện không nhận cái này cha. Nguyên lai còn có tầng này ý tứ dịch thiên vân lắc lắc đầu, thân làm một cái gia chủ, tam thê tứ thiếp rất bình thường, thê tử quá nhiều, con cái cũng không ít, đưa đến kết quả chính là phân phối không đều đạn. Đợi không có đi xa lúc, hứa phi bỗng nhiên gian quỳ xuống, bên cạnh tần tuyết quỳ xuống theo. Dịch đại ca, về sau ta hứa phi vinh viên đi theo người, vô luận ngươi để cho ta làm cái gì, cho dù là chuyện thương thiên hại lý, ta sẽ làm tất cả. Ta cái mạng này, sau này đúng vậy dịch đại ca. Hứa phi âm vang hữu lực nói. Tần tuyết không nói gì, nhưng rất rõ ràng là gà cho gà thì theo gà gà cho chó thì theo chó. Hứa phi làm cái gì, nàng thì làm cái đó. Đốt, thành công thu phục tuyệt đối trung tâm tướng lĩnh một cái, gia tăng thống lĩnh giá trị 100 điểm. Theo tu vi tăng lên, ngài có thể không ngừng lấy được kinh nghiệm, vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Đánh giết địch nhân lúc, Đều có thể thu được tương ứng khen thưởng, bao hàm kinh nghiệm, điên cùng giá trị cùng điểm thở cờ. Nương theo lấy tiếng vang lanh lảnh, để dịch thiên vân ngây ngẩn cả người, còn có cái đồ chơi này. Trung tâm tướng lĩnh, về sau tu vi tăng lên, chính mình cũng có thể thu được kinh nghiệm. Đánh giết địch nhân, mình còn có thể thu được điểm kinh nghiệm những này. Cái này không phải là sùng vật ta. À. Tuy nhiên cái này so sùng vật còn cao cấp hơn nhiều, có thể có ý nghĩ của mình. Sùng vật cần hắn khống chế mới được. Chương 420, toàn lực bay hướng thiên cảnh đại lục. Hệ thống này còn nhiều thêm cái tướng lĩnh khen thưởng, như thế rất thần kỳ, còn có thể thu được chém giết kinh nghiệm. Đây càng là hắn chỗ không có nghĩ tới sự tình. Phải biết thế lực của hắn vì chính mình chinh chiến lúc, có thể thu được tổng thể kinh nghiệm cũng không tệ rồi. Bây giờ tướng lĩnh hệ thống đều đã tương đương sùng vật, có thể không ngừng lấy được kinh nghiệm, theo thăng cấp về sau còn có thể thu được kinh nghiệm khen thưởng những thứ này. Thật sự là có chút ngoài dự liệu, đơn giản so sủng vật đều tốt hơn. Sùng vật thăng cấp hắn cũng sẽ không đến đến bất kỳ vật gì, càng là không sẽ tự mình suy nghĩ, cần hắn đến điều khiển mới được. Thật đang ngủ đều có thể thăng cấp, chỉ có dựa vào những tướng lánh này đến giúp đỡ. Hắn nhìn thấy hứa phi hảo cảm đối với mình độ, đã là biến mất, xuất hiện cái vô hạn tiêu chí, đại biểu cho độ thiện cảm đã không cần hứa phi tuyệt đối trung thành tình huống dưới còn cần gì độ thiện cảm hoàn toàn là nghe theo mệnh của hắn lệnh mặc cho hắn phân công lên núi đao xuống biển lửa đều không có bất cứ vấn đề gì còn có loại tình huống này xem ra nhiều thu thập nhiều bộ tướng đối với mình thăng cấp có càng đại bang hơn trợ dịch thiên vân hai mắt tỏa sáng nhất là thăng cấp khen thưởng cái này còn tương đương cái tạo thành hệ thống mỗi lần khen thưởng đều có thể thấy được còn vĩnh viễn không gián đoạn tuy nhiên hắn không biết khen thưởng sẽ là bao nhiêu nhưng hắn tin tưởng tuyệt đối sẽ không ít chỉ là muốn thu thập cùng loại loại tướng lãnh này bộ dưới độ khó cũng không nhỏ trật dịch thiên vân cười cười ra hiệu bọn hắn mau dậy được rồi hiện tại vô luận là tần gia, vẫn là hứa gia, đều không có dung thân của các ngươi chỗ các ngươi nguyện ý đi theo ta vậy sẽ phải gia nhập thiên vân phủ thiên vân phủ bọn hắn hơi nghi hoặc một chút cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái này thiên vân phủ đúng thiên vân phủ dịch thiên vân cười lấy xuống mặt nạ trên mặt lộ ra chân dùng đợi bọn hắn lộ ra ánh mắt khiếp sợ lúc một lần nữa đeo trở về thiên vân phủ là ta kiến tạo thế lực thiên vân chính là ta tên tên thật của ta là dịch thiên vân mới vừa rồi là ta chân chính diện mục cái này cái này dịch đại ca ngươi thật đúng là đủ tuổi trẻ so ta đều muốn trẻ tuổi hứa phi lộ ra cười khổ không nghĩ tới dịch thiên vân chân chính diện mục sẽ còn trẻ như vậy để bọn hắn hai đều chấn động vô cùng diện mục thật của ta rất ít người biết bất quá ta chuẩn bị không cần mang này mặt nạ dịch thiên vân cười nhạt một tiếng thực lực đầy đủ tự nhiên không cần một mực lấy giả mặt kỳ nhân a à toài sau đó tại hắn chỉ huy dưới về tới trong hoàng thành cùng nhâm long bọn hắn đơn giản bàn giao phía dưới sự tình càng là nói ra kế hoạch lúc trước nhâm long bọn hắn toàn bộ nghe theo dịch thiên vân kế hoạch, cùng hắn cùng nhau đối phó U Minh Đế Quốc. Nguyên bản liền muốn đối phó U Minh Đế Quốc, bây giờ có thể nhiều mấy cái thế lực gia nhập vào, đó là không thể tốt hơn sự tình. Đang thương lượng thanh sở về sau, dịch thiên vân ngồi cự lòng, dẫn theo hứa phi bọn hắn bay hướng thiên vân phủ, nhâm long bọn hắn liền án binh bất động, liền chờ đợi ở đây. Hắn chỉ là để nhâm long bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, đại chiến bạo phát thời điểm không cần phái quá nhiều người tới trực tiếp phái tinh anh tới là được rồi binh lính còn lại cũng không cần phái tới đối với hắn mà nói muốn nhiều cường giả như vậy tới rất lớn trình độ ở châu ngăn cản vây quanh tới ngoại địch cũng không phải là phải sát nhập trong quân địch chân chính phải sát nhập trong quân địch chính là hắn còn có thiên vân phủ đệ tử tử rất nhanh bọn hắn liền trở về thiên vân phủ từ không trung rơi xuống lúc hắn đã tháo xuống mặt nạ hết thể đều không cần ẩn giấu đi. Thiên vân phủ mọi người thấy một đầu cự long rơi xuống lúc, đều khiếp sợ nhìn lấy cái này một đầu cự long, đột nhiên gian giết ra một đầu cự long tới, có thể không khiếp sợ ai chỉ là thấy là dịch thiên vân lúc, mới buông lỏng cảnh giác. Cô cô, chúng ta trở về. Dịch thiên vân mang theo hứa phi đi đến. A, à, lần này mang về một nam một nữ, còn tưởng rằng lại mang về một nhóm người trở về thi tuyết vân nhìn thấy dịch thiên vân bình an vô sự khi trở về chính là lộ ra yên tâm nụ cười ta còn muốn mang một nhóm người trở về đâu nhưng lần này nhưng không có một nhóm người mang cho ta trở về a à. dịch thiên vân ánh mắt chớp liên tục dưới hắn là hứa phi sau này đúng vậy thiên vân phủ đệ nhất đại tướng chủ yếu mang theo đệ tử đánh tiên phong cái này mới vừa vặn xuống tới liền nhận mệnh hứa phi vì đệ nhất đại tướng cái này khiến bản thân thụ sùng nhược kinh bất quá hắn không có cự tuyệt mà là lộ ra vẻ mặt nghiêm túc biểu thị tiếp phía dưới cái này chức vị đồng thời nỗ lực làm tốt như thế không có vấn đề vậy chúng ta bây giờ chuẩn bị làm thế nào đâu thi tuyết vân dò hỏi triệu tập các đệ tử trở về chuẩn bị điều khiển thiên trầm cổ tích bay hướng thiên cảnh đại lục dịch thiên vân trầm giọng nói chính thức bay hướng thiên cảnh đại lục sau đó cùng thiên cực phủ sắp nhập cứ như vậy chẳng phải là tương đương bại lộ chúng ta thi tuyết vân kinh ngạc nói còn lại đi theo tới trường lão nghe được tin tức này lúc đều nhao nhao kinh ngạc không thôi không cần phải lo lắng đây là chuyện sớm hay muộn hết thể đều nắm trong lòng bàn tay dịch thiên vân mỉm cười lập tức để linh tộc lão tổ chuẩn bị khởi động phi hành đại trận không có vấn đề thi tuyết vân các nàng không do dự thứ gì lập tức liền dựa theo lối nói của hắn đi làm rất nhanh linh tộc lão tổ bọn hắn tiếp nhận được tin tức về sau không chút do dự, lập tức khởi động phi hành đại trận. Cả tòa núi đều tản ra từng đạo từng đạo ánh sáng, đi theo phát ra ủ ủ tiếng vang, giống như là nhanh sắp địa chấn giống như. Trận cả tòa núi mặt ngoài xuất hiện dạng nước, nương theo lấy ẩm vang một tiếng, một tòa thần điện từ trên núi vọt ra, hướng không trung bay đi lên. Một tòa to lớn vô cùng thần điện, cứ như vậy trôi lơ lửng trên không trung, nhất là thần điện này vẫn là đi qua mở rộng, cho nên nhìn chấn động không gì sánh nổi. Rất tốt, không có bất cứ vấn đề gì. Vậy bây giờ liền hướng Thiên cảnh Đại Lục bay đi. Dịch Thiên Vân Hạ chỉ thị, đang phi hành đại trận linh tộc người, bắt đầu điên cuồng vận chuyển, toàn bộ thân điện lần nữa tách ra hào quang trói sáng, biến thành một đạo một vành mặt trời, hướng Thiên cảnh Đại Lục bay đi. Tốc độ cũng không tính rất nhanh, nhưng tương tự không phải rất chậm, chỉ cần mấy ngày thời gian liền có thể thuận lợi đến Thiên cảnh Đại Lục. Chỉ là trên đường đi phi hành đi qua sẽ có vẻ vô cùng dễ thấy phi hành cung điện có bao nhiêu người có thể gặp qua bọn hắn nhiều nhất là gặp qua phi hành yêu thú cơ hồ chưa từng gặp qua phi hành cung điện kỳ thực phi hành cung điện tại tứ phẩm thế lực bên trên cũng không lạ kỳ thậm chí còn tương đương phổ biến bình thường tình huống phía dưới không biết di động cung điện trừ phi lựa chọn địa phương bị phá hư hoặc là linh mạch hao hết sạch nếu không cũng sẽ không di động lần này bọn hắn hành động tất nhiên sẽ để thiên vân phụ triệt để bạo lộ ra, nhưng hắn hoàn toàn không lo lắng phương diện này tình huống. Bởi vì chỉ cần bay đến thiên cảnh đại lục, vậy hắn liền hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, đến lúc đó nhiệm vụ hoàn thành, thành công đột phá đến hư linh kỳ tu vi, đồng thời đầy đủ điên cuồng giá trị thăng cấp điên cuồng hình thức, đến lúc đó ai có thể ngăn được mình. Chương 421, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. To lớn cung điện bay hướng thiên cảnh đại lục, chuyện này lập tức oanh động toàn bộ địa cảnh đại lục, thậm chí truyền đến thiên cảnh đại lục bên kia, để không ít người nhao nhao thảo luận, đến tuột cùng là cái gì thế lực, có thể có như thế nội tình, còn có thể có được phi hành cung điện. Tuy nhiên chuyện này, cũng không có ưu minh đế quốc bị thiên long đế quốc đánh cho chạy chối chết văng rồi, chẳng qua là cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng cũng không có cảm thấy đặc biệt rung động. U Minh Đế quốc bên kia càng là vô hạ đi nghe ngóng chuyện bên này, nếu là biết ngày này vân phủ chủ nhân, đúng vậy diệt đi bọn hắn long tể tướng dịch vương ra, vậy khẳng định là muốn bị công chiếm đến đây. Dịch thiên vân giữ bí mật thân phận làm quá tốt rồi, trước đó hắc long thân phận rất ít ở chỗ này bại lộ, thật lâu trước là từng có, nhưng đại đa số đều là thiên vân phủ đệ tử từ biết, cho nên bên ngoài không rõ ràng, ưu minh đế quốc ngược lại là đánh nghe không được cái gì đồ vật tới. Đúng là như thế, dịch thiên vân mới có thể như vậy trắng trận để thiên vân phủ bay hướng thiên cảnh đại lục u minh đế quốc đều vô hạ tới chiếm lĩnh hoàn toàn là thuộc về cái an toàn địa điểm cho nên một chút vấn đề đều không chủ yếu là trước đó ngoại giới tướng truyền cho bọn họ đã chết cho nên ngay cả mình đệ tử cũng không thể nói liền sợ bạo lộ ra đi ra chính là dương vũ còn có hỏa thiên hàn bọn hắn đợi nhìn thấy dịch thiên vân từ bên trong đi ra lúc nhao nhao đều ngây ngẩn cả người không nghĩ tới mang theo một tòa cung điện ngồi rơi xuống, lại là mình phụ chủ. Cái này, cái này hòa thiên hàn nhìn thấy dịch thiên vân đi ra lúc, không biết nên không nên gọi là phụ chủ, bởi vì thân phận của hắn một mực không thể bại lộ, hiện tại đúng là bại lộ tại trước mắt mọi người. A, à, lão đại. Dương Vũ nhìn thấy dịch thiên vân từ bên trong đi ra lúc, cảm thấy mười phần chấn kinh. Chính khi tất cả mọi người coi là lại là cái gì cường giả đột kích lúc, phát hiện lại là dịch thiên vân, nguyên lai thiên vân các đệ tử tử. Đông nhiên gian liền biến mất, cũng không biết đi nơi nào, không nghĩ tới đột nhiên gian liền xuất hiện, còn từ nơi này to lớn cung điện đi ra. Dịch thiên vân cười điểm một cái đầu, đối hòa thiên hàn nói ra, không cần giấu giếm, để bọn hắn đều đi ra đi. Hòa thiên hàn run lên dưới, tại mọi người nghi hoặc phía dưới, một thanh liền chạy về thiên cực phủ bên trong, chúng người đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết chuyện gì xảy ra dịch thiên vân xoay đầu cùng thi tuyết vân bọn hắn nói ra từ hôm nay trở đi nơi này chính là chúng ta thiên vân phủ địa bàn nơi này chính là thiên cực phủ lão tổ đã từng tông môn a thi tuyết vân các nàng xoay đầu vòng nhìn bốn phía nhìn xem hoàn cảnh chung quanh như thế nào nơi này tổng thể hoàn cảnh coi như không tệ có lẽ so ra kém một số đỉnh cấp tông môn nhưng ở tam phẩm thế lực bên trong tính là rất không tệ thiên cực phủ đệ tử tử không hiểu ra sao hoàn toàn không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra chỉ là nhìn thấy liên tục không ngừng có người đi ra các trưởng lão đều không ngăn cản các trưởng lão ngăn cản cái gì bọn họ cũng đều biết dịch thiên vân đúng vậy phụ chủ có thể có quyền lực gì ngăn cản nhìn thấy nhiều cường giả như vậy đi ra cao hứng cũng không kịp còn ngăn cản thứ gì rất nhanh đại trưởng lão cùng một tiên nhi bọn hắn từ bên trong đi ra mới vừa vặn đi ra bọn hắn nhìn thấy về sau sợ ngây người cả đám đều cứ thế tại nguyên chỗ. Bởi vì bọn hắn dựa theo ngoại giới truyền ngôn đến xem, cũng sớm đã chết mất, làm sao có thể còn sẽ xuất hiện ở đây. Mục tiên nhi cái chết của bọn hắn, để thiên cực phủ không ít người thương tâm một hồi lâu, nhất là tính cách rất tốt đại trưởng lão, cứ như vậy chết mất, để không ít người đều rất thương tâm. Bây giờ đột nhiên gian liền xuất hiện ở đây, để bọn hắn đều trận tròn mắt. Đại, đại trưởng lão, mục tiên nhi, các ngươi bọn hắn đều khiếp sợ nói không ra lời, cảm thấy cái này thật sự là quá khó mà tin nổi, đi qua thay đổi rất nhanh, bọn hắn cũng không biết nói cái gì mới tốt. Để các vị thương tâm, kỳ thực chúng ta cũng chưa chết rơi, phủ chủ mang theo chúng ta trốn thoát, bởi vì sợ bị U minh đế quốc truy sát, cho nên mới sẽ giấu giếm xuống tới. Đại trưởng lão giải thích nói, phủ chủ, bọn hắn khẽ giật mình, cảm thấy rất nghi hoặc, phủ chủ không phải tu vi phế bỏ à, làm sao còn có thể cứu người kỳ thực trước mắt vị này chính là chúng ta đương nhiệm phụ chủ nguyên bản qua đoạn thời gian liền chính thức tiền nhiệm không nghĩ tới xuất hiện tụ long thành sự kiện cho nên mới không có nói ra đại trưởng lão cười nói bây giờ phụ chủ nói không có việc gì như vậy thì nhưng lấy công bố ra ngoài đại trưởng lão chỉ dịch thiên vân nói là phụ chủ tin tức này càng làm cho bọn hắn cảm thấy chấn kinh trước đó không phải thiên văn các đệ tử tử a à làm sao đột nhiên gian liền biến thành phụ chủ. Bọn hắn não tử đều có chút quá tải đến, bị tin tức này cho rung động thật sâu đến nói không ra lời, nguyên bản một cái mới gia nhập đệ tử, lập tức liền biến thành phụ chủ, đổi lại ai cũng cảm thấy chấn kinh. Đúng, ta chính là phụ chủ, tiền nhiệm phụ chủ đem vị trí này tặng cho ta, ta chính thức trở thành thiên cực phụ phụ chủ. Dịch thiên vân trầm giọng nói, ta sẽ dẫn dẫn thiên cực phủ đi về phía huy hoàng, sẽ không lại xuống dốc tuy nhiên trước lúc này, ta muốn tuyên bố một việc, cái kia chính là thiên cực phủ chính thức bị sát nhập tiến thiên vân phủ, ở trên trời vân phủ trở thành thiên cực môn, không liên quan tới nhau. Ở chỗ này còn có linh môn, càng là có thiên tuyển môn, sau này đều là đồng môn của các ngươi. Dịch thiên vân ra hiệu linh tộc người cùng thiên tuyển môn người đi ra, bọn hắn nhìn thấy linh tộc người lúc, đều là xương sở. Linh tộc huyên náo xôn xao, nói không biết bị chuyển di tới chỗ nào, không nghĩ tới lại là ở chỗ này. Mọi người khả năng không rõ ràng lắm, ở chỗ này ta đơn giản giới thiệu nhất hạ. Đại trưởng lão ho nhẹ một tiếng, giải thích, phủ chủ hắn tu vi tại hóa đan kỳ cấp bậc, tụ long thành lũ minh đế quốc đại thần, đều là hắn giải quyết. Bảo hộ linh tộc không nhận linh tộc xâm lấn, đều là phủ chủ gây nên, còn đánh chết long tướng quân cùng phong tướng quân, đại khái bên trên mình bạch đi đại trưởng lão này cũng không rõ ràng thiên long đế quốc vẫn là dịch thiên vân gây nên cho nên liền không có giải thích đi ra tuy nhiên dạng này đủ để cho bọn hắn chấn kinh đến nói không ra lời từng câu trùng kích ra để bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối cũng không biết nói cái gì mới tốt nhất thời gian không cách nào tiêu hóa trong lúc này cho đối bọn hắn trùng kích quá mạnh tiếp nhị liên ba nói không ra lời rất bình thường tại cái này giải thích kỳ gian hệ thống âm thanh rốt cục bắn ra tới đốt, thành công hoàn thành tiếp nhiệm vụ chính tuyến cường thịnh tông môn, đem thiên tuyển tông tăng lên tới thiên tuyển phủ, đồng thời chuyển rời đến thiên cảnh đại lục. Lấy được được thưởng 100 triệu kinh nghiệm, 1 triệu điên cùng giá trị, độ thuần thục giá trị 100 ngàn, có thể tùy ý phân phối đến võ học cùng tinh thông, điểm tờ cơ 100 ngàn điểm, sinh mệnh 1. Bởi vì sát nhập đông đảo thế lực, đồng thời sáng tạo ra hoàn toàn mới tông môn, khen thưởng gấp bội. Đốt, lấy được được thưởng kinh nghiệm 200 triệu điểm, 200 vạn điểm điên cuồng giá trị, độ thuần thuộc 200 ngàn, điểm tờ cờ 200 ngàn, sinh mệnh chỉ 2. Lập tức khen thưởng nổ tung gấp bội, nằm ngoài dự đoán của hắn. Chương 422, điên cuồng tiêu hao. Khen thưởng đều lật gấp 2, đây là hắn không sở hữu nghĩ đến sự tình, toàn thể lật gấp 2, cái này còn đây là đủ làm cho người rung động. Kinh nghiệm biến thành 200 triệu, kỳ thực điều này cũng không có gì, mấu chốt là đằng sau những cái kia khen thưởng gấp bội, đây mới là trọng điểm nhất vấn đề đốt chúc mừng người chơi dịch thiên vân thành công đột phá đến hư linh kỳ nhất tầng thu hoạch được nhiều như vậy khen thưởng thăng cấp không có nửa điểm áp lực rốt cục đột phá đến hư linh kỳ tu vi một cái đại bộ phận tu luyện giả đều tha thiết ước mơ tu vi bây giờ dịch thiên vân cứ như vậy đột phá đến đổi lại bình thường tu luyện giả đột phá lời nói khẳng định sẽ nhấc lên nhất định ba động nhưng đối với hắn mà nói không hề có một chút vấn đề nhìn phi thường bình thường, người khác cũng không biết hắn đã đột phá. Đốt, thành công tiếp phía dưới nhiệm vụ chính tuyến thế thiên hành đạo, phá hủy U Minh Đế Quốc, đánh giết U Minh Đại Đế. Hoàn thành khen thưởng thu hoạch được 500 triệu điểm kinh nghiệm, 5 triệu điểm điên cuồng giá trị, 500.000 điểm độ thuần thục, tùy ý phân phối đến bất kỳ địa phương nào, 500.000 điểm điểm tờ cờ, đồng thời thu hoạch được danh xương trừ gian diệt ác. Hoàn thành cái này nhiệm vụ chính tuyến về sau, chưa từng xuất hiện tiếp tục tăng lên thế lực nhiệm vụ, mà là xuất hiện phá hủy U Minh đế quốc, cái này ngược lại là hắn không nghĩ tới. Không nghĩ tới tiếp xuống nhiệm vụ chính tuyến, lại là để hắn phá hủy U Minh đế quốc, xem ra liền ngay cả hệ thống đều để hắn đem cái này U Minh đế quốc phá hủy rơi. Cái này khen thưởng càng thêm phong phú, hoàn toàn là trước đó nhiệm vụ chính tuyến gấp 5 lần. Bất quá hắn biết khen thưởng càng cao, độ khó nhất định càng cao. Xem ra U Minh Đế quốc bị diệt trừ rơi nhiều như vậy đại tướng, chẳng lẽ còn có rất mạnh ẩn tàng lực lượng hay sao?" Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, thật muốn là nếu như vậy, cái kia đối phó thật đúng là không đơn giản. Tuy nhiên thật sự có lực lượng mạnh như vậy, vì sao U Minh Đại Đế không lập tức sử dụng đây? Bên này phần lớn người cũng còn đắm chìm trong chấn kinh bên trong, một hồi lâu rốt cục chậm lại, sau đó triệt để tại chúng quanh bọn họ nổ tung, lẫn nhau nói chuyện này đối dương vũ bọn hắn trùng kích lực lớn nhất, vốn là cùng dịch thiên vân quan hệ cũng không tệ lắm, quay người liền biến thành phủ chủ coi như xong, vẫn là vô cùng nghịch thiên cái kia một loại. Còn lại phía dưới đúng vậy ba cái ở giữa ma hợp, cái này độ khó không lớn, có tên của hắn đầu tại, rất nhiều người đối với hắn trở thành phủ chủ tướng tương đương thừa nhận. Đối với sát nhập chuyện này, bọn hắn đồng dạng thảo luận, tại biết là bọn hắn lao tổ bên ngoài khai sáng thế lực lúc, cảm giác bài xích cấp tốc thấp xuống không ít. Huyền Thiên Linh Vương tốt xấu là thiên cực phủ vị thứ nhất hư linh kỳ cường giả, đối với hắn mười phần sùng kính, cho nên bị sát nhập tiền đến, cảm giác bài xích liền sẽ hạ xuống không ít. Bởi vì đều là người một nhà, cái kia nói chuyện gì cảm giác bài xích đâu. Dịch Thiên Vân đem ma hợp sự tình giao cho Thi Tuyết Vân các nàng quản lý, quản lý tông môn các đại sự vụ người cũng không ít, hoàn toàn không cần hắn đến quan tâm. Mấu chốt là giao cho Thi Tuyết Vân cùng Dịch Vũ Vi các nàng tới quản lý, sẽ càng thêm nhẹ lòng một ít hắn liền là phụ trách cả hợp lại cùng nhau đồng thời phụ trách đánh tiên phong là được rồi còn lại vụn vặt sự tình cũng không cần hắn đến quan tâm tại bàn giao xuống dưới về sau dịch thiên vân tìm người tu luyện thất đi vào khởi động bế quan hắn muốn bắt đầu chỉnh lý tương quan sự tình tỉ như thăng cấp loại hình sự tình hắn cũng không muốn cái kẻ ngu giống như tại cái kia nói một mình cái gì rốt cục có thể an tĩnh lại thăng cấp điên cuồng hệ thống. Đốt, khấu trừ 10 triệu điểm điên cuồng giá trị, thành công thăng cấp điên cuồng hình thức hệ thống, hiệu quả đề thăng làm 10 gấp 6 lần. Trong đó độ thuần thục biến thành 4 lần, điểm tờ cờ tăng lên gấp 2 hiệu quả, phục dụng đan dược hiệu quả đều tăng cường gấp đôi, bao hàm bất luận cái gì ra tăng kinh nghiệm, tăng hiệu đan dược. Mỗi phút đồng hồ tiêu hao 10.000 điểm điên cuồng giá trị, phía dưới một cái cấp bậc vì 5.000 vạn điểm điên cuồng đáng. Không có ngoài dữ liệu, 8 lần biến thành 10 gấp 6 lần, phía dưới một cái cấp độ cái kia chính là 32 lần. Tuy nhiên cần chính là 5.000 vạn điểm điên cuồng giá trị, cái này thật đúng là đủ điên cuồng, không biết muốn tích lũy bao lâu, mới có thể thăng cấp. Tuy nhiên hướng về phía cái này bội số, hắn khẳng định phải liều mạng đều muốn tích lũy đủ rồi, 32 lần lực lượng tăng phúc, đơn giản nghịch thiên. Nhất là bây giờ nhiều nhiều như vậy hiệu quả cái kia để hắn càng thêm chờ mong phía sau hiệu quả. Sở hữu phục dụng hiệu quả tăng cường gấp đôi, cái này nhưng là đồ tốt. Dịch thiên vân hai mắt tỏa sáng, trước đó phục dụng đan dược có thể có gấp hai hiệu quả. Nhưng chỉ giới hạn trong khôi phục đan thuốc. Đối trên việc tu luyện đan dược, hoặc là kinh nghiệm đan một chút hiệu quả đều không có. Bây giờ đều có thể hữu hiệu, mang ý nghĩa luyện chế một nhóm vẩn hồn đan, đều có thể trực tiếp gấp bội, nguyên bản 30 triệu một khỏa kinh nghiệm đan, hiện tại biến thành 6.000 vạn một khỏa, ngẫm lại đều cảm giác đến kinh người. Về phân điểm thợ cờ những này liền không nói, gấp 2 tính là rất không tệ hiệu quả. Cái này thăng cấp thật sự là đủ đáng giá. Dịch thiên vân hít một hơi thật sâu, tuy nhiên có đoán trước đến, nhưng vẫn là bị chấn động một thanh, 10 gấp 6 lần hiệu quả bạo phát đi ra, thật sự là không dám tưởng tượng sẽ là dạng gì trị số. Đi theo còn lại phía dưới không ít điên cuồng giá trị, hắn một hơi đem đại bộ phận điên cuồng giá trị đều cho dùng, đầu tiên là phân phối tại thuấn gian di động bên trong, sau đó lại là phân phối tại may mắn quang hoàn bên trên, trực tiếp liền không có 150 không ngàn điểm điên cuồng đáng. Đốt, thành công thăng cấp thuấn gian di động đến nhị cấp, có thể dây lát gian đạt tới trong 10 giảm bất kỳ vị trí nào, làm lệnh thời gian là 5 phút đồng hồ. Phía dưới một cái cấp bậc, cần 2 triệu điểm điên cuồng giá trị. Đốt, thành công thăng cấp may mắn quang hoàn đến tăng cấp, sử dụng về sau độ may mắn tăng lên trên diện rộng đến gấp 15 lần, mỗi giây tiêu hao 5.000 điểm điên cuồng giá trị, phía dưới một cái cấp độ cần 5 triệu điểm điên cuồng giá trị. Không tệ, không tệ. Hắn đem cái này lượng hạng đều cho thăng cấp, hiệu quả lập tức lật ra một phen, cần điên cuồng giá trị càng là lật ra một phen. Bây giờ còn lại phía dưới điên cuồng giá trị thật đúng là không nhiều lắm, còn lại phía dưới hơn 100 vạn điên cuồng giá trị, chỉnh thể tới nói vẫn là còn lại phía dưới tương đối nhiều, nhưng dùng lại thăng cấp, đó thật là thăng không là cái gì. hiện tại bất kỳ một cái nào kỹ năng, cần điên cuồng giá trị đều nhiều lắm, hoàn toàn là không đủ dùng. trước kia cảm thấy mấy trăm ngàn điên cuồng giá trị cũng rất nhiều, hiện tại mấy ngàn vạn cũng không tính là nhiều, lập tức liền có thể dùng hết. xem ra cần phải hảo hảo tiếp tục lừa điên cuồng giá trị mới được, quá nhiều đồ vật cần thăng cấp. dịch thiên vân lắc lắc đầu, chợt cười nói xem trước một chút 51 cấp lễ trong bọc có cái gì đi, cái đồ chơi này chắc chắn sẽ không khiến ta thất vọng. Đốt, thành công mở ra 51 cấp lễ bao, thu hoạch được siêu cấp cường hóa bản rút thưởng luân bản, siêu cấp cường hóa bản rút thưởng luân bản một cơ hội, thương thành 50% ưu đãi quyển, hạn lúc một canh giờ, năm kinh nghiệm ít 10 thẻ, 61 cấp thăng cấp lễ bao. Siêu cấp cường hóa bản rút thưởng luân bản, Lần này cho ta chỉnh ra cái siêu cấp cường hóa bản rút thưởng luân bản đi ra, xem ra có thể rút đến càng thật tốt hơn đồ vật. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, trên đại thể biết có thể rút đến đồ vật như thế nào, nhất định là thánh khí cấp bậc trở lên bảo bối, cái này cùng trước đó hai cái rút thưởng luân bản đều là đối ứng một cái tầng cấp, cái này cùng đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Chương 423: Điên cuồng quyết định. Thừa dịp đưa một cơ hội, tranh thủ thời gian thử nhìn một chút. Dịch thiên vân không do dự thứ gì, thu hoạch được lập tức liền, liền rút, trừ phi thật sự là không rảnh, không phải vậy hắn đều ngay lập tức sẽ liền, liền rút. Đi theo dầm nhất hạ, cự đại siêu cấp cường hóa bản rút thưởng luân bản cấp tốc chuyển động, kỳ thực bộ dáng bên trên thoạt nhìn không có biến hóa quá nhiều, có thể thu được đồ vật không có biến hóa, nên cái gì vẫn là cái gì, mà lại đạt được tỷ lệ đồng dạng không có biến hóa. Biến hóa chính là đồ vật bên trong, mà không phải mặt ngoài đồ vật bất quá hắn không có mở ra may mắn quang hoàn hắn liền muốn nhìn một chút đưa tặng một cơ hội này mình có thể rút đến thứ gì nhân phẩm của hắn giá trị cũng không thấp nếu là vẫn là cho hắn tiêu hao phẩm vậy hắn đồng dạng là nhận đang xoay tròn tầm vài vòng về sau rốt cục cái này rút thưởng luân bàn ngừng lại cái kia kim đồng hồ chỉ hướng công pháp cái kia một cột lộ buộng, trừ phi hắn rất mong muốn thần kỹ loại hình không phải vậy cũng không cần cái này may mắn quang hoàn không biết sẽ là gì chứ. Dịch thiên vân mang kích động nhân tâm thời khắc, mở ra cái này hộp gỗ, rất nhanh võ học hiện lên hiện tại trước mắt, thôn thiên thần quyết. Thôn thiên thần quyết, hạ phẩm thiên cấp võ học, cực mạnh thôn phệ hiệu quả, có thể thôn phệ hết thể năng lượng, hóa vì kinh nghiệm của mình, hiệu quả cùng Bắc minh thần công xung đột, không thể chồng chất lên nhau. Kế tiếp phẩm cấp, cần một triệu điểm độ thuần thục thăng cấp. Độ thuần thục cần cũng không nhiều, Bắc minh thần công thăng cấp đến thiên cấp tầng thứ, đều cần một triệu điểm độ thuần thục mới có thể thăng cấp cái này từ hạ phẩm thiên cấp thăng cấp đến trúng phẩm đồng dạng chỉ cần một triệu độ thuần thục không chỉ là bắc minh thần công quá nghịch thiên vẫn là cái này thôn vệ thần quyết quá kém cỏi bất kể như thế nào cái này bắc minh thần công muốn thăng cấp liền quá khó khăn cần điên cuồng hơn thường thường hấp thu mới được không phải vậy một triệu điểm độ thuần thục thật sự là cực kỳ khó tích lũy cho đến trước mắt mới bất quá mười mấy hai trăm ngàn con kém cái 80 vạn độ thuần thục, dù là đem trước đó sở hữu khen thưởng độ thuần thục nện vào đi, đều không cách nào thăng cấp. Cho nên hoàn thành nhiệm vụ tặng độ thuần thục, kỳ thực đúng vậy nhìn xem, rất nhiều đều cần mấy trăm ngàn, thậm chí trăm vạn cấp bậc độ thuần thục, nện xong đều không có cách nào thăng cấp. Chỉ có thể chờ đợi còn kém một chút độ thuần thục lúc, lại đem cái này độ thuần thục cho nện tiến vào. Ta đi thử một chút cái này thôn thiên thần quyết nhìn xem. Dịch Thiên Vân đưa tay hướng mặt trước nhất chuyển, nơi lòng bàn tay bỗng nhiên đã tuôn ra hấp lực kinh người, lập tức liền đem đối diện cái bàn cho hút tới, tại ở gần bàn tay của hắn lúc, lập tức liền bị hút thành một phấn. Bên trong sở hữu linh lực, dây lát gian liền bị hấp thu rơi mất, liền còn lại phía dưới một điểm cặn bã. Thu hoạch được 300 điểm kinh nghiệm. Phi thường dứt khoát lực lượng, đồng dạng lấy được kinh nghiệm, hơn nữa còn có thể hấp thu vật thể bên trong linh lực điểm ấy bắc minh thần công nhưng làm không được chỉ có thể hấp thu vật sống linh lực cái này thôn thiên thần quyết có thể thôn phệ bất luận cái gì vật thể bên trong năng lượng ẩn chứa như thế khá kinh người vô luận là hấp lực vẫn là thôn phệ hiệu quả đều so bắc minh thần công những này mạnh lên một mảng lớn xem bộ dáng là có thể cấp tốc bị thay thế rơi mất muốn phải từ từ thăng cấp độ khó thật sự là quá lớn điểm dịch thiên vân khẳng định là lựa chọn từ bỏ thăng cấp không tệ xem ra sau này liền dùng cái này thôn thiên thần quyết. Dịch thiên vân hai mắt tỏa sáng, cuối cùng có thể có cái thay thế võ học. Còn lại lễ bao mở ra đồ vật, vẫn cảm thấy rất không tệ, thương thành 50% quyển cái này rất có ý tứ, ngày nào cần còn nhiều hơn mua mua đồ lúc có thể dùng đến. Năm kinh nghiệm ít 10 thẻ, càng là leo lên lịch sử mới cao. Siêu cấp cường hóa rút thưởng luân bàn, rút thưởng một lần cần 2 triệu điểm điên cùng đáng thật sự là điên rồi dịch thiên vân lần nữa nhìn cái này không có rút thưởng số lần luân bàn lúc cũng nhịn không được hút một ngụm khí lạnh hai triệu điểm điên cùng giá trị cũng không phải số lượng nhỏ đến tích lũy thật lâu mới có thể có đến còn lại phía dưới liền không có có đồ vật gì nên thăng cấp đều thăng lên nên rút thưởng đồng dạng rút chỉ là phía dưới một cái cấp độ cần kinh nghiệm trị số có vẻ hơi nhìn thấy mà giật mình nguyên bản từ hóa đan kỳ đỉnh phong đột phá đến hư linh kỳ chỉ cần 200 triệu điểm kinh nghiệm. Bây giờ từ hư linh kỳ nhất tầng, đột phá đến hư linh kỳ tầng 2, cần chọn vẹn 300 triệu điểm kinh nghiệm, hình dáng này là điên rồi, trực tiếp liền tăng lên 100 triệu. Đang lộng tốt về sau, dịch thiên vân từ trong phòng tu luyện đi ra ngoài. Tình huống bên ngoài ngược lại là không có gì thay đổi, tổng thể chia làm hai bộ phận lớn, một cái là thiên cực phủ, một cái là thiên trầm cổ tích linh môn cùng thiên tuyển môn vẫn là lấy thiên trầm cổ tích làm chủ, thiên cực phủ người sẽ không tiến đến, vừa mới sắp nhập, còn không thể nhanh như vậy quen thuộc. Tuy nhiên nơi này không có gì thay đổi, nhưng đối với ngoại giới mà nói, biến hóa liền quá lớn. Nhất thời gian nơi này tin tức dây lắt gian truyền ra, truyền khắp toàn bộ thiên cảnh đại lục, tin tức càng là truyền đến U minh đế quốc nơi đó. Tại biết có cái thần bí tông môn cùng thiên cực phủ sát nhập lúc, đều cảm thấy vô cùng kỳ quái, làm sao lại đột nhiên dàn có cái thế lực xuất hiện đâu? Trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được vết tường, nhất là như vậy đại quy mô cử động, hấp dẫn không ít người chú ý nhau nhau có người đi tìm hiểu cái này thần bí tông môn tin tức, nhưng ở cái này nghe ngóng phía dưới, hoàn toàn liền bị khiếp sợ đến. Cái này thần bí tông môn bên trong lại có linh tộc. Lập tức đều nổ tung. Trước đó tin tức gần ngấp đi linh tộc, đương nhiên gian liền xuất hiện ở thiên cảnh đại lục đồng thời còn cùng thiên cực phủ sát nhập cùng một chỗ cuối cùng là cử động gì muốn chết cử động a à? thật vất vả trốn đi hiện tại lại bạo lộ ra cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào trước đó linh tộc có thể thành công trốn chủ yếu là đã trốn vào địa cảnh trong đại lục hơn nữa còn đã trốn vào thiên tuyển trong tông dạng này không thể nghi ngờ là tương đương ẩn nấp an toàn nguyên bản thiên tuyển tông liền không thế nào làm người khác chú ý cho nên tương đối khó tìm tới Bây giờ như thế làm cho người chú mục, lập tức ngay tại U Minh Đế quốc bên kia nhấc lên sóng to gió lớn. Linh tộc tại cái này mấu chốt bên trong xuất hiện, còn dám cùng Thiên cực phủ hợp tác đi lên, chẳng lẽ bọn hắn cho là chúng ta U Minh Đế quốc diệt vong à? Quốc sư bọn hắn cực kỳ phẫn nộ, U Minh đại đế cũng giống như thế, chuyện này đối với bọn hắn mà nói liền là một loại khiêu khích. Có hai vị tướng quân chết tại linh tộc trong tay, cái này để bọn hắn không thể không cẩn thận một thanh nhất thời gian bọn hắn tại trù bị lấy kế hoạch như thế nào đi đem linh tộc cho triệt để diệt trừ rơi đem bọn hắn đều cho bắt trở lại bọn hắn tại kế sách thời điểm dịch thiên vân bên này đã đánh nhịp chủ động công kích rù minh đế quốc quyết định này tại người khác xem ra tuyệt đối là điên rồi nhưng dịch thiên vân cũng không có điên cảm thấy vạn sự sẵn sàng chỉ kém linh tộc chuyển về tin tức đang chuẩn bị tấn công trước đó dịch thiên vân đã để am hiểu tìm hiểu tin tức linh tộc cấp tốc đi đến U Minh Đế Quốc, hung hăng tin tức. Mấy người tin tức trở về, hắn liền có thể công đánh tới. Chương 424, thẳng hướng U Minh Đế Quốc. Không cần hoa bao dài thời gian, rất nhanh đi tìm hiểu tin tức linh tộc nhau nhau trở về, cho dịch thiên vân mang đến U Minh Đế Quốc nhất tin tức mới. Trước mắt lấy được tin tức tương đối đơn giản, hư linh kỷ cường giả còn có bốn cái trái phải, trong đó cường lực nhất đúng vậy U Minh Đại Đế cùng quốc sư, còn lại đều là hộ quốc tướng quân, tu vi đồng dạng không thấp, đều tại hư linh kỳ lượng tầng 3 thủy chuẩn. Về phần hóa đan kỳ tu vi số lượng vẫn như cũ không ít, có ít nhất hơn 20 cái trở lên. Phải biết dịch thiên vân đều chém giết không ít, không nghĩ tới còn lại phía dưới nhiều như vậy, U minh đế quốc nội tình thật đúng là không kém. Trừ cái đó ra đúng vậy nghe nói U minh đế quốc chuẩn bị phái cường giả tới chân áp, linh tộc cái này đại cửu nhất định phải báo, nhất là tại cái này mấu chốt xuất hiện tương đương với muốn chết ở đây có người đã cảm thấy dịch thiên vân làm như thế tương đương không lý trí thứ này cũng ngang với đem linh tộc cho bạo lộ ra đem toàn bộ thiên vân phủ đô lâm vào trong nguy cơ nếu là lặng lẽ đến vậy khẳng định không có bất cứ vấn đề gì linh tộc từ trước đến nay đều là lấy ẩn tàng làm chủ nếu là chậm rãi rông dài tuyệt không sai tiểu thuyết đối có thể làm bị thương u minh đế quốc dịch thiên vân lại là đem bọn hắn đều cho bạo lộ ra không thể nghi ngờ là gia tăng hành động độ khó dịch thiên vân làm sao không biết cái này cách làm sẽ càng thêm an toàn đánh lén vĩnh viễn so chính diện nên kích muốn dễ dàng nhiều nhưng hắn phải hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến a nhiều như vậy kinh nghiệm khen thưởng nhiều như vậy điên cuồng giá trị nhiều như vậy điểm cờ cờ lấy ở đây hiểu nữ lược mà nói dịch thiên vân cái này cách làm không thể nghi ngờ là cực kỳ thất bại căn bản chính là sai lầm cách làm. Thế nhưng là dịch thiên vân ý nghĩ đến xem, chỉ có thể làm như thế, nếu không không cách nào đạt được nhiệm vụ chính tuyến khen thưởng. Hắn thấy, chờ mình đột phá đến hư linh cấp bậc, điên cuồng giá trị lại lần nữa thăng cấp lúc, đúng vậy u minh đế quốc các ngậu. Tám lần điên cuồng hình thức lúc, liền đã đem quốc sư cho nghiền ép, vậy bây giờ đâu? Kết quả không cần nhiều lời, hắn đã có san bằng u minh đế quốc quyết tâm hắn hiện tại đúng vậy thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, U Minh Đế quốc hiện tại không coi chậm tới, tốt nhất tiếp tục truy kích, đem bọn hắn cho triệt để săn bằng. Điểm ấy đã cùng Nhâm Long bọn hắn nói xong, bên kia an bài tốt về sau, liền sẽ phái người tới tập hợp. Tại hiểu rõ đại khái bên trên tin tức về sau, trong phòng họp một mảnh trầm mặc, không biết đều suy nghĩ cái gì. Ừm, đại khái bên trên ta rõ ràng, chờ thiên long đế quốc người vừa đến, chúng ta liền triệu tập tất cả lực lượng tụ tập ở trên trời vân phủ bên trong, bay thẳng hướng U Minh Đại Lục, san bằng U Minh Đế Quốc. Dịch Thiên Vân lúc này nói ra câu nói, phá vỡ trầm mặc, nhưng lời nói này lại là làm cho người cảm thấy kinh hãi, không ít người đều nhao nhao ghé mắt kinh hãi mà nhìn xem hắn. Chủ động xuất kích, cái này có phải điên rồi hay không? Phủ chủ, cái này, cái này rất không sáng suốt à, U Minh Đế Quốc bên kia tình huống tương đối nguy hiểm, mà lại tin tức vẹn vẹn một phần nhỏ. U Minh Đế Quốc nội tình, nhưng không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, nghe nói U Minh Đế Quốc còn có mấy vị lao bất tử đang ngủ say, một khi U Minh Đế Quốc có nguy cơ lúc, liền sẽ toàn thể xuất động, đây cũng không phải là trò đùa a. À. Đúng a, à, nguyên bản chúng ta bây giờ liền triệt để bộc lộ ra đi, nhất là linh tộc thân phận bộc lộ ra đi, đã là tương đối nguy hiểm. Hiện tại muốn chủ động xuất kích, cái này căn bản là muốn chết a. À. U minh đế quốc quái vật khổng lồ này, cũng không phải dễ đối phó như vậy, phủ chủ phải cẩn thận đối đại A. À. Đưa ra phản đối thanh âm cũng không phải là linh môn, cũng không phải thiên tuyển môn, mà là thiên cực phủ người. Bọn hắn độ trung thành nhưng không cao lắm, dịch thiên vân đi cùng với bọn họ thời gian tương đối ngắn, tăng thêm vẫn luôn là các trưởng lao khác quản lý, mặc dù có chút biết dịch thiên vân thực lực không yếu, nhưng từ đầu đến cuối không có cùng qua quá lâu thời gian, chi tín nhiệm cảm giác cũng không mạnh, cho nên lập tức liền phản bác Linh môn cùng thiên tuyển môn Hoàn toàn lấy dịch thiên vân làm chủ Dịch thiên vân nói cái gì Bọn hắn thì làm cái đó Cũng sẽ không có nửa điểm do dự Nhìn như không sáng suốt Nói không chính xác dịch thiên vân có lấy kế hoạch của mình Nếu là thật cắm Bọn hắn đồng dạng nhận Tuy nhiên dịch thiên vân thật sự có kế hoạch của mình Cái kia chính là vì hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến Nhưng ở chỗ này Nhưng không thể nói ra được ta chỉ là hơi đem thời gian sớm một điểm mà thôi, các ngươi thật coi là ưu minh đế quốc cứ như vậy trầm tĩnh xuống dưới, một mực sẽ không ra đến. Dịch thiên vân lạnh nhạt nói, trong tay trở về tin tức đều cho thấy. U minh đế quốc xâm lược chi tâm cũng không giảm, thậm chí sẽ càng ngày càng mãnh liệt. Thiên cực phủ là trong đó mục tiêu chi một, nơi này nhiều nhất có thể bình tĩnh cái một hai năm, các ngươi cảm thấy một hai năm có thể làm những gì. Căn cứ linh tộc thu thập trở về tin tức, linh tộc đối linh lực cảm ứng rất mạnh bọn hắn luôn có thể cảm ứng được u minh đế quốc dưới đáy có một cỗ lực lượng rất mạnh u minh đế quốc dã tâm cũng không ít có một cỗ lực lượng tại tụ lực lấy đến tột cùng bao lâu bạo phát đi ra không rõ ràng nhưng có một chút là khẳng định thời gian chắc chắn sẽ không quá dài một khi bạo phát đi ra cái kia chính là sinh linh đồ thán vô luận là trêu chọc đến u minh đế quốc vẫn là không có trêu chọc đến u minh đế quốc kết quả đó là một con đường chết chúng người đưa mắt nhìn nhau, lời này ai đều không có phủ nhận. Nhiều lần như vậy chúng ta đều là bị động phòng ngự, lần này chúng ta là chủ động xuất kích, hung hăng đả kích cái này U minh đế quốc. Dịch thiên vân trầm giọng nói, chúng ta tin tưởng, lấy lực lượng của chúng ta, tuyệt đối có thể san bằng cái này U minh đế quốc. Coi như không cách nào phá hủy U minh đế quốc, chí ít có thể áp chế một giáp chế U minh đế quốc nhuệ khí. Phá hủy U minh đế quốc, không biết phủ chủ lòng tin gì từ đó đến. Trong bọn họ tâm vẫn là quá e ngại U minh đế quốc, đối thống lĩnh bọn hắn dịch thiên vân cảm thấy không tin lắm đảm nhiệm. Bởi vì ta có bọn hắn, rõ chưa? Dịch thiên vân bên người thi tuyết vân các nàng ánh mắt ngưng tụ, từ đầu tới đuôi không có có nói một câu, đều lựa chọn ngầm thừa nhận ủng hộ dịch thiên vân, đây chính là hắn lòng tin chỗ. Cái này nhìn như rất buồn cười, nhưng đối với dịch thiên vân mà nói, có được các nàng giúp đỡ chính mình, hết thể đều đầy đủ. Lấy hắn đơn độc sức lực của một người, đủ để đối cứng hết thảy có ủng hộ của bọn hắn, hắn cảm thấy mình lòng tin càng mười phần, đúng vậy đơn giản như vậy. Lúc này có cái thị vệ từ bên ngoài vội vã tiến đến, đưa tay nói ra, khởi bẩm phụ chủ, bên ngoài có thiên long đế quốc cường giả cầu kiến. Mau mau để bọn hắn vào Dịch thiên vân hai mắt tỏa sáng, tổng coi như bọn họ làm tốt chuyện đến đây. Sau một lát, Nhâm Long bọn hắn thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở nơi này, mang tới là một nhóm cường giả, nhưng Nhâm Chỉ Nhu cũng không có tới. Bởi vì Nhâm Chỉ Nhu muốn trấn thủ Thiên Long Đế Quốc, cam đoan Thiên Long Đế Quốc an toàn, để phòng bị người thừa lúc vắng mà vào. Tuy nhiên Nhâm Long mang tới không ít cường giả, lập tức liền làm cho cả đại điện tụ tập không ít cường giả. Nhâm đại ca, ngươi đã đến. Dịch Thiên Vân nên thân đi tới. Ừ, ngươi để chúng ta tới, có thể không đến a? À? Nhâm Long cười nói: "Vậy được, bây giờ chuẩn bị xuất phát, trực tiếp thẳng hướng U Minh Đế quốc." Dịch Thiên Vân ánh mắt sáng rực, chờ đợi bọn hắn đến, liền có thể xuất phát, hoàn toàn không dây dưa dài dòng. Chương 425: Phi Ưng Đại Quân. Bọn hắn vừa tới, Dịch Thiên Vân liền chuẩn bị xuất phát, Thiên Cực phủ người cũng không biết nói cái gì mới tốt, mấu chốt là Nhâm Long bọn hắn một điểm ý kiến đều không có, hoàn toàn nghe theo Dịch Thiên Vân chỉ thị. Đi theo Nhâm Long một khối đến đây, cái nào đều gặp Dịch Thiên Vân thế lực, nội tâm đối với hắn vô cùng tín nhiệm. Cái gì phản đối thanh âm đều không có, trong nội tâm chỉ có ủng hộ, toàn bộ ủng hộ. Vương gia, bọn hắn dùng đến cung kính ngữ khí quát lên, biểu đạt mình đối Dịch Thiên Vân tôn trọng, càng nhiều vẫn là kính nể. Nếu không phải Dịch Thiên Vân, Thiên Long Đế quốc tử thương khẳng định phi thường thảm, cho nên bọn hắn mười phần cung kính. Vương gia, thiên cực phủ người nhăn nhăn lông mày, mình phủ chủ vẫn là vương gia. Dịch thiên vân không có giải thích thứ gì, liền để bọn hắn hảo hảo giao lưu nhất hạ, tại đơn giản giới thiệu sau đó, đại khái bên trên đối nhâm long thân phận của bọn hắn có hiểu biết. Người tiểu tử này, toàn bộ một vòng sau khi trở về, còn trở thành vương gia. Thật sự là đủ có bản lĩnh. Thi tuyết vân lườm hắn một cái, trước đó dịch thiên vân nói ra tìm thiên long đế quốc làm trợ lực, ai biết tìm được về sau, trực tiếp trở thành vương gia. Đó là đương nhiên, không phải vậy sao có thể để cho chúng ta Thiên Vân phủ cường thịnh đâu?" Dịch Thiên Vân hướng về phía Thi Tuyết Vân cười một tiếng. Tại đơn giản hiểu rõ về sau, Dịch Thiên Vân tuyên bố, "Cái kia chuẩn bị liền xuất phát, tiến về U Minh Đế quốc." Diệp Thanh Tuyền bên này một điểm đầu, lập tức cùng linh tộc lão tổ bọn hắn đi khống chế phi hành đại trận, chuẩn bị toàn lực bay hướng U Minh Đế quốc. Trên đường nhất định 10 phần hung hiểm cho nên nhất định phải chuẩn bị kỹ càng hết thể mới được tuy nhiên cung điện biết phi hành nhưng phi hành cũng không phải là cung điện đặc quyền đối phương đồng dạng sẽ có không ít hóa đan kỳ cường giả còn có một đống lớn phi hành yêu thú đem bọn hắn ngăn cản trên không trùng cũng không phải là vấn đề gì dịch vương gia nhanh như vậy liền xuất động xem ra rất có lòng tin nhâm long hai mắt tỏa sáng ở trước mặt người ngoài hắn vẫn là gọi là dịch vương gia tại hai người gian liền gọi là huynh đệ đó là đương nhiên." Dịch Thiên Vân cười một tiếng, coi như không cách nào công, dưới đều muốn U Minh Đế Quốc biết đường sự lợi hại của chúng ta, để tránh cảm thấy chỉ có bọn hắn sẽ tiến công, chúng ta sẽ chỉ phòng thủ. "Nói hay lắm." Nhâm Long cười cười, mắt sáng lên, tuy nhiên độ khó cũng không nhỏ, làm vì bọn họ đế đô là tương đương khó tấn công vào đi, qua nhiều năm như vậy, cơ bản không có cái gì thế lực có thể thành công đánh vào U Minh Đế Quốc nếu là chúng ta có thể làm được, đã là một đại hành động vĩ đại. Thủ vệ xâm nghiêm nhất đúng vậy U Minh Đế Đô, vô luận là cường giả vẫn là phong ngự, đều xa xa dẫn trước địa phương khác, hoàn toàn là không thể phá vỡ. Tại kiến lập lâu như vậy đến nay, U Minh Đế Quốc chưa từng có bị công phá qua, thậm chí đều không có đánh tới U Minh Đế Đô liền đã bị tiêu diệt. Thiên Long Đế Quốc mặc dù không có bị công phá qua, nhưng từng có nhiều lần, đều bị địch nhân thẳng hướng Đế Đô, nếu không có thiên long bí bảo thủ hộ lấy, thật đúng là đã sớm luôn hãm. Một đại hành động vĩ đại A. Diệt đi U minh đế quốc đâu? Cái này tính là cái gì? Dịch thiên vân cười cười nói. Vậy coi như xem như một kiện lưu truyền thiên cổ sự tình, tại đông đảo đế quốc bên trong, có thể xếp vào hàng đầu U minh đế quốc bị chúng ta chỗ công phá, tuyệt đối có thể rung động sở hữu đế quốc thế lực. Nhân Long cười nói. Lưu truyền thiên cổ A. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp loài dưới, đi theo toàn bộ Thiên Trầm Cổ Tích phát ra ù ù tiếng vang, tuy nhiên đều không có xưng là Thiên Trầm Cổ Tích, nó có cái toàn tên mới, Thiên Vân Thần Điện. To lớn thần điện lại lần nữa cất cánh, cũng không có ở nơi này đợi quá lâu thời gian, lần nữa liền muốn cất cánh. Chỉ là lần này tiến về chính là U Minh Đế Quốc, đại bộ phận đệ tử đều đợi ở chỗ này, nội tâm tràn đầy kích động, bọn hắn hiện tại địa phương muốn đi là U Minh Đế Quốc một cái mười phần kinh khủng địa phương bọn hắn có thể nào không kích động không khẩn trương càng nhiều vẫn là tại chuẩn bị chiến đấu bên trong dịch thiên vân đã tuyên bố mệnh lệnh hạ xuống để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng tùy thời liền để bọn hắn xuất động công kích lần này tấn công u minh đế quốc dĩ nhiên không phải chỉ có một mình hắn đối mặt không phải vậy bồi dưỡng nhiều đệ tử như vậy làm cái gì không phải lấy ra làm bài trí mà là tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị Thiên Vân Thần Điện phi hành tốc độ cũng không nhanh, nhưng tương tự cũng không chậm, toàn lực bay về phía trước đi. Tin tức này rất nhanh liền truyền vào U Minh Đế quốc trong hai. Để U Minh Đế quốc nhân đại vì chấn kinh, bọn hắn như thế nào đều không nghĩ tới đối phương sẽ chủ động đánh tới, mà không phải chờ đợi tiếp nhận bọn hắn lửa giận. Cái này cùng thường ngày thế lực hoàn toàn khác biệt, ai nghe được U Minh Đế quốc danh tiếng, không lập tức chạy trốn rút lui. Cái này mới xuất hiện thế lực Thiên Vân phủ ngược lại là mười phần to gan xuất công kích trước ngày này vân phủ là chán sống a vẫn là nói linh trong tộc người quyết định chán sống cảm giác cho chúng ta dễ khi dễ cũng dám tiến công tới quốc sư sắc mặt tâm trầm bọn hắn đang muốn cân nhắc muốn như thế nào đi giải quyết rơi những này linh tộc hiện tại ngược lại tốt bọn hắn đã giết tới phái ra phi ương đại quân ngươi tự mình xuất linh tiến về đem bọn hắn cho diệt đi u minh đại đế biểu lộ băng lãnh trầm giọng nói đã quá lâu không có ai biết chúng ta U Minh Đế đô lực lượng, thật cho là chúng ta bại một trận, liền cho là chúng ta cả bản đều thua rồi hả? Để hai vị hộ quốc tướng quân cùng ngươi cùng nhau đi, muốn là như thế này đều không cách nào đối giao bọn hắn mà nói, ngươi cũng đừng trở về gặp ta. Vâng. Quốc sư trầm giọng nói, lần này tuyệt đối không sẽ phạm sai lầm, nhất định không có nhục sứ mệnh. Quốc sư đối U Minh Đại Đế cúi đầu về sau, xoay người đi ra ngoài lần này vì cẩn thận lý do, ngay cả hộ quốc tướng quân mang tới. Nếu trước đó là lơ là sơ suất, để hai vị tướng quân chết rồi, vậy lần này liền hết sức cẩn thận, quốc sư tiến về coi như xong, còn muốn tăng thêm hộ quốc tướng quân, ba cái hư linh kỳ cứng giả, dạng này đều không thể công chiếm xuống tới, vậy thì thật là không cần trở về gặp người. Thật tình không biết bọn hắn nếu là gặp được dịch thiên vân lúc, sẽ là dạng gì biểu lộ. Thiên vân thần điện dựa theo kế hoạch, bay thẳng hướng u minh đế đô trưởng lão bọn họ cũng đều biết vị trí cho nên sẽ không tới chỗ đi vòng khi bọn hắn phi hành đến một nửa lộ chính lúc bỗng nhiên gian phía trước nhiều rất nhiều điểm đen theo càng ngày tới gần đám người phát hiện qua tới điểm đen lại là từng đống phi ưng nhiều đến hàng ngàn con phi ưng bên trên đều ngồi một cái linh đan kỳ binh lính cái này có thể nói là tuyệt hảo đại thủ bút tại đối không bên trên tuyệt đối là vô địch tồn tại bọn hắn liền là muốn đem ngày này mây thần điện cho hoành xuống tới. Ngoại trừ nhóm này phi ương đại quân bên ngoài, đúng vậy quốc sư bọn hắn mang theo một nhóm lớn cường giả hướng bên này bay tới, lần này có thể nói là hạ lớn huyết bản. Khởi bẩm phụ chủ, U Minh đế quốc quốc sư tự mình dẫn theo phi ương đại quân đến đây, còn có hai cái hộ quốc đại tướng. Phía ngoài thủ vệ vội vã chạy vào nói ra. Từng cái nội tâm giật mình, ngoại trừ phi ương đại quân bên ngoài, vẫn là quốc sư tự mình mang theo đại quân tới, có hắn tự mình dẫn đội, không thể nghi ngờ là đem Phi Ưng đại quân lực lượng phát huy đến cực hạn. Người quen a dịch Thiên Vân mắt sáng lên, hắn đương nhiên sẽ không sợ quốc sư, đã có thể đã đánh bại một lần, như vậy lần thứ hai không có áp lực chút nào, thậm chí có thể bắt hắn cho lưu tại nơi này.